mấy người cùng đi tới quán lẩu bên ngoài thành ủy. Từ đầu tới cuối, Chu Hổ đều rất vội vàng, vừa gọi món ăn, lại vừa gọi rượu với một thái độ như ông chủ. Hạ Tưởng thầm nghĩ rằng, Chu Hổ vẫn còn phong cách niềm nở của người nông dân, mọi thứ đều biểu lộ rất rõ ràng. Tuy nhiên như thế này cũng tốt, có những người lãnh đạo chỉ thích được kẻ khác tâng bốc, nịnh bợ, cho dù những lời nịnh bợ đó là rất bình thường thì người đó vẫn cảm thấy rất thích thú. Sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, Hạ Tưởng ngồi vào chỗ rồi đơn giản hỏi tình hình hiện tại của Chu Hổ vài câu. Vô cùng cảm ơn Phó Chủ tịch huyện Hạ, tôi giờ đang là cấp dưới của Giám đốc Lý, coi như không có trở ngại gì. Dưới tôi còn có trên dưới 100 anh em hết lòng ủng hộ. Tự tôi cho rằng, mình rất tốt, có cảm giác trong núi không có hổ nên khỉ uy phong xưng bá vương mà thôi. Tuy nhiên, ở trước mặt ngài, tôi vẫn ăn nói nhũn nhặn với ngài. Dù sao, rốt cục ngài mới là lão đại của tôi. Hiện giờ, trong tay tôi cũng có chút tiền, nên dự định mua một cái nhà ở thành phố để mang bà xã và mấy đứa nhỏ lên. Với lại tôi cũng muốn chuyển hình từ một người làm khoán thành chủ doanh nghiệp mà bất tài vẫn dậm chân tại chỗ. Tôi cần phải mạnh bạo đổi mới mới được, nhưng mà lại không có ý tưởng gì, nên phải xin được sự chỉ bảo, nâng đỡ của ngài nhiều hơn. Mặc dù, Chu Hổ dùng từ có đúng hay không hay là hắn cũng chỉ nhớ gì nói đấy, nhưng cũng xem như là lưu loát. Rõ ràng, quyền luận ngữ lúc nào cũng mang theo bên người hắn cũng có hữu dụng. Giang Thiên cúi đầu ăn, dứt khoát không nói gì, vẻ mặt cam chịu. Hạ Tưởng có hứng thú hỏi. Anh muốn chuyển hình làm cái gì? Việc này tôi vẫn chưa nghĩ ra. Tôi muốn nghe tư vấn của Phó Chủ tịch huyện Hạ xem sao. Tôi muốn đăng ký thành lập công ty bất động sản thì đại khái cần bao nhiêu vốn khởi động? Chu Hổ nói, vẻ mặt chăm chú, chứ không có ý bỡn cợt nào. Hạ Tưởng nhịn cười. Hiện tại, trong tay anh có bao nhiêu tiền? Trừ việc mua nhà, mua xe, tôi còn khoảng hơn 2 triệu. Thế có phải hơi ít không? Ngài cứ việc góp ý, chỉ giáo, tôi sẽ tiếp thu. Chu Hổ háo hức nói. Ừ, đúng là không nhiều lắm. Bình thường đăng ký thành lập một công ty bất động sản, ít nhất cũng phải có 15 triệu trở lên, 2 triệu xem như là vừa đủ rồi. Hạ Tưởng thẳng thắn nói. Soảng. Tiếng chén rượu của Chu Hổ rơi trên bàn vang lên. Vẻ mặt Chu Hổ hoảng hốt. Ôi mẹ ơi, nhiều như vậy sao? Xem ra tôi làm khoán, cúi đầu làm thầy cai, còn xa mới được mức đó. Hắn nhặt chén rượu lên, thấy bên trong vẫn còn chút rượu liền uống một hơi hết sạch cười cười. Thật vô lễ, thật vô lễ. Phó Chủ tịch huyện Hạ không lấy làm phiền lòng chứ. Tôi nhất thời giật mình lỡ tay đánh rơi chén rượu. Hạ Tưởng thấy Giang Thiên thật sự không thích tác phong của Chu Hổ, bèn nói. Thật ra, thì tính tình của anh rể này cũng đứng đắn, so với rất nhiều người đạo đức giả thì lại rất đáng yêu. Tôi đang kết hợp với bạn bè chuẩn bị thành lập một công ty bất động sản, muốn kéo anh rể gia nhập. Giang ca, anh xem thế nào? Hạ Tưởng không hỏi Chu Hổ mà hỏi Giang Thiên, ngụ ý hết sức rõ ràng rằng kéo Chu Hổ vào là đang nhìn mặt Giang Thiên. Giang Thiên liếc mắt nhìn Chu Hổ. Anh ấy có thể được sao? Tôi làm sao mà không được, cậu không được coi thường tôi. Chu Hổ mặc kệ, vừa nghe có việc tốt, lập tức lại sôi nổi. Phó Chủ tịch huyện Hạ. Công ty có lớn không? Có bao nhiêu người? Tôi có thể làm gì? Có thể làm phó tổng hay không? Chu Hổ có thể lăn lộn từ một nông dân, hiện tại có một đội ngũ hơn 100 cấp dưới, làm ăn lời hàng triệu tệ, coi như là hắn có chút bản lĩnh. Cho dù bên trên có người chiếu cố nhưng nếu không có bản lĩnh cũng không được. Hạ Tưởng đã thấy nhiều công trình tốt bị vỡ tan trong tay kẻ ngu dốt, không có bản lĩnh rồi. Cho dù có người nâng đỡ mà cũng không đứng dậy được. Hạ Tưởng muốn công ty bất động sản Giang Sơn nắm lấy những công trình ở thành phố Yến không chỉ dựa vào những chính sách hỗ trợ từ bên trên, nên hắn mới tập hợp một nhóm những người có tài năng sáng giá, mà còn muốn thành lập một công ty có năng lực của chính mình để có thể đối phó với những biến động bất ngờ của thị trường. Chỉ có như vậy mới có thể tồn tại được lâu dài. Mục đích của hắn không phải là mang lại lợi ích cho bản thân. Trên cơ bản, hắn cũng không thiếu tiền, nếu muốn kiếm nhiều tiền, hắn có rất nhiều cách. Nhưng bất động sản Giang Sơn sẽ là một sự kết hợp căn bản của mọi người để có thể dùng những cách đúng đắn mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, tránh việc vì trong tay không có tiền mà sau này có thể bị người khác dùng tiền làm cho hư hỏng. Mặc dù Chu Hổ nhìn qua có chút buồn cười, nói chuyện thì thích khoa trương, nhưng có thể xem là một người có tác phong. Nếu có thể cười ha hả mà vẫn hoàn thành công việc thì cũng xem như là hắn bản lĩnh thực sự.
cho nên Hạ Tưởng cho rằng để Chu Hổ giữ chức phó tổng giám đốc phụ trách xây dựng ở công ty bất động sản Giang Sơn là hắn có thể gánh vác được. Điều kiện tiên quyết là liệu Giang Thiên đồng ý nhận cành ô liu mà Hạ Tưởng đưa tới hay không. Giang Thiên hiện giờ chưa nhậm chức, nhưng không thể tránh được việc anh ta phải đảm nhiệm chức chủ tịch huyện. Hơn nữa, dựa vào quan sát của Hạ Tưởng thì tính tình Giang Thiên thận trọng nên Trần Phong cũng coi trọng anh ta, cho nên mới sắp xếp tạo điều kiện cho anh ta nắm một trong những chức vị quan trọng là làm chủ tịch huyện cảnh. Trên con đường làm quan lộ, Giang Thiên thuộc loại người đi dần dần từng bước một. Có lẽ, ngay từ đầu, anh ta đã là người như vậy, không nhìn ra tiền đồ rộng lớn phía trước. Nhưng anh ta lại bước những bước vững vàng, đợi cho đến khi chắc chắn mới cho thấy mặt có ích của mình. Mặc dù lên chức chậm, nhưng căn bản là vững chắc. Giang Thiên có mạng lưới quan hệ rộng khắp nơi, hơn nữa lý lịch của anh lại nổi trội. Thêm vào đó, tính cách Giang Thiên điềm tĩnh, không dễ gì phạm sai lầm. Dù anh ta chưa có cơ hội tốt, thì cuối cùng cũng gần như có thể lên được chức phó ở cấp tỉnh trở lên. Nếu mà may mắn vượt qua được sự tranh đấu giữa hai thế lực, đến lúc đó xuất phát từ khía cạnh cân bằng mà lựa chọn một người, chắc chắn lãnh đạo sẽ chọn người trung gian đứng ra bảo vệ đại cục, mà Giang Thiên sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nếu mà nói kéo Vương Bằng Phi và Phương Tiến Giang nhập bọn là có lợi ích xác đáng trước mắt, thì hiện tại lôi kéo Giang Thiên lại là triển vọng lâu dài. Người làm quan nhất thiết phải chú ý đến lợi ích trước mắt và lâu dài thì mới có thể bất khả xâm phạm được. Hạ Tưởng quyết định kéo Giang Thiên vào bất động sản Giang Sơn. Mong muốn Giang Thiên cùng xây dựng một mảnh Giang Sơn. Hạ Tưởng cười, liếc mắt nhìn Giang Thiên, mà không nói gì. Giang Thiên hiểu, nói với Chu Hổ. Anh rể anh ra ngoài giúp phó chủ tịch huyện Hạ mua một hộp thuốc. Chu Hổ không rõ chuyện gì xảy ra, bèn nói. Ở đây tôi cũng có thuốc mà, là thuốc tốt đấy. Phó chủ tịch huyện cần thuốc mới, nên em mới bảo anh đi mua. Anh đi nhanh đi. Giang Thiên khoát tay về phía Chu Hổ. Chu Hổ chớp mắt, hiểu ra vấn đề, bèn nói. Được, tôi đi ngay đây. Chu Hổ vừa đi xong, Giang Thiên cảm thấy vui vẻ hỏi Hạ Tưởng xem tình hình thế nào. Nói rõ cho tôi xem, tôi nghe thì dường như đó là chuyện lớn rất tốt. Giang Thiên đúng là có suy nghĩ chính trị rất nhạy bén. Hạ Tưởng cười. Thành lập bất động sản Giang Sơn là ước nguyện và dự tính ban đầu. Tôi muốn anh rể tới giữ chức phó tổng chủ quản công trình xây dựng. Anh thấy sao? Ánh mắt Giang Thiên liên tục chớp, Hạ Tưởng không hề giấu giếm mà nói thẳng ý định đưa Giang Thiên vào bất động sản Giang Sơn. Thật ra, Hạ Tưởng mà không nói thì Giang Thiên cũng có thể đoán được mục đích chính xác Hạ Tưởng muốn làm là gì. Nhưng anh ta muốn nghe chính miệng Hạ Tưởng nói ra và chứng minh rằng hắn hoàn toàn tín nhiệm mình. Chương 298, lời hứa của đàn ông. Việc tốt, thật sự là việc tốt rất lớn. Hiện giờ Giang Thiên còn chưa nhận chức chủ tịch huyện nên trong lòng anh ta vẫn còn thấp thỏm, không yên. Bởi vì anh ta biết rõ rằng kinh nghiệm trốn quan trường trong huyện và ở thành phố hoàn toàn không giống nhau, mà anh ta lại không có nhiều kinh nghiệm chính trị cho lắm. Có thể làm tốt công việc trong nhiệm kỳ ở huyện cảnh hay không, trong lòng Giang Thiên không được tự tin lắm. Nếu mà không có thành tích gì, thì con đường làm quan sau này sẽ ảm đạm rồi. Nếu mà đem mình và bất động sản Giang Sơn cột liên kết lại với nhau, chẳng những có thể chắc chắn rằng lợi ích và rủi ro đi cùng nhau, mà còn có thể làm cho mình nhậm chức chủ tịch huyện cảnh yên tâm hơn. Mắt Giang Thiên sáng rực lên, không thể không nói. Chú em Hạ, cậu thật sự là một người rất giỏi. Ý tưởng này muốn có kết quả tốt thì phải triển khai hoạt động thật tốt. Đáng chú ý là sẽ có nhiều người ủng hộ anh. Chỉ có điều, bọn họ có tiền và đóng góp nhiều tiền hơn tôi. Nhưng hiện giờ, lại không cần tiền mà là cần có quyền. Không có quyền thực sự là không dám nhắc tới. Hạ Tưởng cũng biết, với cấp bậc của Giang Thiên hiện giờ mà để anh ta ở bất động sản Giang Sơn thì tất nhiên là cũng bình thường, đương nhiên không thể để anh ta tay không chiếm cổ phần, bởi vậy nói. Anh rể dùng 2 triệu tiền vốn và nhân viên chiếm 10% cổ phần. Giang Thiên cũng hiểu rõ 2 triệu ở công ty bất động sản Giang Sơn chắc chắn chiếm không tới 10%. Cái gọi là nhân viên chẳng qua chỉ là nhóm dân công không có khả năng chuyên môn, lại cũng không có tư chất ấy, mà Hạ Tưởng cho như thế phải nói là khá cao rồi. Trong lòng anh ta vô cùng cảm kích và chạm cốc với Hạ Tưởng. Anh em tốt, cảm ơn cậu, nói cảm ơn nhiều cũng vô ích, nên sau này hãy xem tôi hành động nhé. Nếu có chỗ nào cần thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi nhất định xem như đó là việc của chính mình mà làm tốt. Có Giang Thiên hứa hẹn.
Hạ Tưởng gật đầu, mỉm cười. Sau này, nhất định chúng ta là anh em cùng chiến tuyến. Sau khi Chu Hổ trở lại, tất cả cùng đưa ra kết luận. Không cần Hạ Tưởng mở lời thì Giang Thiên cũng đã nói cho Chu Hổ biết. Chu Hổ vui mừng, vò đầu bứt tai, thiếu chút nữa thì hoa chân múa tay vui sướng, cuống quýt nói. Thật tốt quá, thật tốt quá. Cái tên bất động sản Giang Sơn nghe rất hoành tráng. Vừa nghe cái tên mà đã thấy nhất định là một tập đoàn doanh nghiệp khổng lồ rồi, nói ra thì thật sự rất vinh quang. Tôi là phó tổng dù nói thế nào cũng coi như là cán bộ cấp cục phó. Rốt cục thật hãnh diện, tóm lại là phó chủ tịch huyện Hạ có văn hóa nên đặt một cái tên Giang Sơn rất hay, cứ như một bức tranh vẽ mỹ nhân trong thi ca vậy. Phó chủ tịch huyện Hạ còn muốn tìm cho tôi một nữ thư ký, phải không? Lời vừa ra khỏi miệng, Chu Hổ biết là mình hơi sơ ý, nên vội vàng nói. Dù sao cũng không cần nữ thư ký, nếu có chỉ là thư ký nam thôi. Tôi là người nghiêm túc mà. Hạ Tưởng vẫn cười, nhưng đành kìm nén, rồi ngồi xuống, nói. Tôi đã nói trước rồi, vào công ty tôi thì bất kể là ai đều như nhau hết phải tuân theo sự sắp xếp của công ty. Nếu không, công ty sẽ có điều lệ xử phạt tương ứng. Còn đâu nhất định phải nghiêm túc yêu cầu bản thân mình không được nói bậy. Nếu mà có chuyện làm khó tiền đồ của chủ tịch huyện Giang, thì anh Chu, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Nói không chừng chức phó tổng cũng không thể giữ cho anh khỏi ngồi tù. Chu Hổ giật mình, lập tức đứng lên nói. Nghiêm, tôi Chu Hổ có lúc hài hước nhưng phần lớn thời gian tôi vẫn rất nghiêm túc, chăm chỉ, là một đồng chí tốt đáng tin tưởng. Giang Thiên gật gật đầu, biết rõ dụng ý của Hạ Tưởng đối với Chu Hổ, nên cũng dặn dò y. Sau này anh đừng có khoác lác nữa, mà nghiêm túc làm việc đi. Đừng để phó chủ tịch huyện Hạ, đừng để cho em, chị em mất mặt. Chu Hổ nâng một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nói. Nam tử đại trượng phu, nói lời phải giữ lời. Cáo biệt Giang Thiên và Chu Hổ, Hạ Tưởng nghĩ, cảm thấy ở trước mặt Trần Phong hắn vẫn có chưa đủ tự tin, nên không nên nói với ông ta về sự tình bất động sản Giang Sơn vội, mà chờ sau này hãy nói. Tuy nhiên, theo tiến độ hiện giờ thì bất động sản Giang Sơn đã hợp tác được với Phó Bí Thư Vương, Trưởng Ban Phương, Giang Thiên và có cả Thẩm Lập Xuân, Lý Hồng Giang. Bước đầu coi như đã thành lập được ý cơ sở để xây dựng đế quốc kinh doanh của mình, dựa vào suy nghĩ của Hạ Tưởng thì chỉ mất 2 đến 5 năm để xây dựng lên một công ty bất động sản Giang Sơn bền vững. Mặc dù Chu Hổ không quá điềm đạm, nhưng đã có Lý Hồng Giang và Thẩm Lập Xuân đứng ở sau bầy mưu tính kế. Hơn nữa, Chu Hổ lại toàn tâm, toàn ý, hăng hái học hỏi nên không lo hắn không có lúc ngẩng đầu lên được. Gần đến Quốc Khánh, Tào Bá Bá thường xuyên phải làm thêm giờ. Sau khi Hạ Tưởng đến Tào gia thì chỉ có Vương Vu Phân ở nhà. Hắn nói mấy câu liền nghĩ ngay tới việc lên gác nghỉ ngơi, thì bị Vương Vu Phân gọi lại. Tiểu Hạ, cho tới hôm nay cô đã thấy cháu từng bước trưởng thành là một người đàn ông tốt. Tuy nhiên, cháu lại muốn kết hôn với Tào Thù Lê nên cô có mấy lời muốn nói. Thấy Vương Vu Phân vô cùng nghiêm túc, Hạ Tưởng cũng nghiêm túc nói. Dạ, cô cứ nói, cháu nghe đây. Tào Thù Lê của nhà chúng tôi từ bé đã được nuông chiều, nên có đôi khi nó có thể cũng có chút cáu kỉnh. Cháu là đàn ông thì nhường nó nhé, đừng so đo tính toán, quát tháo với nó. Vương Vu Phân ra hiệu cho Hạ Tưởng ngồi xuống, bà cũng ngồi thẳng trên ghế sofa để nói chuyện. Hai đứa biết nhau cũng hơn 2 năm rồi, nhìn hai đứa mà cô trong lòng cũng rất vui. Tính tình hai đứa cũng hợp nhau, không khác biệt nhiều. Cô cũng thấy, gần đây, cháu luôn nhường nhìn con bé. Cô là mẹ nó mang gả cho cháu, cũng coi như là yên lòng rồi. Hạ Tưởng nghe xong chỉ biết gật đầu mà không nói gì. Vương Vu Phân chắc chắn là một người mẹ khôn ngoan. Bà không hề nói Hạ Tưởng có điểm xấu mà chỉ nói Tào Thù Lê vẫn còn thiếu sót, bề ngoài là nâng Hạ Tưởng lên, nhưng trên thực tế lại nhắc nhở hắn hãy khoan dung với Tào Thù Lê. Nói thật, Tiểu Hạ à, ngay từ đầu, lão Tào không muốn Tào Thù Lê và cháu gặp gỡ đâu. Suy nghĩ của ông ấy nghiêm trọng, không giống như cô đâu. Cô thì ngược lại, ngay từ đầu đã cảm thấy cháu được. Mặc dù được nuông chiều, nhưng Tào Thù Lê là một đứa con gái biết điều, không kiêu ngạo và hợp với cháu. Kỳ thực, một người con gái tìm được một người chồng như ý nguyện không phải là dễ. Ngày trước cô vì muốn sống cùng với lão Tào mà trong gia đình bị náo loạn, không thoải mái trong rất nhiều năm. Tuy là bây giờ chuyện cũ cũng đã trôi đi, nhưng ngẫm lại vẫn thấy đau lòng lắm. Cho nên cô nghĩ, chỉ cần con gái cô vui vẻ,
thì nhất định sẽ không ngăn cản mong muốn của nó. Gả cho ai cũng được, miễn là con bé cam tâm tình nguyện là được. Vương Vu Phân xúc động nói, trong mắt thoáng rơi lệ, hiển nhiên câu chuyện đã gợi lại chuyện cũ đau lòng của bà. Hạ Tưởng không biết khuyên bà cái gì, chỉ biết im lặng gật đầu. Cảm ơn cô đã cho cháu sáng mắt, cháu sẽ đối tốt với Tào Thù Lê, sẽ không làm cô ấy bị ấm ức và tổn thương. Vương Vu Phân gật đầu. Cô cũng không nghĩ tới việc giờ cháu có thể đạt được thành tích gì. Nhớ lại lúc trước cháu đến nhà chúng ta, cô đã nói với lão Tào là đứa bé Hạ Tưởng này lớn lên sẽ rất trung thực, rất thẹn thùng, lại còn có thể nghĩa hiệp nữa. Chứ lúc đó cô không nghĩ tới, sau này cháu lại thay đổi thành một người như thế này. Thoáng một cái mà cháu đã trở nên rất cởi mở và rất có năng lực. Mấy thứ đó khiến cho lão Tào đối với cháu có vài phần kính trọng, rồi làm cho Tào Thù Lê từ từ thích cháu. Cháu có thể được như hôm nay khiến cho lão Tào rất ngạc nhiên, ông ấy nói là tất cả là do nỗ lực của cháu, chứ trên thực tế ông ấy không giúp được cháu cái gì cả. Thực ra, ông ấy không nói thì cô cũng biết, ông ấy có thể lên được đến chức phó thị trưởng thường trực chính là nhờ vào cháu. Cũng không thể nói như vậy được cô à, Tào Bá Bá là người có năng lực, ông ấy đã cố gắng trong nhiều năm, nên ông ấy cũng xứng đáng ở vị trí đó mà. Hạ Tưởng cũng không dám kể công với Tào Bá Bá, làm sao trước mặt mẹ vợ tương lai hắn dám làm ra vẻ chứ? Vương Vu Phân thì có thể nói như vậy như hắn thì không thể, bèn nói tiếp. Cô nói như vậy không đúng rồi, cô làm cho cháu là một kẻ không làm được gì mà lại tự nhận vinh quang về mình. Vương Vu Phân mỉm cười, nói. Thằng danh này, người một nhà mà còn nói như vậy sao? Ngay cả lão Tào còn cũng tự mình thừa nhận cơ mà. Ông ấy gián tiếp được nhờ từ cháu, ông ấy cũng nói một người dù có bản lĩnh mà không có cơ hội thì cũng không lên chức được. Ông ấy lại không biết thị trưởng Trần. Nếu không có cháu đóng vai trò là cầu nối quan trọng với thị trưởng Trần, sao thị trưởng Trần có thể nghĩ tới ông ấy chứ? Phó thị trưởng thường trực thành phố Yến là vị trí mà đến ngay cả cô cũng biết rằng bao nhiêu người đều đánh nhau vỡ đầu để đạt vị trí ấy. Vương Vu Phân khoát tay, rồi lại lắc đầu, nói tiếp. Được rồi, không đề cập tới chuyện này nữa. Đều là người một nhà cả, mà nói như vậy thì xa lạ quá. Ý của cô là nói, hiện giờ cháu không phải là một người mà là hai người rồi. Niềm hy vọng của Tào gia chúng ta đều gửi gắm cả trên người cháu. Mặc dù nói như vậy có chút áp lực với cháu, nhưng cô nghĩ trong đầu cháu chắc chắn cũng hiểu rõ. Tào Thù Lê là con gái, Thù Quân là đứa không có hứng thú với chính trị, tính tình cũng rất tùy tiện không thích hợp với chốn quan trường, lại cũng không có chí hướng cao xa. Lão Tào và cô đều cho rằng, con bé gả cho cháu là mang cả vận mệnh của Tào gia chúng ta trao vào tay cháu rồi. Trong lòng Hạ Tưởng nặng trĩu, bởi vì hắn biết rằng cả nhà Tào gia kỳ vọng vào hắn. Hắn cũng hiểu rõ rằng nếu hắn không cưới Tào Thù Lê thì sẽ là một sự đả kích lớn với cô bé và cả gia đình cô, cho nên hắn mới nhẫn tâm khước từ Liên Nhược Hạm. Hạ Tưởng biết, trước đây lúc biết Tào Thù Lê, thì hắn đã sớm được cả Tào gia đối đãi như là con rể. Nếu mà hắn trở mặt, thì sẽ tạo thành một sự tổn thương vô cùng lớn với toàn bộ Tào gia. Buổi nói chuyện hôm nay Vương Phu Phân lại nhắc nhở Hạ Tưởng. Một lời hứa của đàn ông ngàn lần quan trọng. Dù cho bản tính của họ là đứng núi này trông núi nọ, nhiều thói hư tật xấu, nhưng làm người thì phải có điểm mấu chốt. Hắn và Liên Nhược Hạm đã sống chung, điều đó đã làm tổn thương Tào Thù Lê. Cho nên nhất định phải để cô kết hôn sớm để hắn gánh vác sự phó thác của Tào gia. Trong lòng cháu hiểu, không dám trái lời. Cháu khẳng định cả đời sẽ ở bên cô ấy, không bao giờ rời xa cô ấy. Hạ Tưởng trịnh trọng nói. Chương 299 Điện thoại của Liên Nhược Hạm. Vương Vu Phân thở phào một tiếng như thể chút được một khối đá lớn nói. Sau này, cháu càng làm, càng lớn, rồi hiểu biết của cháu sẽ càng ngày càng nhiều. Có lẽ một số người so với Thù Lê hấp dẫn hơn, có xuất thân tốt hơn, dụ dỗ được nhiều đàn ông hơn. Nhưng cô tin, có một điều không ai có thể so sánh được với con gái của cô, đó là, con bé yêu cháu, toàn tâm toàn ý với cháu hơn bất cứ ai. Ngay từ đầu, con bé đã rất tốt với cháu, chỉ thích một mình cháu, cũng không phải vì cháu có tiền, có quyền. Điểm này thì không ai có thể so sánh được với con bé. Hạ Tưởng áy náy, kinh hãi. Cho tới giờ, hắn vẫn không muốn bỏ Tào Thù Lê, lý do quan trọng nhất đó là, ngay từ khi hắn nghèo túng, không xu dính túi, cô vẫn nồng nhiệt với hắn. Cảm giác đó xuất phát từ sự chân thành, không hề pha tạp bất cứ điều gì, tình yêu đó là tình cảm thuần khiết nhất,
Trước đây, Tiểu Giai tiếp cận hắn ít nhiều có tâm lý lợi dụng. Nhưng Tào Thù Lê chỉ đơn thuần vì thích hắn, không đòi hỏi tiền bạc, không đòi hỏi quyền lực, không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nếu mà hắn không biết quý trọng cô, ắt hắn là kẻ ngốc nhất thế gian. Hạ Tưởng đứng lên, hướng về phía Vương Vu Phân, cúi đầu nói. Cảm ơn cô đã nuôi dưỡng và dạy dỗ cho cháu một người vợ tốt nhất trần gian. Cháu bảo đảm sau này nhất định đối xử tử tế với cô ấy, nhất định chăm sóc tốt cho cô ấy, tuyệt đối sẽ không làm cô ấy đau lòng, thất vọng. Vương Vu Phân vui mừng, mỉm cười, thấy Hạ Tưởng đã hiểu rõ mọi thứ, bày tỏ rõ ràng, thể là tốt, cười nói. Ngồi xuống đi, trong lòng cháu hiểu là được. Cháu bảo lão Tào là bác Tào mà lại gọi cô là cô, nghe không được tự nhiên cho lắm thì phải. Ngay sau đó bà lại phẩy tay. Thôi đi, không cần đổi. Dù sao cũng chờ kết hôn rồi còn phải đổi cách xưng hô chứ, tùy tiện gọi cũng được. Hạ Tưởng thật thà cười. Đối với hắn, cho tới giờ Vương Vu Phân là hình ảnh một người vợ, người mẹ tốt. Hắn cũng tin Tào Thù Lê dịu dàng, hiền thục như vậy là do thừa hưởng từ mẹ của cô. Vương Vu Phân cũng có cái nhìn trong sáng, một mặt nhắc nhở Hạ Tưởng không được phụ Tào Thù Lê, một mặt dịu dàng nhắc hắn trong chốn quan trường lộn xộn đừng đánh mất chính mình. Về phương diện khác cũng là ám chỉ, Tào gia hết sức ủng hộ hắn, nhưng đừng bao giờ quên mất gốc của mình, qua cầu rút ván. Tục ngữ nói mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng yêu mến. Hạ Tưởng giờ mới biết được, hóa ra từ đầu, mẹ vợ tương lai đã đóng một vai trò gián tiếp trong việc thúc đẩy mối quan hệ của mình và Tào Thù Lê. Phải nói rằng nếu không có Vương Vu Phân, thì có lẽ mình và Tào Thù Lê đã không có ngày hôm nay. Hạ Tưởng đầy cảm kích đối với Vương Vu Phân. Tất nhiên, Hạ Tưởng cũng không giận đối với việc lúc trước Tào Vĩnh Quốc đã phản đối mối quan hệ giữa mình và Tào Thù Lê. Theo góc độ một người bố vợ mà suy xét, phương pháp của bác Tào không có gì đáng chê trách, ai chẳng hy vọng con gái mình được gả cho một người danh giá một chút. Có lẽ sau này mình mà có con gái, mình cũng sẽ yêu nó như cục cưng. Cửa vang lên tiếng động, Tào Vĩnh Quốc đã về. Tào Vĩnh Quốc vừa mở cửa thì cảm thấy không bình thường, bèn cười hỏi. Làm sao vậy, hình như mọi người đang bàn bạc vấn đề trọng đại gì đó phải không? Hạ Tưởng nói. Chỉ là một bài học trong lớp giáo dục tư tưởng chính trị, cháu vừa được cô Vương chỉ giáo, có ích lắm. Giờ mới biết, bác Tào có thành tích hôm nay là có công sức rất lớn của cô Vương. Phía sau mỗi người đàn ông thành đạt là có một người vợ lặng lẽ hiến dâng. Quả nhiên không sai. Vương Vu Phân vui vẻ mỉm cười. Lão Tào có nghe không, tiểu hạ cũng nhìn ra công trạng của tôi đó. Nhưng cuối cùng ông lại cho rằng là vì ông phấn đấu. Ông tự vỗ ngực mình, không có tôi trông nom việc nhà, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp, làm sao ông có thể công tác thuận buồm xuôi gió chứ? Được, 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 tôi vẫn luôn ghi tạc công lao của bà. Chỉ có điều là không thể đánh dấu mỗi ngày rồi treo lên được thôi. Xem ra tinh thần Tào Vĩnh Quốc rất tốt, ông quay đầu nói với Hạ Tưởng. Tiểu Hạ, tôi thấy là kỳ nghỉ nghỉ Quốc Khánh hoặc là ngày rằm tháng 3 này tiến hành lễ đính hôn đi, cậu thấy sao? Cho cậu thời hạn 3 ngày để nói cho gia đình một tiếng, rồi tôi sẽ cho người đến đón họ. Tốt, cháu sẽ gọi điện ngay. Chỉ có điều, không dám phiền bác Tào đón họ, cháu sẽ tìm người đón họ là được. Giờ Hạ Tưởng tìm người về nhà đón cha mẹ cũng chỉ là vấn đề gọi điện thoại là xong. Tuy nhiên, đính hôn là việc đại sự, nên hắn muốn tự mình về nhà. Cũng được, vậy tùy cậu sắp xếp. Giờ, Tào Vĩnh Quốc càng ngày càng tôn trọng ý kiến của Hạ Tưởng, bởi vì từ sự kiện lần trước bị bắt, ông phát hiện ra, Hạ Tưởng rất có sức ảnh hưởng, thậm chí còn vượt qua cả chức phó thị trưởng thường trực của ông. Điều này làm cho ông vừa mừng, vừa sợ. Đối với Hạ Tưởng ông lại càng tôn trọng thêm một chút. Thật ra không đơn giản, phó chủ tịch huyện mà có thể quấy rối tình thế khắp nơi, làm xáo trộn cả việc sắp xếp của Cao Thành Tùng, làm cho bí thư tỉnh ủy rơi vào đường cùng, buộc lòng phải thả người, hơn nữa lại còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, thì đấy không phải là cách mà người bình thường có thể làm được. Cho dù trong đó Hạ Tưởng có nhúng tay vào bao sâu, thì Tào Vĩnh Quốc cũng vẫn hiểu được. Cho dù là Thẩm Phục Minh bị bắt, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh là Hình Đoan Đài vẫn cao giọng nói là nghiêm túc điều tra phòng tự lập, thì dù nhiều hay ít đều có bóng dáng Hạ Tưởng bên trong. Người này còn trẻ tuổi, nhưng càng ngày càng làm cho người ta khó hiểu. Tào Vĩnh Quốc và Hạ Tưởng bàn bạc chốc lát về tình hình ở thành phố. Sau khi phòng tự lập bị bắt, mọi người ở ủy ban kỷ luật thành phố đều thấy bất an. Hiện tại chủ nhiệm Tần lại nắm quyền,
mọi người lại càng không dám thách thức quyền uy của ông ta. Chỉ có điều vụ án Lệ Triều Sinh không còn truyền ra ngoài nữa, trước mắt điều đó vẫn còn ở trong giai đoạn bảo mật. Tào Vĩnh Quốc cũng không biết tình hình cụ thể. Vụ án Lệ Triều Sinh liên quan trên diện rất rộng, không có tin tức truyền ra ngoài cũng là bình thường. Song giờ Hạ Tưởng cũng không muốn từ bỏ chuyện này dễ dàng thế. Tuy nhiên sự tình đã đến giờ, Hạ Tưởng có nỗ lực hơn nữa cũng không làm được gì, cho nên lo lắng cũng vô ích. Đơn giản là cứ để mọi việc tự nhiên, cho dù là Huyện An hay Bất Động Sản Giang Sơn, tất cả đều đòi hỏi hắn phải hết sức cố gắng. Lại còn việc đính hôn với Tào Thù Lê cũng vô cùng cấp bách. Nếu mà sự kiện Lệ Triều Sinh mà không có bước đột phá nào, không có biện pháp nào từ dưới lên trên làm cho Cao Thành Tùng phân tâm, thì cuối cùng chỉ có thể dựa vào sự sắp xếp tỉ mỉ chặt chẽ của Tống Chiêu Độ. Hiện giờ, Hạ Tưởng không nên có bất cứ hình thức tiếp xúc nào nữa với Tống Chiêu Độ, hắn chỉ có thể đơn phương chờ tin tức từ ông ta mà thôi. Hiện tại, Hạ Tưởng cũng không biết Tống Chiêu Độ đang âm thầm chủ tính kế hoạch giật gân gì. Tào Vĩnh Quốc nói sự tình thành phố bảo tạm thời không có động tĩnh gì, do một là sắp đến Quốc Khánh, nên trong tỉnh đang bận rộn bàn bạc vấn đề bổ nhiệm. Thứ hai là hiện giờ có thể Cao Thành Tùng cũng không có lòng dạ nào mà mời họp hội nghị thường vụ, dù sao thì cũng không vội. Hạ Tưởng tin rằng, chỉ cần trên hội nghị thường vụ mà bàn bạc, thì vấn đề bổ nhiệm nhất định sẽ được thông qua. Hạ Tưởng đi lên phòng của mình ở trên lầu, gọi điện về cho gia đình. Hạ Thiên Thành vừa nghe lễ đính hôn được tổ chức trong thời gian Quốc Khánh thì vô cùng vui vẻ. Ông lại nghe nói Hạ Tưởng sẽ về đón, nên lớn tiếng nói. Không cần con phải về đón đâu, làm sao phải tốn kém cho việc này nhỉ? Ta và mẹ con sẽ bắt xe là được rồi. Lại còn có Hạ An và Hứa Linh có thể cũng đi cùng. Chúng ta cùng bắt xe lửa chỉ mất đến 2 giờ là cùng. Cuối cùng Hạ Tưởng nói tùy bô, nhưng hắn lại hỏi. Hạ An có thể lái xe không? Nó có giấy phép lái xe không? Hạ Thiên Thành đáp. Nó biết lái, nó cũng có giấy phép lái xe. Lúc trước ta còn không đồng ý cho nó làm giấy phép lái xe, lại cũng không có xe, có giấy phép lái xe cũng để làm gì. Được rồi, ngày 2 tháng 13 đến thành phố Yến nhé. Hạ Tưởng cúp máy, hắn muốn gọi điện cho Tào Thù Lê để cô lấy chút tiền đi mua một chiếc Santana 2X đi. Hắn dự định mua cho Hạ An một chiếc xe. Hạ An sắp kết hôn rồi, Hạ Tưởng muốn mua cho hắn coi như là quà cưới. Hơn nữa, Hạ An mà có xe thì cũng tiện lợi cho ba, mẹ hắn. Thật nực cười, Hạ Tưởng dù có sao cũng là người có tiền triệu. Hắn có cổ phần ở siêu thị Giai Gia, còn có phần lớn tiền trong tay Tiếu Giai tùy Tiếu Giai kinh doanh. Hắn còn có tiền thiết kế các hạng mục cùng với một ít quà biếu từ người khác và các thứ linh tinh khác đã giao cho Tào Thù Lê quản lý. Trên thực tế, trên người Hạ Tưởng, tiền mặt không vượt quá 2.000 tệ. Ngẫm lại, thấy mình cũng đáng thương. Muốn mua một chiếc xe mà cũng phải dùng tiền của vợ tương lai, mặc dù tiền đó coi như là của hắn. Bỗng nhiên, điện thoại của Hạ Tưởng vang lên, là một cuộc gọi quốc tế đường dài. Em lại nhớ anh, chắc anh không nhớ em, đúng không? Liên Nhược Hạm từ bên kia đại dương gọi về, trong âm thanh có chút uể oải, dường như còn chưa tỉnh ngủ. Lúc Hạ Tưởng nhìn thì đã là 10 giờ đêm rồi, bên Liên Nhược Hạm hẳn là lúc 10 giờ sáng. Hạ Tưởng liền cười cô. Giờ mà em còn chưa ra khỏi giường sao? Con lợn nhỏ lười biếng. Đâu có, em đang làm việc, quét dọn sân trong nên có chút mệt mỏi thôi. Liên Nhược Hạm chợt nói to lên. Em đang ở Mỹ nên coi như không tính với anh. Giờ em còn tốt hơn so với tưởng tượng. Nhà của em có một vườn hoa, có cả một vườn trái cây, tất cả đều là do em chăm sóc và trồng, có cả rau quả đấy. Nghe người ta nói, ở đây khí hậu cũng không tệ lắm, có thể trồng bất cứ thứ gì. À, em hỏi anh còn không trả lời, anh có nhớ đến em không? Có nhớ. Hạ Tưởng thành thật trả lời. Quả thật, hắn cũng nhớ Liên Nhược Hạm. Từ lúc Vương Vu phân cho hắn bài học, hắn nhớ Tào Thù Lê với hắn là tình sâu mãi mai. Lúc ấy hắn mới chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, không thấy có tiền đồ gì, thì Tào Thù Lê đã có tình cảm sâu đậm với hắn. Người con gái ấy đáng được quý trọng cả đời. Mà Liên Nhược Hạm cũng như vậy. Mặc dù khi hắn gặp Liên Nhược Hạm là lúc hắn đã thư ký của bí thư huyện ủy rồi, dường như tiền đồ có chút tươi sáng hơn, nhưng trong mắt Liên Nhược Hạm, đừng nói là nói thư ký của bí thư huyện ủy mà ngay cả thư ký của bí thư tỉnh ủy cũng không có gì đáng nói. Vì thế mới làm cho cô và hắn đến gần nhau, trong mâu thuẫn và thống khổ đưa ra lựa chọn của chính mình.
Hạ Tưởng cũng biết, hắn còn mắc nợ cô rất nhiều. Mặc kệ là Tào Thù Lê hay Liên Nhược Hạm, cả hai đều là bảo bối trong bàn tay hắn, tay trái hay tay phải, không phân biệt bên nọ với bên kia. Nhớ em gì nào? Liên Nhược Hạm và những người con gái khác đều như nhau, hỏi đến cùng người mình thích một vấn đề. Nhớ điểm tốt điểm xấu của em, nhớ sự tùy hứng, vẻ đáng yêu của em, còn cả sự kiên cường của em nữa. Hạ Tưởng muốn nói hết mà không có lý do nào. Coi như anh không gạt em. Liên Nhược Hạm hài lòng, mỉm cười. Sau đó giọng nói cô lại thấp xuống. Tạm thời, em không có tin tức nào của mẹ em. Dựa vào manh mối người ta cung cấp, em không có liên lạc được với bà, cũng không biết bà có phải là cố ý trốn em. Đừng vội, từ từ sẽ đến, có một số việc cần phải có duyên phận, không thể một mực gò ép được. Hạ Tưởng đành an ủi Liên Nhược Hạm. Duyên phận, hừ, em là vì gặp anh, nên mới có nghiệt duyên với anh. Chỉ có vừa yêu vừa hận anh mau bay đến Mỹ để gặp em đi để em đánh cho anh một trận. Liên Nhược Hạm lại tùy hứng. Chương 300, bóp nghẹt và hạn chế Baidu.com. Hạ Tưởng đành phải tiếp tục lừa gạt, nói một cách hoa mỹ, đến Liên Nhược Hạm phải cười khanh khách. Xem ra anh thức thời, biết dụ dỗ em. Cũng may, anh đã qua cửa ải này rồi. Chứng minh trong lòng anh có để ý đến em. Đúng là một nữ tiểu yêu, Hạ Tưởng lắc đầu. Liên Nhược Hạm còn nói. Cao lão gọi điện cho em rồi, nói phải bận một số việc xây trại an dưỡng và trung tâm hội nghị ở công viên rừng rậm. Em sẽ để ông ta bàn bạc cùng anh, ông ta sắp tìm anh rồi đấy. Em không ở đây, anh phải quan tâm giúp tập đoàn Viễn Cảnh nhiều hơn, nếu không em không để cho anh yên đâu. Vài ngày không gặp tính tình đã thay đổi. Hạ Tưởng đã có chuyện không hề dễ nói. Sao cứ phải hùng hổ ra lệnh cho anh? Chẳng lẽ em vừa dọa, anh đã sợ hãi sao? Trại an dưỡng và trung tâm hội nghị vốn chính anh đề xuất, chắc chắn là không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Anh phải tự hoàn thành việc của mình đi. Về sau tập đoàn Viễn Cảnh sẽ để lại cho con của chúng ta. Vì hạnh phúc của thế hệ kế tiếp của anh nên khẩn trương cố gắng làm tập đoàn Viễn Cảnh phát triển lớn mạnh đi lên. Hạ Tưởng không nói gì Thiếu Giai nói phải sinh một người kế nghiệp. Liên Nhược Hạm cũng muốn vì đứa con mà tạo nên một vương quốc kinh doanh, chỉ khổ người làm cha là hắn. Hạ Tưởng đã nghĩ không trách được tất cả mọi người đều nói, có một đứa con bản lĩnh không bằng có người cha bản lĩnh. Ngẫm nghĩ con trai, con gái đều tốt, cũng không biết khi nào thì chúng nó mới xuất thế, vậy mà mẹ bọn nó đã có thể bắt đầu xây dựng quy hoạch hạnh phúc đời người của chúng nó rồi. Hạ Tưởng không ngừng trả lời được. Anh nhất định sẽ tận tâm tận lực, khi em ở nước Mỹ có phát hiện cơ hội làm ăn gì không? Còn không thấy, chỉ thấy ở đây hết sức phát triển, em nghĩ về sau sẽ có cơ hội phát triển vô biên. Liên Nhược Hạm cũng khá thông minh, nhạy bén phát hiện tiềm lực rất lớn của. Năm 2000, rất nhiều công ty chuyên về mạng mới bắt đầu thành lập, ví dụ như. Nếu lúc này thành lập một công ty chuyên về công cụ tìm kiếm trên mạng. Với bối cảnh và thực lực của Liên Nhược Hạm chẳng những có thể thay thế những trang web trong nước mà có thể làm lung lay trang web tìm kiếm trăm độ. Cho dù không lung lay được trăm độ thì cũng trở thành trang web tìm kiếm song song với trăm độ. Ít ra thì cũng không để trăm độ phát triển tới mức muốn làm gì thì làm như ở đời sau. Hạ Tưởng đã nói ra ý tưởng của mình, trước tiên thành lập một công ty, sau đó sẽ mời các chuyên gia về mạng khai thác công cụ tìm kiếm. Cụ thể có thể tham khảo Google và trăm độ. Sau đó nghiên cứu để mở rộng trên mạng. Anh nói cũng có lý, nhưng em thấy thật là hư ảo, chưa chắc có thể sinh ra lợi ích thực sự. Em sẽ nghiên cứu và trả lời sau. Liên Nhược Hạm có sự do dự và cũng không nhiệt tình lắm với việc này. Nếu không thì em thử trước, dù sao thì đầu tư cũng không bao nhiêu tiền. Đừng nói là thử mà phải dùng cái tâm của mình để làm nên tên tuổi. Anh đã nghĩ hộ em rồi, tên là Nhất Bát Quảng Cáo. Phải đăng ký tên miền cho tốt, cần phải dụng tâm mới làm được. Hạ Tưởng không thể nói nhiều, chỉ có thể sử dụng sách lược lừa gạt. Tốt lắm anh đã nói đến vậy, nếu em không nể mặt anh thì tổn thương đến sĩ diện đàn ông của anh. Chuyện lạ, lần đầu tiên anh chính trọng muốn em làm việc, em tạm thời tôn trọng nhãn quan của anh. Một lần đầu tư 4 vạn đô thì cũng không nhiều. Liên Nhược Hạm bị Hạ Tưởng thuyết phục nên cũng cảm thấy rất hứng thú. Nói đến buôn bán kinh doanh. Hạ Tưởng đáp, anh chỉ nghĩ ra ý tưởng kinh doanh, còn cụ thể thì em phải mời những chuyên gia chuyên nghiệp để làm kinh doanh cụ thể. Tạm thời anh tạm ngừng phát biểu ý kiến.
không hiểu thì nói là không hiểu lại còn ra vẻ ta đây, không khéo em khinh anh. Liên Nhược Hàm giễu cợt hạ tưởng, cô chợt nghĩ ra điều gì, lại chuyển đề tài. Anh đã xem cái thẻ em để lại cho anh chưa? Ừ. Bên trong có bao nhiêu tiền? Hạ tưởng không nghĩ cô này hỏi vậy nên sửng sốt đến ngây người ra. Anh không động đến tiền bên trong phải không? Âm thanh của Liên Nhược Hàm có vẻ không vui. Anh giữ lại chờ em trở về. Nếu anh không động đến tiền bên trong chứng tỏ anh coi em là người ngoài rồi. Anh đem tiền của anh giao vào tay cô ấy. Anh và cô ấy cũng không phân biệt, vậy mà em và anh lại chia ra rõ ràng như vậy. Điều đó chứng tỏ trong mắt anh, em thua xa cái cô bé Lê đấy. Hạ tưởng ngạc nhiên cô gái này nói vô lý, làm cho người ta nghĩ rằng hắn không tiêu tiền của cô ấy là một cái tội. Đã thế lại gây bất hòa nữa, là lẽ gì đây? Em biết suy nghĩ của anh là tiêu tiền của phụ nữ là mất mặt phải không? Em nói cho anh biết, em để lại cho anh không phải là tiền mà là tấm lòng của em, là trái tim em. Liên Nhược Hàm tức giận. Tốt lắm, Nhược Hàm đừng nóng giận. Ngày mai anh sẽ để em cởi mở trong lòng được không? Mai anh sẽ tiêu thật nhiều tiền trong đó. Hạ tưởng không đành lòng để cô giận dữ. Hai người đã cách trở trăm núi ngàn sông, có muốn lừa gạt cũng chỉ thông qua lời nói. Anh đừng có mà lừa gạt em. Nếu anh muốn dùng tiền vào việc gì thì cũng phải nói hợp tình hợp lý em mới tin. Liên Nhược Hàm vẫn cằn nhằn không chịu buông tha. Hạ tưởng liền nghĩ ra một kế khá thông minh. Anh tính dùng tiền của em mua cho thằng em anh một cái xe hơi, em thấy thế nào? Tiền của em để lại cho anh là tiền của anh. Liên Nhược Hàm giọng cao lên rất rõ ràng. Cô lại cao hứng. Mua cho Hạ An một chiếc xe Mercedes-Benz đi. Có chiếc xe này ba anh dùng cũng tiện. Nếu không thì cho mua cho ba anh một chiếc xe Audi. Hạ tưởng thiếu chút nữa té xỉu. Liên Nhược Hàm thậm chí còn không biết Mercedes-Benz và Audi là hãng xe gì sao. Cô vừa mở miệng ra là hai loại xe hạng sang cả triệu tệ vậy mà cô cứ nghĩ như là xe của gia đình bình thường. Hơn nữa Hạ An chỉ là một nhân viên bình thường của thành ủy thành phố Đan Thành mà dám đi xe Mercedes-Benz còn hoành tráng hơn cả bí thư thành ủy, có phải là tự tìm phiền phức hay sao? Mua xe Audi cho ông già, nếu tặng ông thì thế nào ông cũng mắng cho một trận. Với tính cách như ông thì chỉ đi xe đạp thôi, cho dù có đưa cho ông ấy 4 vạn. Nếu có thể đi bằng xe buýt thì không bao giờ ông ấy đi xe ô tô riêng. Cuối cùng Hạ tưởng cũng thuyết phục Liên Nhược Hàm dùng tiền của cô để Hạ An mua một chiếc xe hiệu Santana. Liên Nhược Hàm tuy hơi không đồng ý vì đó là xe cấp thấp, không đáng, nhưng cô vẫn đang vui vì Hạ tưởng đã dùng tiền của cô mà mua đồ này vật nọ trong nhà. Cô dặn dò Hạ tưởng từ sau mua cái gì trong nhà cứ lấy thẻ tín dụng của cô mà mua. Hạ tưởng đành phải chiều theo cô. Gọi một cuộc điện thoại khoảng nửa tiếng. Không biết bao nhiêu tiền. Hạ tưởng lắc đầu, Tào Thù Lê còn biết tiết kiệm tiền chứ Liên Nhược Hàm thì không có khái niệm gì về tiền nhiều tiền ít. Vừa mới sáng sớm, Hạ tưởng đã chủ động gọi điện thoại cho Cao Lão nói rõ sự việc xây trại an dưỡng và trung tâm hội nghị. Cao Lão thịnh tình mời Hạ tưởng một bữa cơm thân mật. Hạ tưởng nhận lời nhất định sẽ tìm gặp ông vào ngày Quốc Khánh. Cao Lão nói Quốc Khánh ông sẽ không về Bắc Kinh mà sẽ ở lại thành phố Yến. 10 giờ sáng Hạ tưởng đi đến huyện An. Tới văn phòng hắn kinh ngạc phát hiện ra TB hàn ghế hoàn toàn mới và toàn bộ đồ dùng văn phòng đều thay mới. Văn phòng còn được quét dọn sạch sẽ, không có một hạt bụi. Đến rèm cửa cũng được thay đổi. Hạ tưởng không khỏi ngạc nhiên. Tránh văn phòng Hứa Lương thật là chu đáo. Huyện có tới mấy vị phó chủ tịch huyện, vậy mà ông ta vẫn nhớ đến vị phó chủ tịch huyện đang đi nghỉ là hắn. Xem ra ngày nào ông ta cũng cho người quét dọn. Hạ tưởng còn chưa ngồi yên thì đã nghe tiếng gõ cửa. Hứa Lương vẻ mặt tươi cười đẩy cửa bước vào. Phó chủ tịch huyện Hạ đã trở lại. Tôi nghe cậu đã về liền khẩn trương mang nước đến cho cậu đây. Hạ tưởng mới phát hiện ra trong tay Hứa Lương cầm một phích nước nóng. Tuy rằng Hứa Lương là tránh văn phòng ủy ban nhân dân phục vụ cho chủ tịch huyện nhưng dù sao cũng là đồng chí cao tuổi. Hạ tưởng đứng lên vội giơ tay đỡ phích nước nóng. Tránh văn phòng Hứa cho một người đến đây là được rồi, anh không cần phải đích thân tự mình đưa đến, không tốt. Hứa Lương kiên quyết tự mình rót nước cho Hạ tưởng. Tôi đến là tôi đến, tự mình rót nước cho phó chủ tịch huyện Hạ cũng là công việc của tôi, cũng là biểu hiện chăm chỉ công tác của tôi. Chỉ có điều cậu không trách tôi là được. Tôi trách anh cái gì? Hạ tưởng không hiểu Hứa Lương đã nghĩ gì mà nói vậy. Ngẫm lại, mình chưa hề nói khó nghe với ông ta bao giờ. Sao ông ta lại nói vậy nhỉ?
Cậu thật sự không trách tôi trước kia công việc không chu đáo, phục vụ không đến nơi đến chốn chứ. Hứa Lương thấy vẻ mặt Hạ Tưởng không giống làm bộ, trong lòng cũng có chút buồn bực. Chẳng lẽ phó chủ tịch huyện Hạ không để bụng sao? Không có chuyện này đâu. Hạ Tưởng nghĩ thầm có khi nào trong lòng buồn bực thuận miệng nói vài câu khó nghe nên bị ông ta để bụng không? Nghĩ lại, cứ để ông ta tưởng như vậy cũng tốt, cũng là để cảnh cáo Hứa Lương tỉnh ra. Chương 301, hiếm có dịp nói chuyện công việc với Phó Bí Thư Mai. Hạ Tưởng cũng có chút không quen nhìn cách mà Hứa Lương nịnh nọt. Hứa Lương mấy ngày nay luôn lo lắng đề phòng, vừa ngóng trông Hạ Tưởng sớm trở về lại vừa sợ hắn trở về. Trông mong hắn trở về là muốn chờ Phó Chủ tịch huyện Hạ, liền tỏ ra biểu hiện rất tốt, khiến Phó Chủ tịch huyện Hạ thay đổi ấn tượng xấu vốn có với ông ta. Sợ hắn trở về chính là sợ bộ máy chính phủ thay đổi nhanh chóng tăng tốc, gia tăng quyền lực, sợ Phó Chủ tịch huyện Hạ đến lúc đó sẽ làm khó cho ông ta, coi ông ta không ra gì. Dù sao thì đối với Phó Chủ tịch huyện Hạ, ông ta đã từng ma cũ bắt nạt ma mới. Hôm nay vừa nghe động tĩnh, Hứa Lương liền vội vàng chạy tới xung xoe chính là muốn thử thái độ Hạ Tưởng một chút. Không ngờ, Hạ Tưởng dường như đã quên sự việc trước kia, đến một cái là không thừa nhận khiến cho trong lòng ông ta cảm thấy bất ổn không được yên tâm. Chẳng ai biết tâm tư sâu xa của lãnh đạo. Trước nay Hạ Tưởng tuổi trẻ tài cao, nói năng khách khí, bắt buộc ông ta cũng phải cẩn thận. Hứa Lương rời khỏi phòng làm việc của Hạ Tưởng, đứng ở hàng hiên một lúc, lắc lắc đầu, thở dài một tiếng rồi đi. Không có biện pháp, về sau cứ tích cực làm việc là được. Nếu không thì hoàn toàn theo sát chủ tịch huyện Khâu vậy. Không thể để một phó chủ tịch huyện nắm cổ mình đúng không? Hứa Lương thật đúng là tự đánh giá cao bản thân. Ông ta vừa đi, Hạ Tưởng liền ném chuyện của ông ta ra khỏi đầu. Hắn còn nhiều chuyện cần phải lo lắng, hơi đâu mà đi so đo ưu khuyết với một gã tránh văn phòng ủy ban nhân dân. Đầu tiên là tìm Lý Đinh Sơn nói chuyện một chút tình hình gần đây. Ông cũng không có tin tức gì. Hạ Tưởng liền hỏi. Trưởng ban Tống có liên lạc gì không? Lý Đinh Sơn lắc đầu. Không thể liên lạc được. Gọi điện thoại cũng không được. Không ai nghe máy. Tôi nghĩ là anh ta cố ý không liên lạc với bên ngoài. Hạ Tưởng mới nhớ tới việc Tống Chiêu Độ đưa cho hắn tờ giấy. Hắn kể sự tình cho Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn nghe xong liền cười và nói. Không trách anh ta được. Thôi quên đi. Đợi anh ta chủ động liên hệ với chúng ta thì nói sau. Tính tình anh ta tôi biết, không thích liên lạc với bên ngoài. Cậu có vội vàng tìm anh ta cũng không có tác dụng. Ông ta lại cười nói rằng. Sắp đến quốc khánh rồi. Trong huyện cũng không có chuyện gì, ngoại trừ chuyện đi thăm hỏi mọi người nên tôi cũng nghỉ ngơi vài ngày. Mấy ngày nay có một chuyện đã nghĩ thông suốt, muốn thông báo với cậu một chút. Tôi và Sử Khiết Tính sẽ tái hôn trong thời gian quốc khánh. Sẽ tìm một số bạn tốt cùng nhau ngồi lại, cũng không làm lớn. Hạ Tưởng mừng rỡ. Chúc mừng Bí Thư Lý. Sau đó lại ngượng ngùng cười. Tôi và ngài thật là có duyên, ngài tái hôn còn tôi đính hôn. Lý Đinh Sơn vừa mừng vừa ngạc nhiên. Chuyện tốt, thật sự là chuyện tốt. Nhất định là tôi phải uống rượu hỉ của cậu rồi. Hạ Tưởng đính hôn ngày mùng 3. Lý Đinh Sơn tái hôn ngày mùng 5. Hạ Tưởng mời Lý Đinh Sơn tham gia nghi thức đính hôn trước tiên, Lý Đinh Sơn nhận lời rất nhiệt tình. Ông ta còn tủm tỉm cười hỏi Hạ Tưởng muốn tặng lễ vật gì. Hạ Tưởng liền khoát tay nói. Bí thư Lý có thể đến dự là tốt lắm rồi, là đính hôn chứ không phải kết hôn, chờ đến khi kết hôn thì ngài cho một cái phong bì to là được rồi. Lý Đinh Sơn cười ha hả và nhận lời. Phương Cách cuối cùng cũng nói chen vào một câu, anh Hạ cũng sắp kết hôn rồi. Bạn gái em còn không biết nhà ba mẹ đẻ ở đâu nữa. Hắn nghĩ một lúc rồi lại hỏi. Có muốn ba em tới không? Tuy rằng bác Tào không lên cao giọng công bố nghi thức đính hôn, nhưng ông ta làm phó thị trưởng thường trực nhất cử nhất động tự nhiên đều gây sự chú ý khắp nơi. Nghi thức đính hôn rất rõ ràng cũng chính là muốn chính thức tuyên bố Hạ Tưởng và mình có quan hệ gì và cũng là sự chứng tỏ với giới chính trị thành phố Yến, Hạ Tưởng về sau chính là con rể tương lai của Tào gia. Suy xét theo phương diện này, mặc dù không có chính thức thông báo với lãnh đạo thành phố, nhưng những người cổ vũ càng nhiều, bác Tào càng có uy tín. Được trưởng ban Phương Hạ cố đến dự, có muốn cũng không được. Việc đó nhỏ để em làm. Nhân có Phương Cách ở đây, Hạ Tưởng liền nói ra ý tưởng về bất động sản Giang Sơn, cũng không kiêng rẻ Lý Đinh Sơn, mà nói thẳng ra. Bí thư Lý, tôi cũng để cho ngài 10% cổ phần.
Lý Ninh Sơn lặng lẽ lắc đầu. Tôi biết dụng ý của cậu Tiểu Hạ, tôi nghĩ cậu không cần đồ vật này nọ để gắn bó với tôi. Tôi không thiếu tiền, mà cũng không thích tiền và cũng không nhiều ý tưởng với tiền. Hơn nữa sau lần kinh doanh thất bại, tôi tránh không tham gia vào thương trường lần nữa, cho nên miễn cổ phần cho tôi. Cậu cứ làm tốt, khi nào tôi quay vòng không ra, cần đến tiền, sẽ mở miệng hỏi cậu. Chẳng lẽ cậu không cho tôi mượn tiền sao? Hạ Tưởng chưa kịp mở miệng, Phương Cách đã nói, tôi có tiền, bí thư Lý muốn bao nhiêu, chỉ cần mở miệng nói, tôi sẽ cho vay, còn phóng khoáng hơn cả Hạ Tưởng. Lý Ninh Sơn ha hả cười. Có tâm là được, có tâm là được. Hạ Tưởng cũng không miễn cưỡng Lý Ninh Sơn. Giữa hắn và Lý Ninh Sơn quả thật cũng không cần thiết phải có một công ty để duy trì lợi ích chung. Hắn liền hỏi Phương Cách. Cậu nói cậu có tiền, vậy cậu có bao nhiêu tiền để tham gia cổ phần? Phương Cách cười hì hì nói. Ba tôi chỉ có thể xuất ra 1 triệu. Khi tôi còn học đại học đã tham dự thiết kế một hạng mục, đoạt giải, được chia một ít tiền thưởng, sau này phát minh bán lấy tiền. Tổng cộng không đến 2 triệu. Hạ Tưởng kinh ngạc. Thằng danh nhà cậu, không ngờ cũng lắm tài hoa phết nhỉ. Phương Cách hơi ngượng ngùng gãi đầu. Không có gì đâu, mèo mù vớ cá rán ấy mà. Bình thường y rất hay khoe khoang, thực ra khi khen y thì y lại khiêm tốn. Hạ Tưởng cảm thấy Phương Cách cũng không tồi, và cũng có chỗ đáng yêu. Tuy nhiên hắn cũng sẽ không thu tiền của y, hắn nói. Tiền của cậu, cậu cứ giữ lấy. Cho cậu 5% cổ phần, cậu thấy sao? Đừng chê ít, nếu về sau cậu có cống hiến lớn với công ty thì có thể điều chỉnh. Phương Cách cũng không có nhu cầu quá lớn đối với tiền. Vừa nghe nói vô duyên vô cớ được 5% cổ phần, mặc dù biết Hạ Tưởng đã thương lượng kỹ với bố mình nhưng y vẫn cảm thấy ngại ngùng, nên liếc nhìn Lý Ninh Sơn. Lý Ninh Sơn gật đầu với Phương Cách. Cũng không là người ngoài, đừng khách khí. Cho cậu, cậu còn không lấy hả, cầm đi. Về sau có cơ hội, đáp lại là được. Quan hệ giữa con người với nhau, thường xuyên qua lại sẽ gần gũi nhau hơn. Phương Cách cười ha hả. Chờ anh Hạ đính hôn, em sẽ đưa đại lễ. Nói chuyện một lát đã tới giữa trưa, Hạ Tưởng, Lý Ninh Sơn, và Phương Cách cùng đi ăn cơm với nhau. Vừa mới tới cửa thì gặp Thịnh Đại, vừa gặp, Thịnh Đại chào một tiếng. Bí thư Lý. Sau đó nói với Hạ Tưởng. Tôi cũng đã đói rồi, có thể cho ăn ké không? Hạ Tưởng cười mắng. Muốn đi thì đi, anh trả tiền là được, đừng ngại. Thịnh Đại mỉm cười. Tới nhà hàng Thường Sơn, Hạ Tưởng và Tiêu Hà nói chuyện vài câu, nói Tiêu Ngũ trở lại khách sạn tìm hắn. Lần trước Tiêu Ngũ giúp chủ nhiệm Tần tìm ra địa điểm khai thác và vận chuyển than đá. Sau khi bí thư Tần và đám người quay trở về thành phố, y liền trở về làm ở làng du lịch Tam Thạch. Làm đội trưởng bảo vệ, y làm rất tốt, Tiêu Ngũ càng ngày càng thích công việc này. Y làm việc rất chăm chỉ, khiến Tiêu Hà vô cùng phấn khởi. Hạ Tưởng vừa đến, Tiêu Hà liền rất nhiệt tình. Sắp xếp công việc thỏa đáng xong, ông ta liền vội gọi điện thoại cho Tiêu Ngũ. Hạ Tưởng và mấy người cùng ăn uống. Phương Cách nói rất nhiều. Khi nói về lễ đính hôn của Hạ Tưởng trong thời gian quốc khánh, Thịnh Đại nói to. Không phải là bạn bè, có phải định giấu tôi hả? Hay là sợ tôi không tặng quà biếu anh? Hạ Tưởng trừng mắt nhìn Phương Cách, rồi nói với Thịnh Đại. Đây là ý bác Tào. Ông ấy không muốn làm kinh động đến nhiều người. Cứ như thể mượn cơ hội này để nhận quà biếu vậy. Anh đi có thể được, nhưng muốn biếu quà, xin mời ra cửa. Việc này giao cho Phương Cách xử lý. Phương Cách chuyện bé xé ra to. Không thành vấn đề, việc này để tôi lo. Thịnh Đại cười ha ha. Khi ngồi đàm luận công việc, Thịnh Đại nói Hạ Tưởng không cần lo lắng. Hiện tại, về cơ bản không có nhiều công việc, chủ yếu là nghiên cứu. Hạ Tưởng không phải ủy viên thường vụ, tuổi còn trẻ, không đủ tư cách đi thăm hỏi các cấp, cho nên hắn đi làm hay không đi làm đều không ảnh hưởng. Công việc Hạ Tưởng làm, nếu xảy ra chuyện gì, y đều có thể tạm thời thay thế chịu trách nhiệm giúp hắn. Hạ Tưởng không đề cập với Thịnh Đại về vấn đề bất động sản Giang Sơn. Đối với Thịnh Đại, hắn còn chưa thấy hoàn toàn yên tâm. Ăn xong, Lý Ninh Sơn, Thịnh Đại và Phương Cách cùng nhau quay về huyện ủy, buổi chiều còn phải đi làm. Hạ Tưởng ở phòng chờ Tiêu Ngũ. Một lát sau Tiêu Ngũ vội vàng chạy tới. Vừa thấy Hạ Tưởng vội hỏi. Phó Chủ tịch huyện Hạ, anh không có việc gì sao? Nghe nói anh bị chộp phải không? Thật làm tôi sợ hãi.
nhưng mà tôi tài mọn sức bé, chỉ có thể lo lắng xuông thôi. Hạ Tưởng để Tiêu Ngũ ngồi xuống rồi nói. Tôi chẳng có việc gì cả, không cần phải lo lắng, bây giờ có phải là đang rất tốt không, chỉ là chút hiểu lầm thôi. Hắn nhìn nhận và ghi tạc trong lòng sự quan tâm thật tình của Tiêu Ngũ. Biết rằng qua một thời gian tiếp xúc, quan hệ giữa hắn và Tiêu Ngũ sẽ ngày càng tốt đẹp. Dù sao cũng là bạn tri kỷ từ kiếp trước rồi, cho nên có rất nhiều điểm tương đồng về tính cách. Tiêu Ngũ thấy Hạ Tưởng nói chuyện rất thoải mái, đầu óc vốn đang căng thẳng bỗng trầm tĩnh lại. Trong lòng y không chứa được nhiều chuyện, nhưng rất cố chấp và bướng bỉnh. Chuyện nào mà chưa làm xong thì nhất quyết không nghỉ ngơi. Hạ Tưởng có thể nói là rất hiểu Tiêu Ngũ, đẩy cho y tư cách pháp nhân dự án bất động sản Giang Sơn mặc dù hơi có chút ép buộc, nhưng trước mắt chỉ có Tiêu Ngũ là tuyệt đối tín nhiệm. Hơn nữa, xét quan hệ giữa hai người, cũng không dễ dàng để người khác nắm lấy nhược điểm. Hơn nữa còn có ý kiến của người trong nghề, đào tạo dần cho Tiêu Ngũ, từ từ học sẽ tiến bộ. Hạ Tưởng nói ra ý định của hắn. Tiêu Ngũ sừng sốt nhìn thẳng Hạ Tưởng, ngây người ra một lúc, rồi mới cười một cách ngốc nghếch. Phó Chủ tịch huyện Hạ, tôi giúp anh có chút việc nhỏ, anh không cần đối xử tốt với tôi như vậy. Quả thực trước đây anh giúp tôi quá nhiều rồi. Tôi không phải làm chuyện gì cũng đòi báo ân đâu. Chỉ cần người được tôi coi là bạn, vì người đó làm chuyện gì tôi cũng xin tình nguyện. Tôi cho anh phụ trách bất động sản Giang Sơn, cũng là để anh thay tôi tiếp tục làm. Thấy thế nào? Hạ Tưởng thuyết phục Tiêu Ngũ theo một góc độ khác. Phó Chủ tịch huyện Hạ lên tiếng thì tôi không thể không nghe. Nhưng tôi năng lực có hạn, sợ làm hỏng việc lớn của anh. Hiện tại Tiêu Ngũ còn một chút ưu điểm là biết ngại ngùng. Sự trưởng thành của mỗi người đều cần phải có thời gian. Tôi tin là cho anh thời gian và cơ hội, anh sẽ làm được nhiều việc. Anh không cần phải lo lắng, công ty còn rất nhiều nhân viên chuyên nghiệp, họ đều có thể chỉ đạo anh. Chỉ cần anh là đại diện tư cách pháp nhân, cho dù tôi mời anh làm tổng giám đốc, anh cũng đừng từ chối. Tôi nói được là được. Hạ Tưởng tưởng Tiêu Ngũ muốn từ chối, nên tỏ ra rất mạnh mẽ, cứng rắn. Nói xong chính hắn cũng phải cười. Chẳng biết từ khi nào hắn lại trở nên quan liêu như vậy. Trước kia thường nghe người ta nói, anh nói được cũng được mà không được cũng được. Anh nói không được là không được, được cũng là không được. Hiện tại hắn phải nói với Ngũ Tiêu bằng cái giọng điệu này quả thật là bất đắc dĩ. Tuy nhiên nói như vậy thì rất dữ dội, Tiêu Ngũ lập tức đứng nghiêm. Đúng vậy, nếu Phó Chủ tịch huyện Hạ nể mặt tôi như vậy thì tôi xin nhận. Khi nào cần thì cứ gọi tôi một tiếng. Hạ Tưởng mỉm cười mãn nguyện. Thế mới gọi là nhiệt tình chứ. Sau này anh cũng sẽ là tổng giám đốc một công ty lớn thét ra lửa ấy chứ. Tiêu Ngũ cười ha hả. Theo Phó Chủ tịch huyện Hạ làm việc, lúc nào cũng có tinh thần, lửa. Hạ Tưởng lại hỏi thăm hắn tình hình mấy anh em, biết được bọn họ đều sắp xếp đi làm ở khu du lịch Tam Thạch thì cũng thấy yên tâm. Hắn nói, đợi dự án bất động sản Giang Sơn chính thức thành lập, để các anh em đến công ty đi làm. Sẽ đãi ngộ tốt hơn, sẽ tuyệt đối không bạc đãi anh em. Tạm biệt Tiêu Ngũ, trở về tòa nhà huyện ủy, hắn liền gặp ngay Mai Hiểu Lâm ở cửa. Mai Hiểu Lâm nói Hạ Tưởng đến văn phòng cô. Tới văn phòng, Mai Hiểu Lâm đến rót nước, không quên mời Hạ Tưởng một ly, cô nói. Thật không ngờ, anh trong họa có phúc, bị giữ vài ngày, chẳng những không có việc gì cả, còn kinh động đến lãnh đạo thành ủy phải cho anh chút danh. Đến Khâu Tự Phong cũng rất thức thời điều chỉnh phân công cho anh. Anh xem, anh là người may mắn tới mức nào chứ? Hạ Tưởng lắc đầu cười. Cũng không phải là rất may mắn, chủ yếu là tôi là người trong sạch. Không có gì phải điều tra, càng chủ yếu chính là, đối thủ tự có chuyện, còn muốn điều tra tôi, chẳng phải là chui đầu vô lưới sao? Hù tôi ít thôi, trong đầu tôi dù suy nghĩ về chính trị rất đơn giản cũng biết rằng hiện tại người làm quan ai chẳng có nhiều việc. Nhưng có mấy người điều tra ra. Nếu tra ra cũng chỉ là có tội hay không có tội, chuyện làm to hay làm bé. Tóm lại có 10 người mang án kỷ luật thì 8 người thoát tội không được. Anh tưởng là người ở ủy ban kỷ luật bất tài à? Cho dù có căn cứ xác thực thì cũng phải được cấp trên gật đầu mới được. Mai Hiểu Lâm hiển nhiên rất là khó hiểu đối với việc Hạ Tưởng thong dong đi ra, thậm chí còn rất hoành tráng. Cô muốn hỏi nhưng cũng hiểu được rằng Hạ Tưởng nhất định sẽ không nói thật. Bởi vậy mới rào trước với hắn. Hạ Tưởng cũng không tiếp lời Mai Hiểu Lâm. Sự việc đến mức này, người ngoài biết càng ít càng tốt, nhất là Mai Hiểu Lâm vốn suy nghĩ đơn giản,
tốt nhất là ít quan tâm đến việc vặt này. Hắn liền chuyển sang đề tài khác. Mỏ quặng của Lệ Triều Sinh tiêu thụ tới đâu rồi? Sau khi chúng ta thu về huyện thì có thể căn cứ vào con đường cũ để tiêu thụ được không? Như vậy sẽ tăng thêm nguồn thu tài chính cho huyện. Thành phố Yến có người tiếp ứng, chỉ điều tra ra một công ty khai thác mỏ, cũng không tra được người đứng đằng sau. Muốn dùng lại con đường tiêu thụ cũ là rất khó khăn, bởi vì Lệ Triều Sinh khai thác quặng lậu, bất kể chi phí, ra sức bóc lột công nhân. Sau khi chúng ta thay đổi chế độ, nhất định tăng thêm chi phí quản lý, chỉ sợ phải bắt đầu từ con số 0. Bất kể như thế nào thì cũng dễ hơn là đầu tư vào một mỏ quặng mới. Hơn nữa chúng ta cũng không thông minh bằng Lệ Triều Sinh, hắn trực tiếp bán khoáng thạch, không luyện xi măng, cũng bất việc, lại không ô nhiễm môi trường. Quốc Khánh qua đi, sự việc này phải lên lịch trình, sẽ giải quyết được vấn đề thất nghiệp của rất nhiều người, cũng là để nền kinh tế huyện An tiến lên phía trước. Phó Bí Thư Mai, sự việc này cô nói do cô phụ trách, cô thấy sao? Hạ Tưởng không muốn đem một phần công lao đưa cho Khâu Tự Phong, để Mai Hiểu Lâm đi làm, Khâu Tự Phong cũng không nỡ mặt dày mày dạn đi tranh cướp. Ừ, tôi sẽ để ở trong lòng, sẽ liên hệ một chút người ở Bắc Kinh. Gần Bắc Kinh có mấy nhà máy xi măng, họ cũng cần dùng đến khoáng thạch. Mai Hiểu Lâm nghiêm trang nói. Về sau phân công anh quản lý xây dựng đô thị và du lịch, có ý tưởng gì không? Hôm nay khó có dịp được Mai Hiểu Lâm nói chuyện công việc. Hơn nữa lại rất nghiêm túc. Hạ Tưởng liền phấn chấn nói. Về phương diện du lịch tôi định liên hợp với khu du lịch Tam Thủy của huyện Cảnh. Muốn làm hoạt động tuyên truyền liên kết Sơn Thủy. Về phương diện xây dựng đô thị, trong thời gian ngắn, xây dựng phong cảnh khu du lịch Tam Thạch. Lại còn quan tâm đến làng du lịch nữa. Nói đến công việc của hắn, hắn liền nói. Cô chủ quản nhân sự, vị trí của Lệ Triều Sinh có chọn được người thích hợp không? Tạm thời thì chưa. Tôi đã bàn bạc với Bí Thư Lý rồi. Bí Thư Lý nói phải xin chỉ thị của thành phố. Xảy ra chuyện lớn như vậy, có lẽ thành ủy cũng lo lắng đến chuyện đề bạt. Có lẽ phải do thành phố cử người xuống. Hiện tại vụ án của Lệ Triều Sinh còn chưa xác định xong, lại đến lễ quốc khánh rồi, thành phố vẫn chưa nghiên cứu chọn người. Hạ Tưởng gật đầu. Tôi nghĩ, không thể lãng phí cây ăn quả của xã Đán Bảo như vậy được. Huyện phải có chính sách bồi thường cho dân. Ha ha. Đồng thời còn phải tổ chức nhân viên kỹ thuật chiết cây lại toàn bộ. Cho dù có chậm 2-3 năm cũng coi như có hy vọng. Mai Hiểu Lâm mỉm cười. Anh còn nhớ chuyện cây ăn quả nhỉ? Tôi còn tưởng rằng, anh chỉ vì muốn vặn ngã Lệ Triều Sinh, còn lại thì mặc kệ sự sống chết của người nông dân chứ. Hạ Tưởng ngạc nhiên. Tôi và Lệ Triều Sinh không oán không thù. Hơn nữa, người đó bộ dạng đẹp trai, lại lễ phép. Tôi vặn ngã hắn làm cái gì? Nếu không vì sự kiện cây ăn quả, hiện tại nói không chừng tôi còn và hắn còn quan hệ rất tốt nữa. Tuy rằng tôi không dám nói mình là người chính nghĩa như thế nào nhưng chuyện làm hại nông dân, chỉ cần tôi biết là nhất quyết tôi không bỏ qua. Người nông dân quanh năm suốt tháng chỉ kiếm được vài đồng, mà còn dùng trăm phương nghìn kế tính toán với họ, quả thực đúng là bóc lột họ tới tận xương tủy. Ngày ngày với cái vẻ mặt chính nghĩa, mở miệng vì nước thương dân, là một tham quan chỉ nói mà không làm. Sau này tin tức phát triển, không ít những quan tham kiểu này đã bị bắt. Ngược lại những người chân chính thực sự, sẽ không tự quảng cáo cho mình dùm beng lên. Mai Hiểu Lâm tán thưởng. Nói cho cùng, tôi thích bộ dạng tâm huyết của anh. Bình thường non có vẻ vững như núi Thái Sơn, chẳng thú vị chút nào. Nụ cười lại không đẹp, làm cho người ta nhìn thấy mà thấy sốt ruột. Nói xong, tâm tư cô trùng xuống. Anh nói, sau này tôi độc thân luôn cho rồi. Cũng khó tìm thấy một hai người đàn ông tốt trong đám đàn ông các anh. Nếu có thì cũng đã có người khác chiếm mất rồi. Chi bằng không lựa chọn nữa. Đến người như anh cũng có người chọn, thật là kỳ lạ. Nói cái gì vậy? Hạ Tưởng vuốt vuốt mặt, nói một cách không tự nhiên. Tôi cảm thấy tôi không phải là đẹp trai, nhưng cũng không gọi là xấu. Đúng không, những người con gái thích tôi tuy không nhiều, nhưng cũng không phải là ít. Mai Hiểu Lâm trừng mắt liếc Hạ Tưởng một cái. Cô nói. Thổi kèn khen lấy, tôi thuận miệng nói vậy thôi. Cũng chẳng thấy cô gái xinh đẹp nào yêu anh cả. Sau đó cô lại nói một cách không tự nhiên. Tôi có nghe nói anh sắp đính hôn phải không? Tin tức lan truyền nhanh thật. Hạ Tưởng sờ sờ mũi một cách buồn bực. Tôi không cố ý tuyên truyền đâu, nhưng mà làm sao cô biết được? Chương 302, tin tức làm người ta giật mình.
Vì sao tôi không thể biết được, lẽ nào anh sợ tôi biết sao? Tôi và anh không có gian tình với nhau. Khi nào anh đính hôn thì tôi cũng phải đi dự mới được. Sao vậy, có dám cho tôi đi dự không? Mai Hiểu Lâm không biết bực bội cái gì, vẻ mặt khiêu khích nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cảm thấy hơi khó xử, liền hỏi. Cô biết tôi đính hôn với ai không? Biết, Thiên Kim tiểu thư Tào Thù Lê của Phó Thị trưởng Tào. Phương Cách nói à? Ngoài hắn ra còn ai nữa? Hắn ta khó mà không cho tôi biết, tôi còn biết tâm tư của hắn nữa. Hắn ta cứ nghĩ rằng giữa tôi và anh có cái gì đó. Kỳ thực chẳng có gì hết phải không? Mai Hiểu Lâm nói to, cứ như là sợ Hạ Tưởng không nghe thấy. Được, được, cô đi dự được, tôi đồng ý cả hai tay. Ngày mùng 3 tại tầng 2 khách sạn Yến Kinh thành phố Yến, 9 giờ sáng. Hạ Tưởng nói một hơi, mỉm cười nhìn Mai Tiểu Lâm. Thế nào vừa lòng chưa? Không vừa lòng. Mai Hiểu Lâm quay người mở cửa, thực hiện tư thế, mời anh ra cho, rồi ném một câu cho hắn. Đồ đàn ông thối tha, Liên Nhược Hạm vừa mới đi anh đã đính hôn với Tào Thù Lê. Đứng núi này trông núi nọ nhanh quá. Hạ Tưởng ngây người trong chốc lát, cười gượng và đứng dậy ra về. Trở lại văn phòng, định thần một lúc, Hạ Tưởng quyết định tìm Khâu Tự Phong nói chuyện. Dù sao hắn cũng là trợ thủ, không gặp chủ tịch huyện, cũng không nói chuyện được. Đang định đẩy cửa, chợt nhìn thấy Tự Phong đang đứng trước cửa, giơ tay gõ cửa. Khâu Tự Phong xấu hổ cười. Phó chủ tịch huyện Hạ muốn đi đâu? Tôi có chút việc định tìm cậu đây. Hạ Tưởng mời Khâu Tự Phong vào. Chủ tịch huyện Khâu mời vào. Tôi cũng đang định tìm anh đây. Khâu Tự Phong đẩy cửa vào cũng không ngồi xuống. Thực ra cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ đến thăm cậu chút. Sau đó bàn với cậu một chút, sau khi quốc khánh xong sẽ khởi công xây dựng làng du lịch. Khâu Tự Phong tươi cười, vẻ mặt chờ mong nhìn Hạ Tưởng, thái độ nhún nhặn, bề ngoài ra vẻ rất tốt. Hạ Tưởng biết điều làm Khâu Tự Phong lo lắng là sự làm bộ của tập đoàn Đạt Tài, sẽ cố tình kéo dài qua quốc khánh. Hắn ta tuy không hợp với Khâu Tự Phong, nhưng cũng không đến mức lấy công việc và chiến tích ra để nói giỡn, mà cũng không vì cá nhân mình mà cố tình gây khó dễ cho Khâu Tự Phong. Nhưng tính cách miệng nam mô bụng bồ dao găm của Khâu Tự Phong làm hắn cảm thấy trong lòng không được thoải mái. Khi có sự việc xảy ra, người ở ủy ban kỷ luật tới bắt mình, thì y còn trốn ở chỗ nào đó mà vui vẻ, đến cái mặt còn chẳng dám lộ ra ngoài, nói thật ra cũng khó có thể tha thứ. Hạ Tưởng liền cười nói. Trong thời gian lễ quốc khánh, nếu tôi và sếp Thẩm gặp nhau, sẽ nói chuyện một cách đàng hoàng. Sếp Thẩm có hơi lo lắng một chút cho cục diện chính trị huyện An, nói là phải quan sát thêm một thời gian nữa. Để tôi khuyên ông ấy. Khâu Tự Phong trong lòng thầm mắng, lo lắng cái gì? Huyện An là thiên hạ của mày và Lý Đinh Sơn, hiện tại tao bị chúng mày ăn hết, còn có thể trở mình được không? Chẳng qua là chúng mày muốn tóm lấy tao, là cố ý chọc giận tao. Tuy y tức thì tức, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Đối thủ của y có bản lĩnh hơn y, có thể kêu gọi đầu tư đến, cũng có thể làm nên chuyện. Khâu Tự Phong không cam lòng, y quyết định trong thời gian lễ quốc khánh sẽ về thủ đô một chuyến, cũng là để thuyết phục bạn bè trong giới công thương đến huyện An đầu tư. Tốt xấu cũng là đảng thái tử chính quy, không có chút chỗ dựa nào cũng cảm thấy mất mặt. Chỉ có điều Khâu Tự Phong lo lắng hơi thừa, thủ đô mênh mông, những bạn bè trong giới công thương của y đều có tầm mắt rất cao, chưa chắc có người để ý đến huyện An. Hơn nữa y không có căn cơ ở thành phố Yến, người trong giới công thương cũng chỉ quen vài người. Đây cũng là điều bó buộc tay chân y sau khi y tới huyện An. Thực ra cũng không thể trách y, chỉ có trách huyện An có một quái nhân như Hạ Tưởng. Trước khi y chưa tới, trong các ủy viên thường vụ có cả người bản địa lẫn người của thành phố Yến, vậy mà cũng không ai có thể thoải mái kéo đầu tư đến. Càng không phải ai có thể mời được tập đoàn Đạt Tài. Hạ Tưởng thì ngược lại, một mình hắn hơn tất cả mọi người. Hơn nữa Hạ Tưởng còn thông minh không hưởng công lao một mình. Đầu tư khu du lịch Tam Thạch hắn cho Lý Đinh Sơn chủ trì. Thành tích của làng du lịch thuộc về Lý Đinh Sơn. Thực ra mà nói, hắn cũng rất phóng khoáng, cũng rất biết bảo vệ lợi ích của tập thể. Chỉ có điều hắn cố ý quên mất một người, đó là giữa bí thư và phó chủ tịch thường trực huyện, còn có một chủ tịch huyện. Dĩ nhiên là Hạ Tưởng cố ý bỏ qua y. Khâu Tự Phong cũng biết, hiện tại mâu thuẫn giữa y và Hạ Tưởng càng ngày càng nhiều, đến nỗi không thể nào dung hòa được. Mặc dù không ai biểu lộ với đối phương sự bất mãn của mình,
nhưng trong lòng đều tự mình hiểu rõ. Nếu không có chuyện ủy ban kỷ luật bắt Hạ Tưởng đi thì làm gì có chuyện này. Liên Nhược Hạm vừa đi, lợi ích xung đột giữa hai người đã dịu đi rất nhiều. Nhưng nếu xảy ra chuyện như vậy thì tất cả đều không thể quay trở lại như cũ được nữa. Khâu Tự Phong còn mơ hồ có chút hối hận vì sự kích động lúc đó, hiện tại thì hắn đã phần nào hiểu được. Không biết chừng Ngô gia chỉ là dùng đòn gió, về cơ bản thì không có thành ý với đám hỏi của Khâu gia. Chẳng qua là họ bắn pháo hoa thật đẹp để y thưởng thức một chút, pháo hoa lóe sáng thì Ngô gia cũng đạt được lợi ích, tiếp đó lựa chọn là quên đi. Vậy mà y lại coi là thật, y cũng ham muốn vẻ đẹp của Liên Nhược Hạm. Kết quả là y đã động vào Hạ Tưởng và trở thành thù địch của Hạ Tưởng. Liên Nhược Hạm đi rồi, y không thu hoạch được gì, lại có thêm một đối thủ mạnh mẽ như Hạ Tưởng. Khâu Tự Phong cảm thấy mất nhiều hơn được, đương nhiên cũng chẳng có cảm tình gì tốt đẹp với Ngô gia. Cũng đúng, Khâu gia không những không đạt được lợi ích mà lại tổn thất không ít. Quả thật trong quá trình giao tiếp với một đại gia tộc như Ngô gia, Khâu gia vẫn là hơi nóng vội một chút, chưa hiểu hết ý đồ của Ngô gia đã vội vã ra tay. Khâu Tự Phong tự trách mình chưa đủ giác ngộ chính trị. Hạ Tưởng đã nói đến mức này rồi, Khâu Tự Phong cũng không tự làm mất mặt, muốn Hạ Tưởng cho mình một lời hứa hẹn. Y chỉ cười. Thôi tôi không quấy rầy nữa, cũng chẳng có việc gì. Cậu cứ nghỉ trước, nghỉ ngơi xong, sau Quốc Khánh thì chính thức đi làm. Cảm ơn Chủ tịch huyện Khâu. Hạ Tưởng tủm tỉm cười và đưa Khâu Tự Phong ra cửa. Anh đi thong thả nhé. Khâu Tự đi rất chậm, y lo đi nhanh thì sẽ dễ bị ngã. Hạ Tưởng lại lên lầu tìm Lý Đinh Sơn, nói chuyện cây ăn quả xã Đán Bảo, chuyện đính hôn, và làm thế nào để có chính sách ưu đãi với nông dân địa phương. Lý Đinh Sơn gật đầu hưởng ứng. Việc này tôi đã suy nghĩ rồi, đang chuẩn bị đưa ra thảo luận ở hội nghị thường vụ. Bây giờ đã sơ bộ hình thành sách lược rồi. Hạ Tưởng lại đề nghị Mai Hiểu Lâm tiếp nhận việc tìm đường tiêu thụ cho mỏ quặng. Lý Đinh Sơn cười nói. Phó Bí Thư Mai xem ra thích hợp làm công việc cụ thể. Cô ấy không nhiệt tình với công tác nghiên cứu đảng và quần chúng, ngược lại chỉ thích làm việc cụ thể. Hạ Tưởng cũng cười, nói chuyện phiếm vài câu rồi chào Lý Đinh Sơn và ra về. Trước khi về không quên chừng mắt nhìn Phương Cách một cái. Phương Cách rụt cổ, với vẻ mặt tươi cười không dám nói lời nào. Hiển nhiên là y rõ tại sao Hạ Tưởng lại không vừa lòng với mình. Hạ Tưởng cũng chẳng buồn để ý đến y, lái xe về thẳng thành phố Yến. Vừa về đến nhà, Tào Vĩnh Quốc đã mang đến một tin tức làm người ta giật mình. Năm nay tiệc chào mừng Quốc Khánh của tỉnh ủy, Cao Thành Tùng sẽ không chủ trì nữa mà là chủ tịch tỉnh Diệp Thạch Sinh. Cao Thành Tùng lấy cớ sức khỏe yếu đi thủ đô chữa bệnh. Hạ Tưởng biết Cao Thành Tùng khiếp sợ. Hắn ta đi khám bệnh chỉ là lý do. Hắn về thủ đô để gặp mặt chỗ dựa của hắn muốn làm rõ chuyện. Chỉ có điều Hạ Tưởng đoán là Cao Thành Tùng có lẽ sẽ không có công trạng gì mà đã về. Bởi vì đủ loại nguyên, chỗ dựa của y đã không còn khả năng tiếp tục bảo vệ cho y được bình an. Chấn động trong tỉnh, liệu có ảnh hưởng đến chuyện nhậm chức của bác ở thành phố Bảo không? Hạ Tưởng chợt nhớ tới chuyện bổ nhiệm bí thư thành ủy ở thành phố Bảo bị trì hoãn, hiển nhiên đã bị ảnh hưởng bởi việc gần đây Cao Thành Tùng không lòng dạ nào để ý đến chính trị. Có ảnh hưởng, nhưng cũng chẳng có cách nào khác, tầm quan trọng của sự bổ nhiệm một bí thư thành ủy làm sao so được với tiền đồ của bí thư tỉnh ủy. Tào Vĩnh Quốc cười ha hả nói. Hiện tại trong thành ủy lời đồn đại nổi lên bốn phía. Nói là cấp trên có lẽ phải động tới bí thư Cao. Đúng là chuyện tốt thì không ra khỏi cửa còn chuyện xấu thì lan truyền ngàn dặm. Xem ra cũng quả thật có không ít người hy vọng Cao Thành Tùng xuống đài chính trị. Hạ Tưởng gật đầu. Tất cả mọi chuyện qua lễ Quốc Khánh mới thấy rõ được. Trong dịp Quốc Khánh, không nên phát sinh ra những chuyện không vui vẻ ảnh hưởng đến tâm tình mọi người vui đại lễ. Đúng rồi, vốn tôi nghĩ đến khi Thù Lê đính hôn chỉ cần mời vài người bạn là được rồi. Kết quả thật buồn cười. Không biết thành ủy lan truyền thế nào mà rất nhiều người muốn tới dự. Thật là không thể bên trọng bên khinh, đành phải chào mời cả một đám. Tào Vĩnh Quốc nói với vẻ mặt vui vẻ, khẳng định những người muốn đến chúc phúc đã vượt xa sự tưởng tượng của ông ta, làm ông ta có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Chương 303, trước đêm đính hôn. Bạn bè biết tin đều có thể đến dự tiệc, chúng ta cần phải chuẩn bị trước. Mọi người đều có ý tốt. Phải để mọi người đều cảm thấy thoải mái, tốt nhất nên gọi đến khách sạn Yên Kinh đặt thêm tầng tiếp theo,
đỡ phải đến lúc đó, các vị lãnh đạo đến sau cảm thấy chật chội khó chịu. Tào Vĩnh Quốc vui mừng thấy Hạ Tưởng suy nghĩ chu đáo như vậy. Được, bác sẽ gọi điện ngay đến khách sạn đặt thêm tầng tiếp theo. Hôm sau, Hạ Tưởng lái xe một mình đến điểm mua xe, không ngờ may mắn lại gặp Lý Hồng Giang cũng vừa tới. Hóa ra Lý Hồng Giang cũng đi cùng một người bạn đến mua xe. Vừa nhìn thấy Hạ Tưởng mua xe, Lý Hồng Giang liền có ý tưởng, sau khi nói người bạn đi khỏi, y nói muốn trả tiền cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng tất nhiên không chịu, Liên Nhược Hạm đã nói trước rồi, hắn cũng không dám làm cô mất hứng. Tốn công sức dụ dỗ, nên khi nghe cô nói, Hạ Tưởng nhất định phải nghe. Hạ Tưởng nói không muốn Lý Hồng Giang tốn tiền. Lý Hồng Giang giận nghĩ rằng Hạ Tưởng khách khí đối với y. Tôi còn là cổ đông của bất động sản Giang Sơn, hiện tại cùng thuyền cùng hội với cậu. Hôm nay không hẹn mà gặp, không phải là có duyên sao? Số tiền cũng không phải nhiều lắm, cậu muốn làm tôi cảm thấy mất mặt phải không? Hạ Tưởng thấy hắn nói như vậy bèn nói. Như vậy cũng được, ngày ba tôi và Thù Lê đính hôn ở tầng 2 khách sạn Yên, lúc đó nhờ anh đến đón tiếp khách phụ tôi. Anh không phải người ngoài, cũng đừng xem mình là người ngoài, việc bố trí ăn uống này nọ cứ thế mà làm, mệt hay khỏe đều giao cả cho anh. Thật là tốt quá, tôi đồng ý. Lý Hồng Giang cao hứng, lại tiếp tục hỏi một câu. Có thực là cần tôi không? Hạ Tưởng cười, phất tay, sau đó lấy thẻ tín dụng của Liên Nhược Hạm ra thanh toán tiền xe, nhưng đương nhiên là đăng ký tên em trai hắn. Lúc thanh toán, Hạ Tưởng bắt gặp vẻ kinh ngạc của em nhân viên, liền phát hiện ra trong thẻ có số tiền lên đến gần 5 triệu. Hạ Tưởng cũng hoảng hốt, hắn không nghĩ Liên Nhược Hạm tùy tiện đưa cho hắn cái thẻ giá trị quá nhiều như thế. Ở những năm 2000, 5 triệu tệ chắc chắn có thể được coi là một khoản tiền cực kỳ lớn. Hạ Tưởng liền cảm thấy rất cảm động trong lòng, Liên Nhược Hạm đối với hắn đã quá tin tưởng. Mua xe xong, Hạ Tưởng liền tạm biệt Lý Hồng Giang, lái xe đến biệt thự Đông Long. Lần trước Tôn Hiện Vĩ tặng hắn một căn nhà, hắn vẫn chưa tới. Đúng lúc ba mẹ hắn muốn đến, ở nơi này sẽ tốt hơn ở nhà khách, ít nhất là có cảm giác ở nhà hơn. Lên lầu mở ra cửa, Hạ Tưởng ngây người. Căn nhà chẳng những được trang trí tinh xảo, mà tiện nghi đầy đủ, đúng là có thể trực tiếp vào ở. Hạ Tưởng chưa từng nghĩ Tôn Hiện Vĩ lại là người cẩn thận như thế, đã tặng nhà còn chuẩn bị đầy đủ tiện nghi. Mặc kệ, xem như nợ hắn một ân tình, về sau sẽ nghĩ cách trả lại. Căn nhà có 3 phòng chức năng, 1 phòng ngủ. Phòng khách phòng ngủ sắp xếp cũng khá hợp lý. Hạ Tưởng dạo một vòng, cảm thấy khá hài lòng. Sau đó, Hạ Tưởng cất xe vào gara, đón taxi về Tào gia. Sau đó lại đi đến trường đón Tào Thù Lê. Nghe Tào Thù Lê đính hôn, Lam Miệt muốn đi theo, nói sao cũng không chịu đi. Hạ Tưởng bất đắc dĩ phải chở Lam Miệt theo cùng với Tào Thù Lê. Hạ Tưởng vốn định cùng Tào Thù Lê ra ngoài ăn tối, nhưng Lam Miệt chẳng có vẻ gì là hiểu ý, đòi đi theo nên đành phải đưa cô đi cùng. Hạ Tưởng muốn một bữa tối lãng mạn nên cảm thấy không vui. Tào Thù Lê cũng nhìn ra Hạ Tưởng bất mãn, nhân lúc Lam Miệt đi vệ sinh. Cô vội vàng nhảy qua, hôn lên mặt Hạ Tưởng một cái, sau đó cười nói. Anh yêu, đừng có giận, Lam Miệt cũng có ý tốt mà thôi, có cô ấy đi với em, chẳng phải anh bớt lo rất nhiều sao? Hạ Tưởng bị cô bé chọc cười, thật ra hắn không bực mình. Với tính cách của hắn, hắn cảm thấy không đáng so đo với Lam Miệt, tuy nhiên, nếu Tào Thù Lê để ý đến hắn, hắn cũng nhân cơ hội chọc cô. Lam Miệt cũng thiệt là, mỗi ngày đi theo em làm cái gì? Nếu ở thời cổ đại, mùa cô ấy làm nha hoàn thì khi em lấy chồng, cô ấy cũng phải đi theo. Tốt nhất là anh không được suy nghĩ bậy bạ, chưa gì hết đã muốn có thêm thê thiếp à. Tào Thù Lê giận, tiến lên nhéo Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng đau la to. Nhẹ tay thôi, chưa kết hôn đã bị em ức hiếp như vậy, sau khi kết hôn chắc không có ngày nào yên lành quá. Em xem một quyển sách nói hôn nhân chính là một quá trình song phương thi đấu, ai mạnh là thắng. Nên em muốn ra tay trước để chiếm lợi thế, sau này sẽ dễ nói chuyện hơn. Tào Thù Lê nheo mắt nhìn Hạ Tưởng cười. Hạ Tưởng nghiêm trang nói. Sau này em có đánh mắng anh thì anh cũng kiên nhẫn chịu em, khuyên nhủ em. Trước mặt anh, em có thể thoải mái, anh nhất định không lừa em. Ánh mắt Tào Thù Lê lóe lên vài cái, khuôn mặt nhỏ nhắn không cười mà tràn ngập cảm động. Tại sao người khác nói em thế nào em cũng nghe như gió thoảng bên tai? Mà anh chỉ mới nói hai câu, em lại cảm thấy thích như vậy chứ?
cậu đừng nghe anh ấy nói ngon ngọt, đàn ông ai cũng giống nhau, sau khi có được là không hề quý trọng. Hiện nay, hầu hết đàn ông đều luyến tiếc xã hội cũ. Lam Miệt xuất hiện đúng lúc, đứng một bên Tào Thù Lê, lấy Hạ Tưởng làm đại diện cho tất cả đàn ông mà nói. Tại sao lại luyến tiếc xã hội cũ? Xã hội phát triển như bây giờ không phải rất tốt sao? Tào Thù Lê không rõ là thật lòng không biết hay giả vờ, vẻ mặt tò mò hỏi Lam Miệt. Bởi vì đàn ông ngày xưa có thể có tam thê tứ thiếp, tất cả đàn ông bây giờ đều phản đối chế độ một vợ một chồng. Phó chủ tịch huyện Hạ của chúng ta có phải cũng là loại người này? Lam Miệt nhìn thẳng Hạ Tưởng, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Tào Thù Lê che miệng cười, kéo Lam Miệt qua một bên, thì thầm vài câu, Lam Miệt lập tức xấu hổ đỏ mặt. Muốn có ý xấu với tớ ư, thật là cả gan ghê. Không được, như vậy thì địa vị rất thấp, tớ ít nhất cũng phải làm vợ lẽ mới được. Hạ Tưởng thiếu chút nữa phun ngụm nước trong miệng ra, thấy Lam Miệt có gan lớn như vậy, vội vàng giải thích. Không phải như vậy, anh chi so sánh vậy thôi, hơn nữa trên thực tế, ngày xưa cũng không thể tùy tiện nạp thiếp, chỉ có quan lại mới được thôi. Anh không phải là quan lại sao? Lam Miệt hỏi lại, vẻ mặt kinh ngạc. Hạ Tưởng không phản đối, nhìn Tào Thù Lê khoát tay tỏ ý mặc kệ, anh tự chuốc lấy phiền toái thì tự giải quyết, Hạ Tưởng liền đứng lên, giơ tay ra hướng Lam Miệt. Đến đây đại gia ôm làm quen một cái coi. Lam Miệt sợ tới mức nhảy dựng dậy. Tào Thù Lê mau quản lý lại Hạ Tưởng của cậu nha, xấu quá. Hạ Tưởng vỗ vỗ tay, mắt nhìn Tào Thù Lê nói. Con gái mà đòi đấu với con trai, không sợ bị dọa cho sợ chết sao? Vừa dứt lời, Lam Miệt bỗng nhiên can đảm, tiến lên ôm lấy tay Hạ Tưởng. Đấu thì đấu, tôi mà sợ anh à. Hạ Tưởng đành chịu thua. Buổi tối, Lam Miệt ở cùng với Tào Thù Lê. Trước khi đính hôn, hai người không được ở cùng nhà với nhau, Hạ Tưởng bị đuổi đi khỏi nhà Tào gia nên lái xe trở lại biệt thự Đông Long. Nagi hôm sau là quốc khánh, Hạ Tưởng xung phong đưa Tào Thù Lê đi dạo phố mua quần áo, mệt đến không thở nổi. Lam Miệt đi theo không tỏ ra chút khách sáo nào, liên tục chỉ món này, chọn món kia. Hạ Tưởng không biết là cô có ý muốn giúp đỡ thật không hay là muốn quấy rối, khiến cho mọi việc rối tung lên. Tuy nhiên Lam Miệt có điểm tốt là bất kể mua cái gì, cô cũng trả giá, khiến cho người bán nào tức giận thì không bán, còn nếu bán được thì cũng buồn bã. Cuối cùng nhờ miệng lưỡi của Lam Miệt, Hạ Tưởng tính đi tính lại thấy cũng đã tiết kiệm được không ít tiền. Tào Thù Lê đúng là khéo léo, sợ Hạ Tưởng mất hứng, thỉnh thoảng đùa với hắn vài câu, Hạ Tưởng liền thừa dịp Lam Miệt không chú ý hôn một cái lên mặt cô. Vừa có được vợ, vừa có được thêm một A Hoàn, thật là lời quá. Tào Thù Lê đỏ mặt, vội vàng nhảy lên. Anh muốn chết à, để Lam Miệt nghe được, cô ấy sẽ xử anh đó. Cô ấy giỏi nhất là cái miệng, có vẻ cũng thích chọc anh. Em đang nghi ngờ có phải cô ấy có ý thích anh hay không? Hạ Tưởng hỏi lại. Lam Miệt nhìn cũng khá, tại sao đến giờ vẫn chưa có bạn trai? Lam Miệt có yêu cầu khá cao, bất kể đối phương đẹp trai thế nào, hay có tiền hay không, phải khiến cho cô ấy có cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng khoan khoái mới được. Tào Thù Lê nheo mắt, cười thật xinh đẹp. Cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng khoan khoái. Hạ Tưởng cũng không nghĩ ra là cảm giác gì. Cô ấy còn có tính cách mạnh mẽ hơn em, cũng không có yêu cầu gì nhiều, có thể thích một người nhìn giống Hạ Tưởng, đẹp trai như Hạ Tưởng, lại tên Hạ Tưởng, có đúng không? Anh đừng tưởng tượng, anh không đẹp trai, lại không phải nhẹ nhàng khoan khoái. Em thích anh, có thể là do lúc ấy trời quá nóng, bị cảm nắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tào Thù Lê bĩu môi. Nhớ lại chuyện cũ, trên mặt thoáng cười lộ vẻ hạnh phúc. Lại mê gái rồi. Lam Miệt đột ngột xuất hiện trước mặt hai người. Tôi cho hai người không gian để nói chuyện, không ngờ lại nói xấu tôi. Em nói thích cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng khoan khoái, đó là cảm giác gì? Hạ Tưởng tò mò. Cũng không rõ ràng, đó chỉ là cảm giác thôi. Đối với em, tôn cải nhạc có sửa sang lại bề ngoài như thế nào cũng không tạo cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng khoan khoái. Sau đó cô lại nhìn Hạ Tưởng một cái từ trên xuống dưới một lúc lâu rồi nói tiếp. Em thật buồn phát hiện ra, em và Thù Lê khi nhìn anh đều cảm thấy thanh thoát nhẹ nhàng khoan khoái. Cô này thật là lớn gan, Hạ Tưởng cảm thấy có ở kiếp sau hắn cũng không gặp được cô gái thẳng thắn như Lam Miệt, liền vội vàng đổi đề tài. Có Lam Miệt ở cùng với Thù Lê thì tốt quá,
ngày mai anh không gặp em được, ba mẹ anh lên, anh phải tiếp họ. Ngày mốt chúng ta sẽ gặp nhau nhé. Tào Thù Lê vươn cánh tay nhỏ xinh phất phất. Hẹn gặp lại, người xấu. Người xấu thì người xấu, Hạ Tưởng vui vẻ chấp nhận biệt danh Tào Thù Lê đặt cho mình. Sáng hôm sau, Hạ Tưởng lái xe đến nhà ga đón ba mẹ và Hạ An, Hứa Ninh. Hạ Thiên Thành ngồi ở phía sau, không cảm thấy gì, chỉ có Hạ An phát hiện ra, nói. Anh ơi khai thật đi, xe này rất giống xe của chị Liên Nhược Hạm. Cô ấy xuất ngoại, để xe lại thành phố Yến, tạm thời cho anh mượn để giúp cô ấy quản lý công trình. Hạ Tưởng nói qua loa. Chị Nhược Hạm xuất ngoại à? Hứa Ninh hỏi. Thật là đáng tiếc, nếu chị ấy còn ở đây, em sẽ nói chị ấy thăm hỏi ủy ban thành phố Đan Thành. Đừng nói lung tung. Hạ An ngăn Hứa Ninh lại. Sao vậy? Hạ Tưởng hỏi. Không có gì. Hạ An cúi đầu, hơi ngượng ngùng. Là anh của mình mà, có gì mà ngượng ngùng. Hứa Ninh ngồi ở phía sau Hạ Tưởng nói. Anh là người không có chút tiền đồ, trong thành ủy có vài phó phòng. Hạ An cũng có kinh nghiệm rồi, tuy nhiên nghe nói vẫn bị ban tổ chức cán bộ để lại đó. Anh xem, liệu có thể tìm chị Nhược Hạm nhờ chỉ nói cho một câu không? Liên Nhược Hạm hiện tại đang ở Mỹ, làm chút việc nhỏ này cũng không phiền đến cô, Hạ Tưởng đã nói. Bác Tào và thị trưởng Đan quan hệ không tồi, có thể nói chuyện được, có thể nhờ bác Tào nói với thị trưởng Đan một tiếng thì không thành vấn đề. Hứa Ninh lập tức lộ rõ sự vui mừng trên mặt, dùng tay đánh Hạ An một cái. Thấy chưa, nghe anh Hạ Tưởng nói chuyện rất tự tin, chỉ vài lời là nói xong, anh có người anh như vậy hỗ trợ sẽ sớm được thăng chức thôi. Hạ Tưởng cười. Quan trường phức tạp, Hạ An tính tình không thích hợp lăn lộn quan trường, có thể tìm một ban ngành nào đó có chút thực quyền công để làm sếp. Đừng xuống huyện rèn luyện, cứ đi theo ngành sản xuất là được. Ý tứ của Hạ Tưởng là Hạ An thích hợp làm kinh doanh sản xuất vì tính hơi mềm yếu và tầm nhìn kém, không thích hợp làm chính trị. Hứa Ninh nghe, nhưng không quan tâm suy nghĩ nhiều cũng gật đầu. Anh ấy có thể làm quan cũng được, anh nên quan tâm đến Hạ An nhiều một chút, tốt xấu gì sau này Hạ An trông cậy toàn bộ vào anh. Hạ Tưởng đưa mọi người đến biệt thự Đông Long, vừa vào cửa, Hạ An liền mở to mắt. Căn nhà này thật sang trọng, anh mua bao nhiêu tiền vậy? Hạ Thiên Thành cũng hỏi. Sao con có nhiều tiền vậy? Nhà này cũng mấy trăm ngàn đó. Những năm 2000 ở thành phố Yến giá cả nhà đất khá cao, căn phòng 120m² cũng phải tầm 240 ngàn tệ. Hạ Tưởng cũng không muốn khoe khoang với ba mẹ, nói. Bạn con làm công ty bất động sản, đã bán rẻ lại căn nhà này cho con. Mọi người đừng lo, cứ tự nhiên ở. Trương Lan không nói lời nào, đi lòng vòng rồi nói. Con có tiền đồ, mua được nhà này coi như cũng xứng đôi với Thù Lê. Con còn có tiền mua xe không? Mẹ và ba con có tiền tiết kiệm ở ngân hàng, ba mẹ sẽ cho con để mua xe. Đằng nào cũng là con gái của phó thị trưởng, không thể để người ta uất ức được. Trương Lan đúng là đối với Tào Thù Lê thương như con gái. Chương 304, Cao Kiến Viễn cắn câu. Mẹ đừng lo, tiền cứ giữ lấy để phòng thân, muốn mua cái gì cũng có sẵn tiền. Ba mẹ tiết kiệm cả đời, có cho thì con cái cũng không dám dùng. Thế hệ trước tiết kiệm là tính tốt, rất khó thay đổi. Hạ Tưởng đã nói. Thù Lê đã có xe, con đã mua cho cô ấy. Ba mẹ đến đây không cần phải lo gì hết. Tốt lắm. Trương Lan vui vẻ ra mặt. Hứa Ninh đi lòng vòng trong phòng, khen không ngừng cách trang hoàng bài trí. Hạ Tưởng biết cô cũng có chút mê hư vinh, liền nói. Hứa Ninh, anh làm anh. Cũng nên gánh vác việc nhà. Tuy nhiên, khoảng cách quá xa, bình thường không chăm sóc ba mẹ được. Em và Hạ An đã giúp anh. Chỉ cần chăm sóc tốt ba mẹ, anh sẽ giúp đỡ các em trong công việc và cuộc sống, không để các em thiệt thòi đâu. Hạ Tưởng lấy chìa khóa xe, giao cho Hạ An. Em và Hứa Ninh cũng mau kết hôn đi, anh đưa em chiếc xe, coi như lễ vật kết hôn. Sau này nhớ tốt với ba mẹ, tốt với Hứa Ninh. Hạ An chân tay luống cuống không dám nhận chìa khóa. Anh à, cái này đắt tiền quá, em cũng đã lớn rồi chẳng lẽ không biết xấu hổ đi lấy xe của anh. Em sẽ tự cố gắng để mua xe. Hứa Ninh cũng chú ý đến lời Hạ Tưởng, hiểu ý Hạ Tưởng là nếu chăm sóc tốt ba mẹ thì Hạ Tưởng sẽ giúp đỡ cho nhiều. Tuy nhiên, Hạ Tưởng cho cả chiếc xe cô cũng không dám nhận. Tụi em không thể nhận xe của anh. Hạ An là người lớn rồi, có tay có chân.
có thể tự mình kiếm tiền được. Hạ Tưởng cầm chìa khóa nhét vào tay Hạ An. Em cứ cầm đi, xem như xe này anh mua cho ba mẹ, bình thường cho em mượn dùng. Hạ An lại nhìn về phía Hạ Thiên Thành. Hạ Thiên Thành thở dài, Hạ Tưởng trưởng thành, sắp kết hôn, chẳng những không ngửa tay xin ở nhà một đồng, mà còn tự mua nhà, lại cho Hạ An xe, thật là tài giỏi. Trong lòng ông vừa mừng vừa buồn, mừng vì con hắn cuối cùng cũng trưởng thành, buồn vì ông không thể giúp gì cho Hạ Tưởng ở thành phố Yến. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, Hạ Tưởng chẳng những lên làm phó chủ tịch huyện, có nhà, có xe, hơn nữa lại còn đính hôn với con gái của phó thị trưởng. Trong lòng Hạ Thiên Thành tràn ngập nhiều cảm xúc hỗn độn. Trương Lan cũng thế, con trai có tiền đồ, tất nhiên là vui mừng, nhưng nghĩ Hạ Tưởng không nhờ cậy một chút nào vào gia đình, cảm thấy có lỗi với con. Bà nhìn dáng dấp cao giáo của Hạ Tưởng, mỉm cười, âm thầm lau nước mắt. Hạ An nhận lấy chìa khóa. Anh, em có thể lái thử xe không? Được thôi, em lái xe cẩn thận, không được chạy nhanh. Hứa Ninh nhớ canh chừng Hạ An nha. Hạ Tưởng lên giọng anh cả nói. Hứa Ninh dạ một tiếng, nét mặt vui mừng. Cảm ơn anh, Hạ An có một người anh như anh thật là may mắn của anh ấy. Chờ hai người đi khỏi, Hạ Tưởng nói với ba mẹ các việc cần chú ý cho tiệc đính hôn, cũng không cần lo lắng quá, giống như bình thường là được. Tuy nhiên, do khách mời đều là những người có quyền thế, nên cần phải chú ý lời nói, khi nghe Hạ Tưởng giới thiệu chức vụ thì phải xưng hô theo chức vụ. Ba biết rồi, ít nhiều gì ba cũng đi làm mấy chục năm, gặp cũng không ít cán bộ, sẽ không làm con mất mặt đâu, an tâm đi. Hạ Thiên Thành vỗ ngực nói. Ông gặp được bao nhiêu trường hợp, đừng có khoác lác. Trương Lan phản đối. Công ty xây dựng Đan Thành là cái gì? Chỉ là một đơn vị cấp phòng nhỉ. Ông có biết lễ đính hôn của con ông toàn các lãnh đạo cấp cục, tương đương cục trưởng cục xây dựng có biết không? Ông lần trước thấy cục trưởng còn nói lắp nữa. Hạ Thiên Thành nóng giận. Có con trai cho tôi can đảm, tôi không sợ ai. Bà cũng đừng có chê cười tôi, còn bà có từng gặp được ai đâu. Tôi gặp thị trưởng thành phố Đan, ít nhất so với ông, tôi nói chuyện bình tĩnh, không nói lắp, ông có biết không? Trương Lan tiếp tục đả kích Hạ Thiên Thành. Việc đính hôn của con là đại sự, ông không cần nói nhiều, không ai nói ông câm điếc, ông chỉ cần ngây ngô cười là đủ. Tôi nói là mỉm cười được không? Ngây ngô cười là gì? Người khác cảm thấy thích ngây ngô cười hay sao? Hạ Tưởng vui vẻ cười. Ba mẹ thường xuyên cãi nhau, mặc dù không ai thuyết phục được ai, tuy nhiên không bao giờ nổi giận, hai người nhìn có vẻ khắc khẩu, nhưng thực sự là rất yêu thương nhau. Hắn không can hai người, chỉ đứng một bên tủm tỉm cười, hưởng thụ một chút không khí ấm áp của gia đình. Cả nhà dùng cơm trưa, sau khi sắp xếp cho mọi người nghỉ trưa xong thì điện thoại của Hạ Tưởng vang, Nghiêm Tiểu thì gọi. Có việc gì vậy Tiểu thì? Hạ Tưởng đi ra ban công trả lời điện thoại. Phó Chủ tịch huyện Hạ. Nghiêm Tiểu thì bỗng nhiên cười khúc khích. Anh Hạ Tưởng, dạo này khỏe không? Phải nói là khỏe thực sự, vì nghe nói anh sắp đính hôn. Giọng nói Nghiêm Tiểu thì nghe rất ngọt ngào hấp dẫn. Hạ Tưởng đoán cô đang giễu cợt mình, Liên Nhược Hạm vừa ra đi liền nhanh chóng đính hôn với con gái phó thị trưởng, Hạ Tưởng cười gượng. Nam nữ lớn rồi thì kết hôn, chuyện rất bình thường, có gì đâu mà em phải bất ngờ. Em bất ngờ là vì chỉ có mình em yêu anh họ, còn anh họ ngoài em ra vẫn có các cô gái khác. Nghiêm Tiểu thì ẩn ý trêu chọc Hạ Tưởng. Trước kia nghĩ anh và những người con trai khác không giống nhau, nhưng bạn gái vừa đi đã quên ngay. Giờ em mới biết trước kia em đã coi trọng anh quá. Nghiêm Tiểu thì nói thẳng ý tứ ra, nhưng Hạ Tưởng giả bộ không hiểu, cười lớn vài tiếng. Vấn đề này không nên thảo luận nữa, em họ có việc gì cứ nói thẳng đi, anh nghe đây. Nghiêm Tiểu thì cũng thay đổi đề tài, nói vài câu bất mãn với Hạ Tưởng như vậy cũng đã đủ, cô biết cô và Hạ Tưởng có duyên không phận, không nên suy nghĩ nữa, cô nói. Kiến Viễn muốn gặp anh. Cao Kiến Viễn quả nhiên cắn câu. Hạ Tưởng mừng rỡ, mỗi người đều có nhược điểm, nếu để đối phương biết được sẽ khó tránh không bị nghĩ kế đánh trúng. Cao Kiến Viễn có nhược điểm lớn nhất là quá háo thắng, muốn làm lại từ nơi đã thất bại lúc trước. Thực ra ở một số khía cạnh, y và Lý Đinh Sơn có chút tương tự, chẳng qua là y không thể so sánh với Lý Đinh Sơn mà thôi. Hơn nữa là y còn không có may mắn như Lý Đinh Sơn có mình làm thuộc hạ âm thầm trợ giúp. Cao Kiến Viễn biết bất động sản Lĩnh Tiên còn có cơ hội xoay trở. Hơn nữa là do chính Hạ Tưởng nói ra.
Sau khi suy nghĩ, y quyết tâm thử một lần, có thể thấy được y vẫn cố gắng để người ta không xem y như kẻ vô tích sự. Kiến Viễn có việc, anh sẽ giúp đỡ, không nói hai lời. Tuy nhiên, ngày Quốc Khánh anh có việc, hơn nữa ba mẹ anh lên, phải chăm sóc họ vài ngày, rồi còn lễ đính hôn, nhiều việc cần làm, thực sự là không có thời gian. Hạ Tưởng còn có ý từ từ, cho Kiến Viễn thấy không phải y kêu đến là đến, kêu đi là đi. Lần trước chuyện của Liên Nhược Hạm, chính y là người ném đá xuống giếng, giờ y lại giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì, bây giờ cũng để cho y chờ đợi một chút. Hạ Tưởng còn nói, em nói với Kiến Viễn dùm anh, sau Quốc Khánh, anh sẽ đến gặp. Việc lần trước, Kiến Viễn quả thật không phải bạn tốt, anh đừng giận anh ấy được không? Hiện nay anh ấy sống cũng không thoải mái, vốn muốn đi nước ngoài. Nghe nói biệt thự Tây Thủy có hy vọng, nên tạm thời chưa đi, anh ấy đối với anh hiện nay càng thêm tin tưởng. Nghiêm Tiểu thì bị kẹp giữa Hạ Tưởng và Cao Kiến Viễn. Cô cũng khó xử, cô muốn biệt thự Tây Thủy hồi sinh. Cô cũng biết Cao Kiến Viễn muốn bỏ đi, nhưng cô không thể tác động gì được, đối với Hạ Tưởng lại có cảm giác khó nói, chỉ có thể khuyên Hạ Tưởng cố gắng giúp đỡ. Coi như giúp em, được không? Câu cuối cùng Nghiêm Tiểu thì nói thật xúc động, cùng với chất giọng miền Nam mềm yếu khiến cho tất cả đàn ông khó có thể từ chối. Hạ Tưởng hơi động trong lòng, hắn cũng biết tình cảm của Nghiêm Tiểu thì đối với mình. Nhưng Hạ Tưởng hiểu rõ, giữa mình và Nghiêm Tiểu thì, giống như khoảng cách của phương Bắc và phương Nam, núi cao đường xa, không phải không thể vượt qua, mà là không vượt qua được. Hạ Tưởng thừa nhận có lúc cũng có lợi dụng sự quan tâm của Nghiêm Tiểu thì, nhưng Hạ Tưởng cũng không rõ cô có cố ý dùng sắc đẹp của mình để đạt được mục đích hay không. Nói thẳng ra giữa người với người đều có sự lợi dụng nhau, có thể nhiều hoặc ít, có khi lợi dụng cả tình cảm, chỉ cần không phải lợi dụng xong liền trở mặt, vẫn duy trì sự cân bằng là được. Nghiêm Tiểu thì còn đỡ, cũng có cảm tình tốt đối với mình, còn Cao Kiến Viễn đúng là chỉ có lợi dụng, không lợi dụng được thì vứt bỏ. Hạ Tưởng chỉ muốn đưa y ra công lý nếu không cũng không muốn gặp mặt y chứ đừng nói giúp y. Mỗi người đều có quan điểm của mình, quan điểm của Hạ Tưởng là mặc kệ mục đích ban đầu là gì, chỉ cần đừng làm ra chuyện ngu xuẩn là được. Còn việc lừa Cao Kiến Viễn lần này đã làm rất tuyệt. Nhưng y vừa nghe Hạ Tưởng có thể lợi dụng được, trước kia không thèm để ý cố tình tổn thương của Hạ Tưởng, bây giờ lại có thể nghĩ Hạ Tưởng sẽ giúp y vô điều kiện ư. Chẳng lẽ hắn là con của bí thư tỉnh ủy thì người khác nhất định phải nghe theo y. Hạ Tưởng vô cùng khinh bỉ đối với Cao Kiến Viễn. Cái gọi là trọng người tài chẳng qua chỉ là che giấu tâm hồn xấu xa bên trong mà thôi. Được rồi, nể mặt Tiểu thì, mọi chuyện trước kia xem như bỏ qua. Con người có tình cảm, Hạ Tưởng đối với Nghiêm Tiểu thì cũng không có ác cảm. Quyết định như vậy đi, qua Quốc Khánh anh sẽ gọi điện cho em, được không? Chương 305, tiết mục bất ngờ. Anh họ, tiếng anh họ gọi sao mà ngọt ngào, êm dịu. Nghiêm Tiểu thì là người rất biết sử dụng ưu thế của bản thân, cô lại hỏi. Nếu như em đến dự lễ đính hôn của anh thì anh sẽ hoan nghênh chứ? Sao tự dưng lại muốn tham gia góp vui? Hạ Tưởng nghĩ một lúc, khi không tìm được lý do nào để từ chối nữa đành nói. Bất cứ lúc nào cũng xin mời đại giá ghé dự. Buổi chiều Hạ Tưởng đưa bố mẹ đi khắp thành phố Yến tham quan, tối đến thì gọi điện cho Tào Thù Lê, bàn luận ngắn gọn trình tự chuẩn bị cho ngày mai. Thực ra chỉ là nghi thức đính hôn của hai người, cũng không cần phải câu nệ lắm, có điều Hạ Tưởng và Tào Thù Lê vẫn đến sớm để tiện đón tiếp khách khứa. Sáng ngày mùng 3, Hạ Tưởng dậy từ sớm, trong sự đốc thúc của bố mẹ, hắn mặc bộ vest quần Âu, thắt cà vạt, sau đó cũng tự ngắm mình trước gương vài lần, cảm giác rất chi là hài lòng. Hạ Thiên Thành đứng bên cạnh ca ngợi. Đúng là con trai tôi, quả là khá đẹp trai. Hứa Ninh đứng ngắm Hạ Tưởng. Rồi nhìn sang Hạ An, lắc đầu nói. Đều là một cha một mẹ sinh ra, nhưng sao Hạ An lại không đẹp trai bằng anh nhỉ? Anh mà đẹp hơn tí nữa thì tốt biết mấy. Hạ An có xe, cũng giống như tất cả đàn ông có cái sĩ diện riêng liền khí thế nói. Anh mà đẹp trai hơn thì Hoa Khôi đã theo anh rồi, còn đến phần em không? Hứa Ninh tức tối đáp trả. Đừng tự đề cao mình quá, anh đừng có quên rằng là anh cứ đeo đuổi em. Còn em vì anh mà cãi nhau với gia đình kia kìa. Hạ Tưởng cười. Được rồi đó, đừng cãi nhau nữa. Hạ An, Hứa Ninh đối xử với em rất tốt, sau này đừng có làm chuyện gì có lỗi với cô ấy biết chưa? Hạ An chỉ sợ mỗi Hạ Tưởng, hơi cúi thấp đầu nói. Em biết rồi anh ạ. 9 giờ,
Hạ Tưởng lái xe đưa cả gia đình đến trước cửa khách sạn Yên Kinh. Hạ Tưởng đến hơi sớm, vừa đúng lúc nhìn thấy trong bãi đậu xe còn một chỗ trống liền vòng tay lái định đỗ vào đó, ai ngờ đột ngột từ bên cạnh tạt qua một chiếc thể thao. Một tiếng phanh kít vang lên, đỗ ngay trước mặt Hạ Tưởng ngay tại vị trí đỗ xe mà hắn vừa định lái vào. Vì xe thể thao tạt qua quá nhanh, Hạ Tưởng lại không kịp phòng bị nên đột ngột dậm phanh lại, khiến cho cả đoàn người trên xe được phen hú vía, còn Hứa Ninh thì sợ hãi bật ra tiếng. Rõ ràng trên bãi còn rất nhiều chỗ trống, chiếc xe kia lại còn cố ý cướp vị trí đã không nói thì thôi, còn không thèm nhìn trước nhìn sau, ném cái chừng mắt về phía chiến xe đậu phía trước. Hạ Tưởng bực mình đẩy cửa nhảy xuống khỏi xe, nổi giận đùng đùng đi về phía xe thể thao nói với người ngồi trong xe. Anh làm sao không? Có ai đỗ xe như anh không vậy? Cửa xe mở ra, từ trong xe bước xuống một người thanh niên trẻ tuổi, miệng nhai kẹo cao su, liếc nhìn Hạ Tưởng vẻ khinh miệt. Đừng tưởng mình lái xe mang biển Bắc Kinh thì có thể vênh vênh váo váo. Biết ở đây hôm nay có sự kiện gì không? Hôm nay có nhân vật quan trọng tổ chức tiệc ở đây. Cái xe rách của ông tốt nhất là tránh ra xa một tí, nếu lỡ mà chọc đến ai đó thì đừng hòng dễ dàng thoát thân. Hạ Tưởng không nhịn nổi bật cười. Cậu là ai? Cậu đến dự lễ đính hôn phải không? Hạ Thiên từ đằng sau đi đến, thái độ là muốn dàn xếp ổn thỏa mới khuyên Hạ Tưởng. Thôi con, bên cạnh còn chỗ để xe, tranh với người ta làm gì? Nói không chừng họ có việc gấp, nhường cậu ta một chút là xong. Cậu thanh niên trợn mắt. Nhường là nhường thế nào? Không nhường cũng phải nhường, ông nghĩ rằng đây là đâu chứ? Tầng 2 hôm nay bị tôi bao hết rồi, mấy người mà muốn đến ăn cơm tốt nhất là tìm nhà hàng khác mà ăn, bởi vì... Rất tiếc, hôm nay không mở cửa đón khách. Hạ Tưởng thấy hắn thái độ có vẻ khác lạ, nhìn bộ dạng xem chừng là cậu ấm cô chiêu nên không thèm chấp nhặt, liền quay người trở lại xe, định đỗ ra vị trí bên cạnh. Ai ngờ người thanh niên lại bồi thêm một câu. Này, ông già! Dạy lại con trai cẩn thận một chút, ông xem bộ dạng hắn thế kia, lái chiếc Land Rover thì nghĩ rằng đấy là xe tốt nhất trên thế giới. Hứ, còn chưa đắt bằng Ferrari của tôi kia. Về sau bảo hắn biết điều một chút, đừng tự cho thành phố Yến này không có người tài giỏi, đừng tưởng từ Bắc Kinh đến thì có thể ngang ngược ở chốn này. Lời này nếu để tặng cho Khâu Tự Phong nghe thì phù hợp hơn, bởi chắc chắc sẽ làm hắn ta nổi điên. Vốn Hạ Tưởng thoáng nghe qua không thấy ngứa tai lắm vì hắn cũng không phải đến từ Bắc Kinh nên chẳng có cảm giác khó chịu gì cả. Nhưng khi nghe người thanh niên dám gọi bố mình là ông già, thái độ lại rất ngông nghênh, giọng điệu khinh miệt nên khiến hắn bốc hỏa. Ngày trọng đại như vậy mà lại bị một tên vô lại bóp cho méo mó, cũng vì bị ức chế từ trước nên hắn quay đầu nói. Tốt nhất bây giờ cậu nên rời khỏi nơi đây, nếu không đừng có hối hận thì đã muộn. Củ chuối thật, ông nghĩ ông là ai chứ? Dám nói chuyện với tôi kiểu gì vậy, chán sống rồi hả? Người thanh niên bắt đầu xắn tay áo lên, muốn xông qua. Nhìn dáng điệu có vẻ là muốn đánh nhau luôn. Hạ Tưởng cười lạnh một tiếng, bước lên chắn trước mặt bố mình, lạnh lùng hỏi. Phải nói xem cậu là ai trước đã, để đỡ phải đánh xong thì làm mất mặt bố cậu đi. Bố tao ở cái thành phố Yến này, ai ai cũng phải nịnh bợ. Dám làm thật với tao, nói cho tên oắt biết. Hôm nay mày gặp đen rồi. Người thanh niên mở miệng nhổ bã kẹo cao su về phía chân Hạ Tưởng. Hạ Tưởng khinh bỉ nhíu mày lại, đang định gọi cuộc điện thoại thì nghe tiếng Lý Hồng Giang từ xa vọng tới. Ai mà tinh tướng thế kia, dám gây khó dễ cho lão em tao hả? Tên danh con, có phải ăn no rồi muốn làm càn không? Mẹ kiếp, có mỗi cái xe Ferrari thôi mà giả bộ cái gì? Gọi mấy anh em tới đây. Lật ngửa cái xe này lên cho nó ngắm trời xanh. Lời của Lý Hồng Giang vừa dứt, phía đằng xa từ trên xe bước xuống 7-8 người, thân hình vạm vỡ, chân đi bước lớn nhanh chóng xuất hiện đứng trước chiếc xe Ferrari, cùng nhau hét to một tiếng rồi dùng sức lật chiếc Ferrari lộn ngược lại, bốn bánh chổng lên trời. Người thanh niên nóng mắt, quay đầu nhặt vội viên gạch dưới đất, như kẻ điên lao đến chỗ Lý Hồng Giang. Lý Hồng Giang đứng yên không nhúc nhích, một người bên cạnh lướt qua. Một chân đá đã khiến người thanh niên nằm sõng trên mặt đất. Hạ Thiên Thành bị cảnh tượng trên làm cho sợ hãi. Con trai, đừng đánh nhau nữa, nếu không thành chuyện lớn mất. Hạ Tưởng nhìn cậu thanh niên đang giãy giụa trên mặt đất, khẽ liếc thoáng qua, hời hợt nói. Không sao đâu bố, trong cái thành phố Yến này bây giờ vẫn chưa có ai có khả năng giãy lên sóng gió. Hạ Tưởng không phải đang nói ba hoa,
hắn cũng đoán ra người thanh niên này không phải con ông cháu cha gì cả, chắc chỉ là con cái nhà giàu thôi, có lẽ do thường ngày quen thói tác oai tác quái, lại thấy đây là địa bàn của mình nên khó tránh hắn coi trời bằng vung như vậy. Hôm nay là ngày vui hắn và Tào Thù Lê đính hôn, không thể để ruồi nhặng bay qua bay lại, làm hỏng tâm trạng, nên bình sinh ít khi nóng giận như Hạ Tưởng cũng không nhịn nổi nói với Lý Hồng Giang. Coi chừng hắn trước, lát nữa giao cho cảnh sát. Nhắc đến cảnh sát đến, khiến Hạ Tưởng bất ngờ là, người khách đầu tiên đến dự lại là Cục trưởng Tôn Định Quốc. Hạ Tưởng vội vàng lên trước tiếp đón. Chú Tôn, chú đến sớm quá, cháu cảm ơn chú. Tôn Định Quốc bắt tay với Hạ Tưởng, trong mắt lộ ra vẻ kỳ lẫn dò xét, cười nói. Không sớm không được, cô cháu gái yêu của chú đính hôn, chú không đến sớm duy trì trật tự, cho dù Vĩnh Quốc không trách chú thì chú cũng không còn mặt mũi mà gặp ông ấy. Với lại, chú phải đích thân đứng ở tuyến đầu. Vừa nói, ánh mắt ông di chuyển và dừng lại trên người cậu thanh niên vừa bị đánh ngã nằm trên đất. Có chuyện gì vậy, chú vừa mới tới đã có người gây rối rồi, muốn bôi nhọ mặt chú hả? Hạ Tưởng ngắn gọn kể lại chuyện vừa xảy ra. Tôn Định Quốc đến khách sạn nhưng lại không đi một mình, trên xe chỉ có ông ta và Tôn An, nhưng đằng sau đang lục tục tới có đến 7, 8 xe cảnh sát, có khoảng mười mấy vị cảnh sát từ trong xe bước xuống, đa số là mặc thường phục. Tôn Định Quốc quay đầu chỉ tay vào một người. Cậu, tóm tên kia lại, tóm lại trước rồi nói sau. Hôm nay không chừng có lãnh đạo tới dự, tên nào lại dám ngông nghênh. Không có mắt nhìn đến đây gây rối thì nhất loạt nghiêm trị. Viên cảnh sát đứng nghiêm dậm chân cộp một tiếng, cung kính hành lễ. Vâng, cục trưởng. Hạ Thiên Thành hoảng sợ, ông không cùng Hạ Tưởng đi đến gần Tôn Định Quốc mà đứng cách ông ta một đoạn, nhỏ tiếng hỏi Lý Hồng Giang. Người đó là quan lớn hả? Lý Hồng Giang biết Tôn Định Quốc nhưng lại không biết Hạ Thiên Thành, nhưng đã đoán ra Hạ Thiên Thành là bố của Hạ Tưởng nên vô cùng lễ phép trả lời. Dạ. Người đó là cục trưởng cục công an thành phố Yến. Hạ Thiên Thành sửng sốt, mắt nhìn đăm đăm, cục trưởng cục công an thành phố Yến lại đang bắt tay thân mật với con trai mình. Hai người dường như rất thân thiết, con trai mình thật giỏi giang, sao quan nào cũng biết, quan nào cũng quen. Người thanh niên đang nằm trên mặt đất nghe thấy cục trưởng cục công an đến liền giãy giụa hô to. Cục trưởng Tôn, mau cứu cháu với, cháu là Tề Á Nam đây. Tôn Định Quốc nghe tiếng gọi khẽ chau mày, nói với Hạ Tưởng. Tề Á Nam chọc giận cháu à, tên trẻ con này đúng là không có tiến bộ, hàng ngày đi gây chuyện sinh sự, đúng là hết cách với nó. Nó là ai vậy? Hạ Tưởng nghe ra hình như Tôn Định Quốc có biết người thanh niên đó nên hỏi lại. Con trai Tề Đông Lai. Tôn Định Quốc chỉ tay về phía khách sạn Yến Kinh, tiếp. Yến Kinh là cơ nghiệp của Tề Đông Lai, con người ông ta cũng tốt. Có điều lại sinh ra một thằng nghịch tử, bất tài vô dụng, nếu đem so sánh giữa Tôn An và Tề Á Nam thì Tôn An còn tốt hơn. Kìa bố đừng châm biến con nữa được không? Bây giờ con thật thà đi bao nhiêu? Nửa ngày rồi Tôn An không phát biểu một câu, bây giờ chờ đợi mãi mới có cơ hội được bộc bạch nên vội vàng chen vào. Phó Chủ tịch huyện Hạ, chúc mừng anh nhé, cuối cùng cũng cùng Thù Lê tu thành chính quả rồi. Thật đáng tiếc. Thế là từ giờ trở đi người tình trong mộng của tôi đã trở thành của người ta mất rồi. Hạ Tưởng cười. Được rồi đó, đừng có cố làm ra vẻ. Bây giờ cậu cũng trang phục cảnh sát, uy phong lẫm liệt rồi, không biết có bao nhiêu cô chạy theo đâu. Tôn Định Quốc cười ha hả, chỉ tay về phía Tề Á Nam. Hôm nay cháu là nhân vật chính, nói xem, cậu ta cháu định thế nào? Cháu bảo thả thì thả, bảo tóm lại thì chú tóm lại. Trong lúc nói chuyện, viên cảnh sát đã dẫn Tề Á Nam tới trước mặt chỗ mọi người đang đứng. Hạ Tưởng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy một chiếc xe Audi mang biển có số đầu là số 8 của Ủy ban Nhân dân thành phố đang lái vào bãi đỗ xe. Trên xe bước xuống một người, đó chính là Cao Hải. Cao Hải vừa bước xuống xe liền vội đến chỗ Hạ Tưởng, nở nụ cười tươi nói. Chúc mừng tiểu Hạ, đính hôn rồi thì từ nay về sau lại thêm trách nhiệm và áp lực rồi, nhớ giữ lấy nhé. Hạ Tưởng liền vội bắt tay Cao Hải. Chú Cao đến rồi ạ, cảm ơn chú đã đến dự. Cao Hải và Hạ Tưởng nói với nhau vài câu, tiếp đó Cao Hải tươi cười chào hỏi Tôn Định Quốc. Theo lễ mà nói, ông ta không bắt tay Tôn Định Quốc trước là hơi thất lễ, nhưng Tôn Định Quốc không phải người ngoài nên không chấp nhận. Còn Hạ Tưởng lại rất nhạy bén phát giác rằng Cao Hải là đang cố ý học Trần Phong, là nâng cao mình một chút,
sợ rằng nếu lễ phép quá với người sẽ bị hiểu lầm là có chuyện muốn cầu giúp. Cao Hải quay đầu nhìn Tề Á Nam, vẻ mặt không vui. Lại là cậu gây chuyện rồi. Tề Á Nam mặt mày nhăn nhó, nói. Chú Cao, cháu. Nhìn sang Hạ Tưởng. Hắn ta là ai vậy? Sao các chú lại quen với hắn? Hắn là ai vậy? Cao Hải cười lạnh một tiếng. Bố cậu khó khăn lắm mới tranh được cơ hội, còn cậu thì suýt chút nữa làm hỏng hết cả biết chưa hả? Nếu không phải Hạ Tưởng tính khí tốt, khoan dung, độ lượng, nếu cậu ấy mà tức giận hủy lễ đính hôn tại khách sạn Yến Kinh này, thử nói xem bố cậu có lột da cậu ra không? À, Tề Á Nam kinh ngạc nhìn Hạ Tưởng, hắn không dám tin người đang đứng trước mặt đây chính là nhân vật đang rất nổi trội trong chính trường thành phố Yến tại thời điểm gần đây nhất, phó chủ tịch huyện Hạ. Tề Đông Lai và Cao Hải có mối quan hệ khá tốt. Tề Đông Lai cũng có quen biết với Tào Vĩnh Quốc, có điều mối quan hệ chưa tới mức thân mật lắm. Hắn nghe nói lễ đính hôn của Thiên Kim nhà phó thị trưởng Tào sắp được tổ chức nên mới đến tìm Cao Hải, muốn nhờ Cao Hải gợi ý với phó thị trưởng Tào tổ chức lễ đính hôn tại khách sạn Yến Kinh. Tề Đông Lai dự định không thu bất cứ khoản phí nào mà còn tự nguyện bỏ tiền túi ra tổ chức lễ đính hôn. Cao Hải đã gặp chút khó xử. Ông ta có qua lại với phó thị trưởng Tào, mối thân tình giữa hai người cũng có nhưng ông ta tự biết rằng phó thị trưởng Tào là nể mặt Hạ Tưởng nên mới đối xử với mình trọng hậu được vài ba phần. Ông ta có thể nói để phó thị trưởng Tào lựa chọn tổ chức lễ tại Yên Kinh hay không cũng khó lường trước được. Nhưng ông ta cũng khó từ chối sự nhờ cậy của Tề Đông Lai nên liền cố mà làm mà nhận lời giúp đỡ, nhưng ông ta cũng nói trước rằng mình không chắc chắn, mà chỉ là thử xem sao thôi. Sau đó Cao Hải tìm cơ hội đề cập với phó thị trưởng Tào, không ngờ phó thị trưởng Tào liền hưởng ứng luôn khiến Cao Hải vừa mừng vừa cảm than, có lẽ do năm đó hắn vì báo đáp Hạ Tưởng đã vì hắn bày ra ý tưởng và ngọc nên mới giới thiệu vài dự án cho Hạ Tưởng, và Hạ Tưởng đã chia sẻ mấy dự án đó với Tào Thù Lê, vì vậy mà hai người mới có cơ hội đến với nhau như ngày hôm nay. Có lẽ phó thị trưởng Tào vì nể mặt Hạ Tưởng nên mới không đặt ra bất kỳ nghi vấn nào về ý kiến hắn đề ra và liền một hơi gật đầu đồng ý. Trong lúc Cao Hải tự hào về quyết định anh minh ngày trước thì đầu óc cũng linh hoạt trở lại ngay bởi hắn nghe phong phanh phó thị trưởng Tào sắp điều đến nơi khác. Hiện giờ, tại tòa nhà thành ủy ai ai cũng biết việc này, phó thị trưởng Tào đi thì Đàm Long sẽ được thăng chức đảm nhận chức phó thị trưởng thường trực. Lúc này, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ trống ra một vị trí phó thị trưởng. Nếu trước khi rời đi, phó thị trưởng Tào có thể kéo hắn một tay, lại nhờ Hạ Tưởng nói tốt vài câu về mình trước mặt Trần Phong. Với tư cách và kinh nghiệm của hắn thì có thể thuận lợi ngồi vào chức phó thị trưởng rồi. Phó thị trưởng à, Cao Hải đã mơ ước từ lâu lắm rồi. Lễ đính hôn của Hạ Tưởng chính là một cơ hội tốt, nên ông ta không lấy thân phận là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố ra nữa, mà lập kế hoạch dưới thân phận người nhà đến thật sớm, giúp Hạ Tưởng mấy việc lặt vặt. Cao Hải đoán rằng, số người đến chúc mừng hôm nay chắc chắn sẽ không ít. Không phải bởi vị trí, quyền hành của phó thị trưởng Tào ở Ủy ban Nhân dân thành phố lớn mà bởi mạng quan hệ của Hạ Tưởng rất rộng khiến cho người ta phải khiếp sợ. Chưa biết chừng sẽ có nhân vật cực kỳ quan trọng đến tham dự cơ. Cùng lúc vừa có thể biểu hiện thiện ý với Hạ Tưởng lại vừa có thể nhân cơ hội thể hiện bản thân. Cao Hải muốn mượn cơ hội để gây ấn tượng tốt tới phó thị trưởng Tào và Hạ Tưởng, với lại nếu được nhiều người nhìn ra mối quan hệ giữa ông ta và Hạ Tưởng không phải loại tầm thường. Nói không chừng sẽ mang lại lợi ích giúp cho hắn dễ dàng leo lên chức phó thị trưởng. Ngẫm lại mới có hơn 2 năm thôi mà đã khiến ông ta đường đường là một trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, là cán bộ cấp phó giám đốc sở lại phải mượn uy của một phó chủ tịch huyện, Cao Hải cũng không cảm thấy có gì phải mất mặt cả. Trên chính trường bản chất vốn là lợi dụng, cho nhau dựa thế, huống chi ngày trước Hạ Tưởng cũng đã từng nhờ cái thế của hắn. Đúng lúc này Tề Á Nam lại gây ra rắc rối khiến Cao Hải nổi giận. Khó khăn lắm mới có thể kiếm được cơ hội giúp Tề Đông Lai quen biết với giới quan chức quyền cao chức trọng, con trai hắn lại ngang nhiên để xảy ra xích mích với Hạ Tưởng thật đúng là mắt mọc trên người chó rồi. Hắn giận đến nỗi muốn tát thẳng một cái vào mặt tên đó, nhưng may mắn đã bình tĩnh kịp, lấy điện thoại gọi cho Tề Đông Lai. Lão Tề ơi, tôi đang ở dưới tầng, ông xuống đây ngay lập tức. Tôn Định Quốc cười tủm tỉm không nói gì, ông ta cũng quen biết Tề Đông Lai, mối quan hệ cũng gọi là tạm được. Có điều nếu mà Hạ Tưởng mở lời thì ông ấy cũng không chút do dự đem Tề Á Nam nhốt lại. Khi thấy Cao Hải chủ động đứng ra giải quyết ông cũng vui vẻ đứng ngoài xem. Sau cuộc gọi đó, Tề Đông Lai gấp gáp, thở hồng hộc chạy một mạch từ trên tầng xuống.
Không đợi Tề Đông Lai đến gần, Cao Hải liền chủ động đi đến trước, rì rầm nói nhỏ vào tai ông ta vài câu. Tề Đông Lai đầu to mặt lớn, nhìn qua đã đủ biết ông ta thuộc nhóm người ba cao, huyết áp cao, đường huyết cao, máu trong mỡ cao nên mặt mũi đỏ au. Ông ta đỏ mặt tía tai đi đến trước mặt Tề Á Nam, hét lớn. Cái thằng mất dạy, khốn khiếp này. Từ lúc nghe nhắc đến tên Hạ Tưởng, Tề Á Nam liền tự biết mình đã gây ra chuyện lớn rồi. Sự thực là hôm nay hắn canh kiệu như vậy là bởi vì lễ đính hôn của con gái Thiên Kim Phó Thị trưởng được tổ chức tại khách sạn Yên Kinh, đối với hắn mà nói đó là sự vinh hạnh lớn lao. Với lại sự tích liên quan đến Hạ Tưởng hắn cũng được nghe kể, hắn khâm phục Hạ Tưởng sát đất. Ông bố mình có thể nhờ mối quan hệ mời được Hạ Tưởng tổ chức lễ đính hôn ngay tại khách sạn nhà mình nên hắn tự cảm thất rất có thể diện, đi đường cũng khí thế hơn thường ngày. Trong lòng hắn đắc ý, đại danh lừng tiếng phó chủ tịch huyện Hạ tổ chức đính hôn ở khách sạn Yên Kinh là một vinh hạnh quá lớn. Tuy rằng Tề Á Nam cũng có quen biết một số vị quan chức to nhỏ ở thành phố Yên, ông bố lại mở mấy khách sạn, nhà nghỉ, gia đình có tiếng là chùm sò trong việc kinh doanh khách sạn, hắn lại khâm phục nhất những người kiêu ngạo, khuynh khoang. Hắn tự nhận định rằng Hạ Tưởng có thể lật đổ phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố có lẽ là phải tinh tướng lắm nên mới chuyển bại thành thắng như vậy. Hắn chưa từng nghĩ rằng, gặp một chiếc xe mang biển số Bắc Kinh tới thành phố Yên này nên muốn bắt nạt một chút. Ai ngờ, ông trời lại khéo léo sắp xếp cho người mà hắn gặp lại đúng là Hạ Tưởng. Chương 306, sự kiêu ngạo hiếm có. Tề Á Nam khóc không ra nước mắt, chọc giận đến thần tượng của mình đã đành, không khéo lại đắc tội với một nhóm đại nhân vật. Hắn không phải là cậu ấm đầu óc ngốc nghếch, hắn cũng biết sự quan trọng của mối quan hệ như thế nào. Nên bây giờ hối hận đến mức muốn đâm đầu vào tường cho xong, khi nhìn thấy bố đến mặt vội mếu máo. Bố! Tề Đông Lai một chân đạp vào bụng hắn một cái, dùng đến 5 phần sức lực đá rõ mạnh, chửi hắn. Tao không phải bố mày. Tề Á Nam đau đến nỗi mặt mày biến dạng, người co gặp lại, không nói được lời nào cả. Nếu như mà không có viên cảnh sát đứng bên cạnh đỡ thì có lẽ hắn đã bị đạp ngã lăn xuống đất rồi. Hạ Tưởng không ngờ Tề Đông Lai lại mạnh tay như vậy, vừa đến đã đạp thằng con trai một phát, nên trong lòng cảm thấy hắn tàn nhẫn nhưng lại rất khâm phục ông ta biết xử sự. Một cái đạp khiến cho mọi người đều phải nhìn nhận, còn ai dám nói được tiếng nào nữa. Hạ Tưởng chỉ còn cách bước đến, nói. Giám đốc Tề, ra tay hơi nặng rồi, không đến nỗi phải như thế. Chuyện xung đột vừa rồi cũng không có gì lớn lắm, lại là người mình với nhau, không đánh không thành quen biết. Sau đó quay sang Tôn Định Quốc nói. Phiền chú Tôn cho người đưa Tề Á Nam đi bệnh viện. Tôn Định Quốc và Cao Hải cũng không ngờ Tề Đông Lai lại là nhân vật độc đáo đến như vậy. Đối với con trai ruột cũng dám ra tay mạnh được, trong lòng hai người không hẹn mà có cùng một suy nghĩ. Tề Đông Lai là nhân vật rất biết thời thế, phản ứng nhanh, có mắt nhìn, không phải hạng tầm thường, đơn giản. Người thanh niên có sức trẻ chịu đựng tốt, bụng bị đạp một cái chưa có gì ghê gớm lắm. Chưa đến mức độ phải đi bệnh viện nhưng đề nghị của Hạ Tưởng như vậy chính là có ý muốn chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không có chuyện, nhưng Tề Đông Lai vẫn không chịu. Không được, nếu là chuyện khác tôi nhất định sẽ nghe lời Phó Chủ tịch huyện Hạ. Nhưng chuyện hôm nay tên thối tha này dám chống đối cậu, còn làm mất mặt tôi, nếu không dạy bảo lại đàng hoàng thì sau này nếu lại gây ra chuyện lớn nữa, lúc đó có hối hận thì cũng muộn rồi. Ông ta bước lên trước, trừng mắt nhìn Tề Á Nam, nói. Mau xin lỗi phó chủ tịch huyện Hạ nhanh, sau đó đập nát cái xe của mày cho tao rồi kéo về nhà làm mẫu vật giáo dục cảnh tỉnh cho mình. Tề Á Nam cũng rất có khí phách, gắng gượng đứng thẳng dậy, cúi gập người trước mặt Hạ Tưởng. Xin lỗi phó chủ tịch huyện Hạ, là lỗi tại tôi xin nhận lỗi. Có lỗi thì đáng phải phạt, anh muốn phạt thế nào tôi cũng xin nghe theo. Hạ Tưởng có chút thích khí phách kiên cường của cậu ta, liền vỗ vai hắn nói. Dám làm dám chịu mới chính là đàn ông, theo ý tôi thì cậu thay quần áo người phục vụ đón khách, đứng ở cửa lớn, thử một ngày làm nhân viên phục vụ, thử nghiệm cảm giác tươi cười đón khách xem thế nào. Tề Đông Lai xứng người, ông ta cho rằng Hạ Tưởng sẽ nhân cơ hội này dương oai một chút, sẽ tìm mọi cách để gây khó dễ nên vừa rồi mới ra tay nặng như vậy, chỉ là để làm vừa lòng Hạ Tưởng mà thôi. Với phó thị trưởng Tào thì còn dễ ăn nói. Nhưng lỡ như Hạ Tưởng vẫn chưa nguôi giận thì cho dù ngay lúc này không đổi sang khách sạn khác, đắc tội với anh ta không cần phải nghĩ cũng đủ hiểu hậu quả sau này như thế nào. Tuy rằng Tề Đông Lai cũng không biết mạng lưới quan hệ rộng của Hạ Tưởng, nhưng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc,
bất mãn lúc nãy của Cao Hải khi chỉ trích mình đủ để ông ta hết hồn hết vía rồi. Sự bực tức của Cao Hải đã tượng trưng cho tầm quan trọng của Hạ Tưởng như thế nào. Tề Đông Lai tuy chỉ kinh doanh khách sạn nhưng cũng đủ biết tính quan trọng của một mối quan hệ tốt với bên cơ quan công an, ông ta nhìn Cục trưởng Tôn Định Quốc chỉ đứng một bên cười, không nói năng có nghĩa là ngầm đồng ý mọi chuyện sẽ nghe theo ý của Hạ Tưởng. Ông ta giận đến nỗi muốn tát cho thằng con thêm vài cái tát nữa. Có điều Hạ Tưởng lại chỉ bày vẽ nhẹ nhàng để Tề Á Nam làm nhân viên phục vụ một ngày, đúng là ngoài sức tưởng tượng của Tề Đông Lai. Tề Đông Lai còn định nói thêm cái gì đó, Hạ Tưởng liền khoát tay. Giám đốc Tề nếu còn cảm thấy không được nữa thì đành phải giao cho Cục trưởng Tôn giải quyết vậy. Tề Đông Lai một bên lấy khăn tay lau mồ hôi trán, một bên tươi cười nói. Tôi nghe lời cậu, thôi thì Phó Chủ tịch huyện Hạ đã có lời, thì hôm nay coi như đã dễ tính cho tên ngốc này rồi. Sau đó quay đầu nhìn Tề Á Nam, sắc mặt đổi sang giận dữ. Còn không mau biến đi. Tề Á Nam xoay người bước đi, ngay sau đó đi từ trong khách sạn ra vác cái rìu, dụng cụ trong phòng chống chữa cháy. Không nói lời nào liền vung rìu chém ngay vào chiếc Ferrari đang nằm chổng ngược lên trời một búa. Sau đó chém liên hồi vào phần mui xe. Tề Á Nam không phải là đang xả tức, mà chuyện hôm nay khiến cho hắn đột nhiên hiểu ra một đạo lý, chính là nếu một người muốn được người khác tôn kính, không phải cứ dạo oai và ngang ngược là có được, mà phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân mới đổi lại được. Bố hắn, Tề Đông Lai cũng được coi là nhân vật số 1, số 2 trong giới thương trường thành phố Yến. Nhưng khi đứng trước mặt một phó chủ tịch huyện thôi lại phải nhỏ tiếng khép nép, tại sao lại vậy? Thứ nhất là bởi hắn yếu kém, chọc giận đúng người không nên đụng tới. Thứ hai, sau lưng Hạ Tưởng còn có mạng quan hệ rộng khiến bố hắn phải kính nể, tình thế mạnh hơn người, không thể không cúi đầu trước Hạ Tưởng. Tề Á Nam nhận thức được đạo lý đó, sau này nhất định phải phấn đấu, nỗ lực, phải tự tạo ra giang sơn riêng cho mình, phải giống như Hạ Tưởng, chỉ cần đứng về phía trước một bước. Đằng sau lẫn đằng trước đều có vô số người đứng ra vì hắn. Dù hắn không nói một lời, khí thế cũng đủ khiến người khác phải kính sợ. Hạ Tưởng thấy tình hình như vậy, nghĩ một hồi, không đến chỗ Tề Á Nam ngăn lại, cũng không nói thêm lời nào, quay đầu mời bố mẹ lên tầng. Hạ Thiên Thành cùng mấy người đứng ngây người chứng kiến tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra, không dám tin vào mắt mình nữa. Chỉ là cướp một chỗ để xe thôi. Chỉ là vài câu xích mích đã gây ra chuyện lớn như vậy rồi. Không những kinh động đến cảnh sát, lật ngửa xe, còn khiến cho bố con nhà người ta đánh nhau, sau đó con trai phải tự mình đập nát xe của mình, các sự cố liên tiếp xảy ra khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt, chóng cả mặt. Hạ Thiên Thành trong khoảng vô thức bỗng nhận ra con trai mình Hạ Tưởng lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Chỉ cần đứng trước mặt thôi đã khiến người ta sợ đến nỗi toát mồ hôi, cúi người cúi đầu sợ hãi. Một chiếc xe chỉ trong nháy mắt đã bị đập tan nát, lại còn phải tự mình đập xe của mình, sao lại có thể bức ép người ta làm những việc như thế? Hạ Thiên Thành không nỡ lòng nào, định nói vài câu với Hạ Tưởng. Hứa Ninh và Hạ An đứng nhìn còn kinh ngạc hơn, mồm mở to mắt trợn ngược, nửa ngày rồi mà vẫn chưa khép được miệng. Hứa Ninh từ trước vẫn tưởng rằng Hạ Tưởng hành xử rất lễ phép, cũng biết tính cách hắn ôn hòa, chưa bao giờ nổi giận. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội được chứng kiến hắn phát hỏa một lần, thật đúng là tầm ngầm mà lại đáng sợ đến vậy. Hóa ra Hạ Tưởng có bản lĩnh kinh như vậy, cô luôn nghĩ Hạ Tưởng chỉ là một phó chủ tịch huyện thôi, chẳng có gì ghê gớm cả. Giờ mới biết, một phó chủ tịch huyện mà không hài lòng, thì có thể đập nát tươi một con Ferrari sờ sờ ngay trước mắt. Xe hàng hiệu 1-2 triệu tệ cơ mà. Ánh mắt Hứa Ninh khi lại nhìn Hạ Tưởng một lần nữa đã đơm nhiều hơn sự kính sợ. Hạ An hiểu rõ tính cách Hạ Thiên Thành, chỉ nhìn thấy khóe mép bố khẽ động là biết rằng bố đang nghĩ cái gì nên liền khuyên. Bố cứ mặc kệ đi, anh làm việc khác biết có chừng mực. Bố không thấy hai vị quan lớn kia đều không nói câu gì sao, đều để anh con đứng ra làm chủ. Cái người kia, người đang đập xe của mình ấy chưa chắc đã phải chịu thiệt đâu. Hạ Thiên Thành không hiểu, tự đập nát xe của mình còn gì mà chưa thiệt thòi nữa. Nhưng ông không nói được Hạ An nên chỉ còn cách lắc đầu. Cao Hải và Tôn Định Quốc lẫn Hạ Thiên Thành chào hỏi nhau. Tề Đông Lai cũng nhiệt tình chào hỏi, mời mọi người đi lên tầng. Cao Hải như đang vô tình, nói. Cục trưởng Tôn, gần đây thành phố muốn mở cuộc kiểm tra nghiêm ngặt đối với các khách sạn, nhà hàng, cục thành phố có phải đã bắt đầu bố trí công tác rồi không? Tôn Định Quốc nhìn Cao Hải không nói, rồi lại nhìn sang Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng nhìn lưng Tề Đông Lai, thấy ông ta đứng lại một chốc hiểu rằng ông ta đã nghe thấy lời nói đó liền nói. Thời gian cục thành phố triển khai công tác, có lẽ đó là cơ mật. Tôn Đình Quốc thấy Hạ Tưởng có ý nể tình Tề Đông Lai, trong lòng hơi buồn vì Hạ Tưởng hơi mềm lòng, không cần phải đánh một gậy rồi ban cho cây củ cải, thôi thì Hạ Tưởng đã nói ra, ông trả lời. Sau ngày quốc khánh, khi đi làm trở lại thì sẽ trình lên chương trình. Lời vừa nói xong, Tề Đông Lai liền biến mất tại góc quẹo. Ông ta nghe trong lời đối đáp đó hiểu rằng Hạ Tưởng đã nể tình cho mình, một ơn huệ lớn. Trong thành phố này ông ta có 7, 8 cái khách sạn, mỗi lần công an đi thanh tra là lại tìm ra được vài lỗi, nếu không bị phạt tiền thì bị tạm ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Mối quan hệ giữa hắn và Tôn Định Quốc cũng coi tạm được, nhưng cũng chưa đến nỗi thân để mỗi lần có đợt thanh tra sẽ được ông ta tiết lộ tin tức, nhiều lắm chỉ là thi thoảng tiết lộ ra vài câu ngụ ý. Hôm nay chỉ một câu nói của Hạ Tưởng thôi có thể khiến mấy cái khách sạn nhà hắn bớt được những tổn thất lên đến hơn triệu tệ còn chưa hết. Khách sạn nhà ai mà chẳng có khuất tất, nếu được chuẩn bị từ trước thì có thể ứng phó với các đợt thanh tra, làm giảm tỷ lệ tổn thất xuống mức thấp nhất. Chương 307, Tống Nhất Phàm kiều diễm như hoa. Tề Đông Lai vừa âm thầm cảm kích, vừa kinh ngạc trước cách hành xử của Hạ Tưởng, thật tuyệt, có chừng mực, có mắt nhìn, lại không bức ép người. Là một người có thể tin cậy được. Vì thế ông ta tiếp đón mấy người Hạ Thiên Thành càng ân cần, chu đáo hơn. Tôn Định Quốc bố trí xong cảnh sát, phân công bảo vệ tử tế xong cũng không đi lên tầng, mà chờ đợi ngay tại đại sảnh tầng 1. Không lâu sau, Tào Vĩnh Quốc một đoàn 5 người lái xe tới. Hôm nay Tào Thù Lê mặc một bộ váy dài màu đỏ, có đính ren hoa quanh viền, thắt dây eo bằng dải màu đen. Đỏ và đen kết hợp càng tôn lên vẻ đẹp kiêu kỳ của cô hơn cả những bông hoa đang khoe sắc. Khuôn mặt như hoa như ngọc trắng mịn làm đắm say lòng người, đôi mắt như nước, xa xa hướng về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nở nụ cười hướng về phía Tào Thù Lê, không nói câu gì, tất cả đều không thể diễn tả lên bằng lời. Tào Thù Lê không biết là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên mặt đỏ lên, xấu hổ quay đầu về hướng khác. Hạ Tưởng liền cười ha ha, nhìn Lam Miệt đang ngồi bên cạnh Tào Thù Lê. Trang điểm, ăn mặc lộng lẫy kiểu diễm hơn so với ngày thường nhiều lần, lại mang chút e thẹn. Lam Miệt lè lưỡi với Hạ Tưởng, bĩu môi, sau đó lại hùng dũng khoát tay Tào Thù Lê ra vẻ đắc ý, không biết là muốn khoe khoang cái gì. Hạ Tưởng đi về phía trước, cung kính gọi. Bác Tào, cô Vương. Sau đó mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ đầu Tào Thù Lê thì bị Vương Vu Phân đánh cho một cái. Đừng có động tay, động chân trước khi đính hôn đó. Đều là con gái của nhà Tào, phải nghe theo gia quy họ nhà Tào. Khi nào cậu cưới con gái tôi vào nhà thì mới là con dâu nhà họ Hạ. Hạ Tưởng sượng sùng, tay gạt gạt cái mũi cười. Tào Thù Lê không bằng lòng nhìn Vương Vu Phân, nói. Mẹ ơi, mẹ đánh anh ấy làm gì? Anh ấy vuốt đầu con là thể hiện tình cảm, chứng minh anh ấy rất vừa ý con trang điểm như hôm nay. Mẹ xem mẹ kìa, vô duyên vô cớ xen vào. Vương Vu Phân tức khắc giận không nói lên lời, dở cười dở khóc. Cô con gái này coi như tôi nuôi không rồi, chưa đi lấy chồng đã nghiêng hết về phía người ta, thế là thế nào chứ? Tào Vĩnh Quốc cười ha hả, khiến cho Tôn Định Quốc và Cao Hải cùng bật cười theo. Tôn An cũng chen vào, ánh mắt thèm thuồng, nói. Xinh đẹp chim sa cá lặn thế này, Thù Lê, em đừng lấy tên Hạ Tưởng này, lấy anh tốt hơn không? Qua một bên đi. Muốn ăn đòn phải không hả? Tào Thù Lê không thèm để ý mọi người đang có mặt, lấy chân đá đá. Vương Vu Phân liền vội giữ chặt con gái, mắng nhẹ. Con gái lớn như vậy rồi vẫn còn nghịch ngợm, không ra thể thống gì cả. Tào Thù Lê nhìn như có mối thù không giải được chừng mắt liếc Tôn An, khiến hắn sợ rụt cổ, đầu lắc lắc, nói. Được rồi, cứ coi như tôi có phúc cưới được cô về, nhưng cũng không có phúc để hầu hạ cô. Sao tôi lại sợ cô thế nhỉ? Trong lúc nói, con mắt đảo qua, bất giác bắt gặp Lam Miệt bên cạnh, ánh mắt sáng lên. Chưa kịp thỉnh giáo, người đẹp này là ai vậy nhỉ? Anh là ai chứ? Bớt giở trò làm quen đi. Lam Miệt hất mặt đáp trả, không thèm để mắt tới Tôn An toàn thân mặc bộ trang phục cảnh sát. Tào Vĩnh Quốc, Tôn Ninh Quốc và Cao Hải đều bị sự đối đáp linh hoạt của mấy người trẻ tuổi này làm cho bật cười không dứt, dường như trẻ ra không ít. Tào Quốc Vĩnh và Vương Vu Phân đi lên tầng, Cao Hải cố ý ở lại cùng Hạ Tưởng và Tào Thù Lê. Tôn An vốn được Tôn Định Quốc giao cho nhiệm vụ, nhưng gặp Lam Miệt xong, hắn trở nên lười,
cứ dính chặt bên cạnh Lam Miệt hỏi không ngừng. Tào Thù Lê ôm chặt lấy cánh tay Hạ Tưởng không rời, nhỏ nhẹ nói. Anh đoán xem Lam Miệt sẽ thích Tôn An không? Không đâu. Hạ Tưởng khẳng định. Vì sao cơ? Tào Thù Lê hiếu kỳ nhìn Hạ Tưởng, ngập tràn hạnh phúc. Vì Tôn An bám dai quá, nên Lam Miệt sẽ thấy anh ta không thoải mái. Ha ha! Tào Thù Lê cười tươi. Anh còn hiểu Lam Miệt hơn cả em. Không phải, mà là anh hiểu Tôn An hơn em. Cao Hải hơi ngượng ngùng khi phải xen vào giữa Hạ Tưởng và Tào Thù Lê, nhưng do không thể bỏ lỡ cơ hội tốt được, nên sau khi chần chừ một lúc mới nói. Tiểu Hạ, cậu và Tào Thù Lê có được ngày hôm nay, trong lòng tôi mừng cho hai người. Có thể nói rằng, tôi cũng coi như là một nửa bà mối của hai người. Tào Thù Lê có ấn tượng tốt với Cao Hải, nhất là người tác hợp, thiết kế hai dự án giúp cho cô và Hạ Tưởng ngày càng gần gũi hơn lại chính là Cao Hải, cô cười khanh khách, nói. Đúng vậy, cháu luôn nghĩ phải đặc biệt cảm ơn chú Cao, khi chúng cháu làm đám cưới, nhất định sẽ mời chú làm người chứng hôn cho chúng cháu. Hạ Tưởng thấy hôm nay Cao Hải hơi quá nhiệt tình và biểu lộ rõ ràng ý thân thiện, trong lòng cũng đoán ra 7-8 phần liền nói. Nháy mắt, chú Cao đã từ phó trưởng ban thư ký lên trưởng ban thư ký, cũng hơn 2 năm rồi, về cơ bản coi như đã vững chắc rồi. Cao Hải thầm có lời khen, Hạ Tưởng đúng là nói một hiểu 10, liền hơi hơi cảm thán. Đúng đó, Đinh Sơn có lẽ sắp lên chức mới rồi, cậu bây giờ cũng là cấp cục phó, chỉ có chú Cao vẫn chẳng tiến bộ gì cả. Nói ra thật là xấu hổ. Tào Thù Lê cũng là người con gái thông minh, sắc sảo liền tiếp lời. Với tài năng, thành tích của chú Cao, bước tiếp theo chắc chắn có thể lên cao hơn nữa. Bố cháu cũng nói rằng, năng lực của chú Cao hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc khó khăn hơn nhiều. Cao Hải nhất thời vui quá, hơi kích động hỏi. Phó thị trưởng Tào có thật nói như vậy không? Đương nhiên rồi, có một lần vô tình bố cháu nói qua, đúng lúc cháu nghe thấy. Nếu là người khác thì cháu không nhớ tên đâu, nhưng vì là chú Cao nên cháu nhớ rất rõ. Đôi mắt Tào Thù Lê sang người, thần sắc nói chuyện vừa ngây thơ, hồn nhiên, vừa xinh đẹp làm cho người khác rung động. Phó thị trưởng Tào quá khen rồi, chú thấy mình còn nhiều chỗ không được tốt, cần nâng cao hơn. Cao Hải như đang nói chuyện với Tào Vĩnh Quốc, thái độ trịnh trọng, sau đó cảm thấy không phải lắm nên ngượng nghịu. Tiểu Hạ hiểu chú Cao, phải không? Hạ Tưởng cũng biết Cao Hải có được ngày hôm nay không dễ dàng gì. Ông ta không có hậu đài vững chắc, toàn là tự lực từng bước vươn lên đến vị trí bây giờ, khó khăn hơn người khác, và cách đối nhân xử thế cũng chấp nhận được, từ trước đến giờ cũng giúp mình không ít nên Hạ Tưởng gật đầu, nói. Trong lòng cháu hiểu mà, chú Cao, nên nói cái gì cháu nhất định sẽ nói, nhưng cháu chỉ dám đảm bảo có mấy vấn đề này thôi, những cái khác còn phải xem cơ vận. Cao Hải vỗ vỗ vai Hạ Tưởng. Gật đầu thật mạnh, không nói gì. Cái Hạ Tưởng cố gắng, và có thể làm chỉ có vậy mà thôi, nếu mà không có tác dụng gì thì chỉ có thể chứng minh do ông làm người thất bại. May là có Hạ Tưởng nể tình nói đỡ cho ông ta vài câu, không thì chẳng có ai giúp ông ta nổi gió đẩy thuyền ra khơi nói tốt cho vài câu, nếu không thì ông ta càng khó khăn hơn. Trong lúc nói chuyện, Lý Đinh Sơn đến. Lý Đinh Sơn tự lái xe tới, toàn thân mặc một bộ trang phục nhẹ nhàng lại nghiêm chỉnh. Nhìn thoáng qua vẫn mang được khí khái của người tri thức. Hạ Tưởng cười tươi, ra trước nghênh đón. Bí thư Lý hôm nay tinh thần sáng láng, quả nhiên là người gặp chuyện hỉ tinh thần sảng khoái có khác. Nói nhầm rồi phải không? Có chuyện mừng phải là cậu mới đúng. Nét mặt Lý Đinh Sơn cảm than nhìn Hạ Tưởng. Cảm giác cậu vẫn là Hạ Tưởng trung thực của 2 năm về trước. Ít nói, tốt nghiệp cũng chưa lâu, trong mắt tôi cậu vẫn mang một nửa là cậu bé, vậy mà mới nháy mắt. Không những đã là phó chủ tịch huyện, giờ còn đính hôn nữa chứ, đúng là thời gian như thoi đưa, khiến cho con người ta phải ngỡ ngàng. Cao Hải cười. Đinh Sơn, nhắc mới thấy ông còn trẻ hơn so với 2 năm trước về trước đó. Có thể thấy cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều, cái này có quan hệ mật thiết với tâm trạng lắm. Lý Đinh Sơn gật gật đầu cười, chuyện hắn và Sử Khiết tái hôn Cao Hải cũng được biết. Hạ Tưởng nhìn vào xe của Lý Đinh Sơn, hỏi. Tiểu Cổ đâu? Lý Đinh Sơn lắc đầu, nói. Cậu ta không muốn đến. Thật ra tôi biết cậu ta là không muốn đến, không dám đến. Hiện tại quan hệ với Tiểu Cổ càng ngày càng xa cách rồi, Hạ Tưởng cũng đành bất đắc dĩ. Ngày trước, khi vẫn còn làm ở công ty, mọi người không cảm thấy khác biệt mấy. Bây giờ Hạ Tưởng lên làm phó chủ tịch huyện,
còn hắn vẫn là lái xe cho Lý Đinh Sơn. Cho dù sau này chức vị của Lý Đinh Sơn có cao hơn đi chăng nữa thì hắn vẫn chỉ là lái xe mà thôi. Hạ Tưởng không nói thêm gì nữa, đưa Lý Đinh Sơn lên tầng. Lý Đinh Sơn và Cao Hải đứng nói chuyện một lúc, sau đó đi lên tầng. Cao Hải vẫn đứng lại cùng với Hạ Tưởng, được Đường Đường là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố đích thân đứng cùng, coi như là đủ tăng thêm thể diện cho Hạ Tưởng. Tại bãi đỗ xe và nơi lân cận, ngoài mấy anh cảnh sát đang duy trì trật tự ra còn có mấy người mà Lý Hồng Giang đưa đến lẫn vào giữa. Lý Hồng Giang và một số cảnh sát có quen biết nhau. Hắn cũng rất biết cách làm quen, mời họ không biết bao nhiêu thuốc ngon, còn nói chuyện với bọn họ, khiến cho nhiều viên cảnh sát có cảm tình với hắn. Hạ Tưởng nhìn về phía Lý Hồng Giang gật gật đầu, ý nói muốn cảm ơn. Lý Hồng Giang làm một tư thế, hỏa, làm Hạ Tưởng nhớ tới lần chọc ghẹo Phạm Tranh không khỏi bật cười. Dù gì Lý Hồng Giang hiện là phó tổng công ty xây dựng số 2, nhưng vẫn còn ham chơi, tình nguyện lẫn trong đám đông giữ trật tự, quả thật là rất tốt đối với mình. Điều khiến Hạ Tưởng không ngờ đến, người tiếp theo xuất hiện ngay trước mắt lại chính là Tống Nhất Phàm. Tống Nhất Phàm tự đánh xe tới, khi cô bước xuống xe, tất cả mọi người đều ngây người. Không chỉ bởi vẻ đẹp của Tống Nhất Phàm, mà cách ăn mặc của cô không những mang chút rực rỡ, ngây thơ của thiếu nữ, mà còn mang vẻ hấp dẫn, quyến rũ của người sắp trưởng thành. Còn ít tuổi mà cơ thể cao ráo, eo thon, cổ dài. Trên người mặc bộ váy liền màu trắng, tay cầm bó hoa đỏ, giống như một tiên nữ giáng trần, vô cùng diễm lệ, tuyệt vời. Có thể là do được tập luyện vũ đạo, khi Tống Nhất Phàm bước đi, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn về phía trước, chân bước thẳng, toát ra vẻ cao quý mà quyến rũ. Cũng có thể do tuổi của cô còn trẻ, vẻ mặt ngây thơ còn chưa thoát hết, mang đến cho người ta cảm giác như tiên nữ kiêu kỳ bất khả xâm phạm, trong sáng, thuần khiết như băng, như ngọc. Chúc mừng anh Hạ, cuối cùng cũng rước được người đẹp về dinh rồi nhé. Tống Nhất Phàm tươi cười, eo người hơi gập xuống hành lễ, tư thế thanh lịch, thái độ nền nã. Hạ Tưởng cảm than, Tống Nhất Phàm trước nhô sau cong, chiếc váy dài càng làm nổi lên dáng điệu thướt tha của cô. Đứng trước Hạ Tưởng và Tào Thù Lê cũng không thấp hơn Lê bao nhiêu, nghiễm nhiên đã trở thành cô gái thiếu nữ rồi. Tống Nhất Phàm giống như bông hoa đang hé nở, hoặc như đang chờ đợi một bàn tay ma thuật nào đó chạm khẽ thì sẽ bung nở đón gió, lộng lẫy khoe sắc. Tào Thù Lê chưa gặp qua Tống Nhất Phàm, mới nhìn thấy cô thì đã rất thích, liền kéo lấy tay cô bé. Em gái, em thật là xinh, đẹp như tiên nữ dáng trần luôn. Tào Thù Lê nhìn khắp Tống Nhất Phàm từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ rõ vẻ yêu thích. Tống Nhất Phàm nở nụ cười, chiếc mũi bé xinh khẽ cong lên. Chị mới là đẹp như tiên dáng trần, anh Hạ là có lời nhất đó, có cô bạn gái xinh đẹp như vậy, thảo nào mà không thèm để ý đến em. Hạ Tưởng thật thà cười. Nhất Phàm, sao em lại tới? Em sao lại không thể tới? Tống Nhất Phàm, hứ, một tiếng. Đồ yêu tinh nói dối. Anh đính hôn việc lớn như thế này lại không thông báo cho em một tiếng, rõ ràng là không coi em ra gì. Nói cho anh biết, em không cần nữa, mấy năm nữa thôi em cũng là người lớn. Đợi em lớn rồi, anh mà không thèm để ý tới nữa em sẽ cho anh biết tay. Tào Thù Lê cười mà như không cười. Nhìn sang Hạ Tưởng, im lặng đợi hắn giải thích. Lam Miệt không khách sáo nữa. Rời, Hạ Tưởng, anh lại đi lừa đâu được cô bé xinh như thế này. Anh quá đáng rồi nhé, Thù Lê còn chưa bước chân vào nhà, em gái hở đã có rồi này. Hạ Tưởng cũng không giận, ra vẻ thản nhiên khoác vai Tống Nhất Phàm, nói. Tống Nhất Phàm giống như em gái ruột của anh vậy, các em không ai được ức hiếp cô bé nhé. Tống Nhất Phàm thừa cơ ôm lấy Hạ Tưởng. Thơm nhẹ lên mặt hắn như đang lướt trên mặt nước, sau đó vừa cười hi hi vừa chạy đi. Chúc anh chị hạnh phúc mỹ mãn cả một đời. Cô chạy đến một chỗ nơi xa, đưa cánh bé nhỏ, trắng như bạch ngọc vẽ hình một trái tim giữa khoảng không, sau đó lại mở to miệng nói cái gì đó, chỉ nhìn thấy khuôn miệng đang động đậy, nhưng lại không nghe thấy tiếng. Không biết Tào Thù Lê có nhìn ra không, còn Hạ Tưởng thì hiểu rõ ràng Tống Nhất Phàm muốn nói cái gì. Đợi em lớn. Nháy mắt, Tống Nhất Phàm đã chạy đi mất hút, cô bé đến vội vàng, đi cũng nhanh chóng, cũng không chào hỏi với Cao Hải ở bên cạnh. Tào Thù Lê kéo tay Hạ Tưởng, lấy móng tay gạch gạch lên lòng bàn tay Hạ Tưởng vài đường. Vẽ xong vài gạch, Hạ Tưởng đã hiểu cô đang viết chữ gì, và viết ra đúng những từ mà Tống Nhất Phàm vừa nhấp nháy môi. Hắn ngượng nghịu, xấu hổ,
hắn bất lực nghĩ, không biết là mình hạnh phúc hay bất hạnh, sao lại toàn gặp phải các cô ai ai cũng thông minh tuyệt đỉnh, khiến hắn có nỗi khổ mà nói không nói được nên chỉ còn cách cười trừ với Tào Thù Lê, nhỏ nhẹ nói. Cô bé là con gái của trưởng ban Tống, từ nhỏ không có anh trai, nên luôn coi anh như anh trai thôi. Tào Thù Lê chớp chớp mắt, gật đầu nói. Em tin, em cũng nhận ra cô bé thật sự coi anh là anh trai của mình. Hạ Tưởng thở phào ra một hơi dài, đang định gật đầu đồng ý thì Tào Thù Lê ghé sát người lại, nói nhỏ bên tai hắn. Nhưng mà, lúc mới bắt đầu, em cũng coi anh như anh trai vậy đó. Hạ Tưởng suýt chút nữa mồ hôi khắp đầu, câu nói này mang tính sát thương lớn quá, hắn không biết nên phải trả lời lại như thế nào, cũng may là Thẩm Lập Xuân ở gần đó, trong lúc hắn khó xử nhất thì xuất hiện kịp thời, giúp hắn giải vây. Thẩm Lập Xuân không đến một mình, hắn đưa cả vợ đi cùng. Hạ Tưởng quen biết Thẩm Lập Xuân cũng khá lâu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt vợ hắn ta. Là một người đẹp rất tri thức, lần đầu gặp mặt có thể không có cảm giác đẹp thu hút ngay, nhưng lại cho người ta cảm giác rất dễ chịu, dễ gần. Để ý hơn thì sẽ phát hiện vẻ đẹp thông minh luôn toát ra từ khuôn mặt cô ấy, khiến cho người khác khó lòng cưỡng lại, giống như làn nước mùa thu, làm người ta không tự chủ được mà bị đắm chìm vào trong đó. Thẩm Lập Xuân bắt tay Hạ Tưởng, chúc mừng mấy câu rồi bắt tay Tào Thù Lê, đùa vài ba câu, sau đó hắn giới thiệu vợ mình tới hai người. Đây là bà xã mình, Quan Minh Minh. Hạ Tưởng bắt tay Quan Minh Minh, cười nói. Em và Lập Xuân quen biết đã lâu, nhưng đây mới là gặp chị lần đầu tiên, khi chưa gặp chị thì em thấy Lập Xuân là một người bạn rất tốt, giờ mới phát hiện hóa ra anh ta ích kỷ ghê. Quan Minh Minh cười, nụ cười đoan trang hiền thục, biết là Hạ Tưởng đang đùa nên cũng đùa lại. Phó chủ tịch huyện Hạ trẻ hơn trong trí tưởng tượng của tôi, cũng khá đẹp trai. Người đẹp trai có rất nhiều, nhưng người thật sự có bản lĩnh lại không nhiều, người có bản lĩnh cũng không ít, có điều trong số đó lại chẳng có mấy ai đẹp trai cả. Người có bản lĩnh lẫn đẹp trai cũng có đó, nhưng đồng thời có cả tính hài hước thì hầu như không có. Phó chủ tịch huyện Hạ không những trẻ, đẹp trai, năng lực xuất chúng lại hài hước, vui tính thế kia, tôi nghĩ sự tồn tại của anh là ác mộng của đàn ông trên toàn thế giới. Đương nhiên cũng là bất hạnh của các chị em. Được, Quan Minh Minh nói chuyện còn sắc sảo hơn cả Thẩm Lập Xuân, không những khéo léo, miệng lưỡi dẻo như kẹo, ba hoa thiên địa khen hắn, khiến cho người ta cảm thấy như mình đang đắm chìm trong gió xuân. Hạ Tưởng liếc sang Thẩm Lập Xuân, mỉm cười nói. Tôi nói anh ích kỷ, anh đừng có giận vội, chị dâu xinh đẹp, nho nhã thế này toàn bị anh giấu đi, đến tôi còn không cho gặp. Anh nói xem có phải lòng anh quá đen tối không? Hôm nay gặp được chị nhà, tôi mới biết được trên thế gian này còn có người phụ nữ nho nhã đến như vậy. Hình như Thẩm Lập Xuân hơi sợ vợ, cười hi hi nhìn sang bà xã, không nói gì. Tào Thù Lê vẻ mặt ngưỡng mộ, nói. Chị nhà cử chỉ nho nhã, cực tinh tế, khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Không biết khi nào em mới có được một nửa khí chất như của chị là tốt rồi. Quan Minh Minh cười rất vui. Hai người ở bên nhau đúng là một đôi nam tài nữ sắc, xứng đôi vừa lứa. Chỉ có chút quà mọn gửi tặng hai bạn, chúc hai bạn bạc đầu răng long. Quan Minh Minh quay người, nhẹ nhàng vỗ nhẹ hai bàn tay hai cái. Mấy chiếc xe như được chuẩn bị sẵn, nối đuôi nhau xếp thành một hàng thẳng dừng lại giữa bãi đỗ xe, trên xe bước xuống một đám người, trên tay mỗi người đều ôm một bó hoa tươi như đã được tập luyện từ trước. Một trái một phải, nhanh chóng đặt hoa lên nền đất. Xếp thành hình một trái tim lớn. Tổng cộng tất cả là 1001 bông hồng đại diện em Tào trong ngàn người chọn một đã chọn được một nhân tài. Em Hạ phải biết trân trọng hạnh phúc trong tay mình đấy. Thẩm Lập Xuân nắm bàn tay lại, biểu diễn động tác tư thế chúc mừng. Hạ Tưởng biểu lộ lòng cảm kích, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn là Quan Minh Minh đã nghĩ ra cách này. Với tính cách của Thẩm Lập Xuân, hắn nhất định sẽ không nghĩ ra cách tặng lễ vật sáng tạo như thế này. Thẩm Lập Xuân vừa đi lên tầng, thì Tôn Hiện Vĩ vừa đến. Tôn Hiện Vĩ ồn ào vài câu, nhìn thấy Cao Hải đứng bên cạnh Hạ Tưởng đón khách cùng, trong lòng thất kinh. Thể diện của Hạ Tưởng cũng lớn khiếp, trong bộ phận ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban thư ký cũng được coi là nhân vật có hạng, giờ tự nguyện làm nhân vật phụ phối hợp với Hạ Tưởng đứng tại cửa đón khách mời. Cái tên Hạ Tưởng này cũng ghê gớm ra trò, khiến người ta không mò được ra thực lực thật sự của hắn. Tôn Hiện Vĩ cũng quen biết Cao Hải, nói cười với ông ta vài câu rồi cũng đi lên tầng. Một ô tô mang biển số huyện An,
một xe mang biển số đài truyền hình tỉnh như cùng một lúc lái vào bãi đỗ xe, Lâm Hiểu Mai và Thu Ái Như cùng nhau đến cùng trong một lúc. Trước sự xuất hiện của Lâm Hiểu Mai, Hạ Tưởng không lấy làm ngạc nhiên, là việc đã thỏa thuận từ trước, cũng nằm trong dự liệu rồi. Còn Thu Ái lại hình như toàn không mời mà đến, cũng không biết vì sao cô ta cực quan tâm đến việc của Hạ Tưởng, đều dò la ra nhất cử nhất động của Hạ Tưởng, cũng thường thích làm khách không mời. Mai Hiểu Lâm không thân không gần gật đầu chào Thu Ái, bước đến trước mặt Hạ Tưởng, nhìn Tào Thù Lê vài cái, cười mờ ám. Quả nhiên là người đẹp, Phó Chủ tịch huyện Hạ, anh là có phúc lắm đấy, bản lĩnh cũng không nhỏ đâu. Hạ Tưởng lo sợ cô ta nói ra điều không qua suy nghĩ, vội nói. Phó Bí Thư Mai đến tham gia buổi tiệc đính hôn của tôi, làm cho tôi vô cùng cảm động, cảm ơn Phó Bí Thư Mai đã bớt thời giờ quý báu đến ghé dự. Được rồi đó. Không cần phải phòng tránh, tôi cũng không phải người xấu, anh căng thẳng cái gì chứ? Mai Hiểu Lâm thấy Hạ Tưởng căng thẳng như vậy, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, lại nói với Tào Thù Lê. Chỉ nhìn thôi đã thấy cô là cô gái tốt, hơn cả Tiểu Hạ. Đương nhiên, Tiểu Hạ cũng không tầm thường, có điều cậu ấy hơi ưu tú một chút, cô phải trông coi cho cẩn thận đó. Nói xong, cố tình trong vô tình liếc sang nhìn Thu Ái một cái. Chương 308, thi đua khoe sắc. Hạ Tưởng đau đầu, Mai Hiểu Lâm không phải đang cố ý ám chỉ Thu Ái và mình có khúc mắc mờ ám sao? Cô ta cũng đủ ghê gớm quá. Thu Ái không phản ứng gì, rất thản nhiên phóng khoáng bắt tay Hạ Tưởng, rồi quay sang bắt tay Tào Thù Lê. Nếu như nói rằng ngay lúc đầu Thu Ái muốn mượn Hạ Tưởng để leo cao, nhưng sau khi trải qua một loạt sự việc, cô cũng tự biết Hạ Tưởng chắc chắn sẽ không để ý đến mình. Tin Hạ Tưởng và Tào Thù Lê đính hôn là cô ta nghe được từ miệng của Khúc Nhã Hân. Cũng do dự lắm có nên đến hay không. Đến để thể hiện thiện ý, nhưng lại sợ Hạ Tưởng không thèm để ý đến mình. Sau khi cân nhắc một hồi, cô ta vẫn quyết định đến dự chúc mừng Hạ Tưởng, không ai nỡ ra tay đánh người cười với mình. Dù Hạ Tưởng có ghét mình bao nhiêu cũng không đến nỗi ngày vui lại lạnh mặt đáp chào. Giây phút cô ta nhìn thấy Tào Thù Lê, cô mới hiểu rằng, đừng nói Tào Thù Lê là thiên kim của phó thị trưởng, cho dù có là con gái gia đình thường dân. Chỉ cần dựa vào diện mạo, sắc đẹp của cô ấy, Hạ Tưởng có được người đẹp như vậy ôm vào lòng nên mới không thèm để mắt tới cô ta. So mình với Tào Thù Lê, Thu Ái tự hiểu rằng vẻ đẹp của mình chỉ là một bông hoa đã quá thời, chỉ có thể dựa vào mỹ phẩm làm đẹp đắt tiền mới có thể làm giảm bớt sự tàn úa của thời gian. Nếu nói vẻ đẹp của Tào Thù Lê giống như một bông hoa trưởng thành tự nhiên, thì cô ta lại như một bông nhìn thì đẹp mỹ miều nhưng lại không có sức sống, một bông hoa giả. Trong lòng Thu Ái bỗng cuộn lên sự đau đớn, xót xa. Người với người mà đem so sánh với nhau quả đúng là chết người vì tức. Tào Thù Lê có xuất thân tốt, vẻ ngoài xinh đẹp, đứng bên Hạ Tưởng, trông hai người thật xứng đôi vừa lứa, đứng trước mặt hai người, tuy mang danh tiếng là nữ MC nổi tiếng cũng không khỏi chua xót, mặc cảm. Mai Hiểu Lâm khoát tay. Được rồi, không làm ảnh hưởng hai người nữa, tôi đi lên tầng đây. Thu Ái thấy thế liền vội chào hỏi Hạ Tưởng. Phó Chủ tịch Hạ, chúc cho anh gặp nhiều điều tốt lành, chúc mừng anh. Rồi vội vã đuổi theo Mai Hiểu Lâm. Phó Bí Thư Mai, đợi em một chút. Tào Thù Lê nhìn vẻ mặt, cử chỉ của hai người khác lạ, khó hiểu, vẻ mặt đầy nghi vấn quay sang nhìn Hạ Tưởng. Người đẹp đầu tiên là nữ Phó Bí Thư, người đẹp thứ hai là nữ MC, em thấy anh đúng là duyên tình đỏ ghê, quen biết với toàn người đẹp. Cao Hải đứng bên cạnh cười mỉm, không nói tiếng nào. Giữa những người trẻ tuổi, những vấn đề như vậy không bao giờ thiếu, đến độ tuổi của ông ta bây giờ, tinh thần đa số chỉ tập trung vào công việc mà thôi. Lam Miệt mở to mắt, không biết là đang nghĩ cái gì, ánh mắt cứ dán chặt vào Hạ Tưởng, liếc qua liếc lại. Anh cũng vừa mới phát hiện ra, hình như người đẹp quanh đây đột nhiên nhiều hơn bình thường, đúng là chuyện lạ. Phải không bé Lê? Hạ Tưởng liền mượn lời. Rồi cố ý lập lờ, ra vẻ thần bí. Có điều so với bé Lê của anh thì họ vẫn thiếu cái gì đó. À, đến anh cũng biết so với em người ta thiếu cái gì, có phải anh, nếm, thử hết rồi không? Tào Thù Lê giận dỗi nói. Hạ Tưởng đã lâu không nhức đầu rồi, hôm nay lại không thể không bị nhức đầu. Bé Lê, đừng làm nhọ sự trong sáng của anh là người ngay thẳng, làm việc gì cũng minh bạch, em đừng đoán mò, nghĩ ngợi linh tinh mà. Tào Thù Lê vui vẻ cười. Đùa anh thôi, nhìn cái vẻ mặt chột dạ của anh kìa. Nào, mau mau lau mồ hôi đi,
đừng để người khác nhìn thấy bây giờ. Lại bị lừa rồi, Hạ Tưởng thở dài, đưa tay lên trán định lau mồ hôi, nhưng giờ mới biết trên trán trơn bóng, không có mồ hôi, lại thấy Tào Thủ Lê tươi cười tinh nghịch mới biết là mình đang bị cô trêu đùa. Đành vậy, không thèm chấp cô ấy, hắn đành lắc lắc cái đầu, cười trừ. Sau đó lại xuất hiện một số cán bộ lớn nhỏ của huyện An, gồm phó chủ tịch thường trực huyện Thịnh Đại, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật nghệ Chính Phương, bí thư đảng ủy công an Bình Cát, còn có trưởng ban tổ chức cán bộ Vinh Chi, lại thêm Lý Đinh Sơn và Mai Hiểu Lâm, ủy viên thường vụ huyện An gần như đến hơn một nửa. Đón từng người một rồi mời lên tầng, Hạ Tưởng lại đón thêm đám khách mà mình không quen biết, đa số là có quan hệ với Tào Quốc Vinh. Có người quen, có bằng hữu, cũng có cả cấp dưới, đồng nghiệp trong Ủy ban Nhân dân thành phố Yến, người quen của Tào Thù Lê, có người quen mà Cao Hải biết đã giúp Hạ Tưởng giả vây không ít lần. Đến 11 giờ, Phương Cách và Phương Tiến Giang xuất hiện. Bố con cùng đến dự, lại không để lái xe lái, rõ ràng quan hệ giữa hai người rất tốt. Mí mắt Cao Hải nháy nháy vài cái, vừa nhìn thấy Phương Tiến Giang ánh mắt liền trở nên sôi nổi. Người trong quan trường, không ai không kính nể trưởng ban tổ chức cán bộ cả, không ai không khát khao ban tổ chức cán bộ đến tìm mình nói chuyện. Trong lòng Cao Hải tự rõ, ông ta có thuận lợi ngồi vào ghế phó thị trưởng hay không, chỉ cần lời nói của Phương Tiến Giang đã gây được tác động rất lớn. Ban đầu ông ta cho rằng Phương Tiến Giang sẽ không đích thân đến dự, có Phương Cách đến đã là rất nể mặt rồi, ai ngờ, cả hai bố con cùng nhau xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy rằng Phương Tiến Giang rất coi trọng Hạ Tưởng, cũng có thể ước lượng được sự nặng nhẹ của Hạ Tưởng trong lòng Phương Tiến Giang. Cao Hải cũng biết, Tào Vĩnh Quốc không qua lại nhiều với Phương Tiến Giang. Nếu như chỉ là vì nể mặt Tào Vĩnh Quốc, Phương Tiến Giang chắc chắn sẽ không đích thân tới dự. Phương Cách cười hì hì nhìn Tào Thù Lê một chốc, ánh mắt hơi quá nồng nhiệt, khiến cho Tào Thù Lê ngại ngùng, cúi thấp đầu. Hạ Tưởng đánh nhẹ một đấm vào người Phương Cách. Chú ý một chút đi, thu lại ngay cái ánh mắt gian ác của cậu, không được phạm thượng nhìn bạn gái người ta như vậy, nghe thấy chưa hả? Phương Cách lắc đầu, giả vờ than thở. Có người có rừng người đẹp vây quanh, có người lại cô đơn, lẻ loi một mình. Anh Hạ, anh thương em, ban cho em một người đẹp được không? Em không cầu xin người đẹp như bạn gái anh, chỉ cần một nửa của chị thôi cũng được, đi mà. Phương Tiến Giang cười, trách. Đồ vô tích sự, không đứng đắn. Mắng là mắng vậy, nụ cười trên mặt lại hài lòng, vui mừng. Mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Phương Cách càng tốt thì trong lòng ông ta càng vui. Lúc này Hạ Tưởng mới để ý đến, vội vã đến bắt tay Phương Tiến Giang, định nói cái gì đó thì bị Phương Tiến Giang đưa tay chặn lại. Không nên nói lời khách khí, giả dối, hôm nay chú đến là với thân phận bậc trên, đừng xem chú là trưởng ban tổ chức cán bộ gì gì đó. Ngày nào cũng không cần biết đi đến đâu, bất cứ lúc nào cũng đều phải đội cái mũ quan lớn trên đầu, chú cũng mệt lắm chứ. Lời vừa nói ra, mặt Cao Hải lập tức biến sắc. Từ lúc nào mà quan hệ giữa Hạ Tưởng và Phương Tiến Giang lại thân thiết đến như vậy? Phương Tiến Giang tự xưng mình là bề trên, thực chất là tự cho mình là bậc cha chú. Cách xưng hô thế này cho dù là đặt trên mối quan hệ cá nhân, trên quan trường cũng đủ hiểu đó là nghĩa gì rồi. Với lại, nhìn Hạ Tưởng và Phương Cách thân thiết, quen thuộc tới một mức độ nhất định như vậy, Cao Hải liền nghĩ. Xem ra ông ta quá đánh giá thấp năng lượng của Hạ Tưởng rồi. Cao Hải liền chủ động tiến lên trước. Trưởng ban Phương đại giá ghé dự, thay mặt Hạ Tưởng tôi xin được cảm ơn anh. Ông ta tự xưng là thay mặt Hạ Tưởng, lại đứng bên cạnh tiếp khách cùng, chính là muốn thông báo cho Phương Tiến Giang biết quan hệ giữa hắn và Hạ Tưởng cũng không phải hạng thường. Cao Hải là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố, Phương Tiến Giang đương nhiên là biết ông ta, bắt tay thân thiết với hắn. Xem ra trưởng ban thư ký Cao và Hạ Tưởng quan hệ cũng tốt đó chứ, bạn bè của Hạ Tưởng đúng là không ít tí nào. Hạ Tưởng hiểu cơ hội đã đến, bây giờ không nói tốt hộ Cao Hải vài câu, thì phải đợi đến lúc nào mới thích hợp. Hắn liền nhanh miệng tiếp lời nói. Cháu quen chú Cao thời gian cũng không ngắn, có thể nói chú Cao là một nửa bà mối cho cháu và Tào Thù Lê. Và nữa, chú Cao là bạn học của bí thư Lý, có thể xem hai người giống như là người dẫn đường cho cháu trên chính trường. Ồ, nếu là nói như vậy, con mắt của trưởng ban thư ký Cao cũng khá đó, sớm biết đến Hạ Tưởng đã bắt đầu giúp cậu ta rồi. Phương Tiến Giang làm trong chính trường đã lâu, lẽ nào lại không nhận ra trong lời Hạ Tưởng là có ý sao, nên mượn chuyện hỏi lại. Tôi chưa đến độ có mắt nhìn,
cũng chưa đáng nói là giúp Hạ Tưởng, chỉ là quen biết Hạ Tưởng sớm hơn một chút, thì làm những gì trong khả năng của mình có thể giúp được cho cậu ta mà thôi. Chủ yếu là Hạ Tưởng đã tự mình cố gắng, lại có bản lĩnh nữa. Cao Hải vội vàng khiêm tốn trả lời. Tốt, tốt, đối với những người trẻ tuổi có tư chất, chúng ta mà gặp được thì nên giúp đỡ một tay. Phương Tiến Giang kịp thời thu gọn câu chuyện, quay đầu hỏi Phương Cách. Con có lên cùng bố không? Phương Cách lắc đầu. Con muốn ở lại cùng Hạ Tưởng, vừa lúc có được người đẹp để ngắm. Phương Tiến Giang đưa tay gõ lên đầu cậu ta một cái, không nhẹ cũng không mạnh. Con bớt làm bố mất mặt đi, ở yên đấy, biết nhìn vào, làm việc nhiều vào biết chưa? Phương Tiến Giang vừa đi, trong lòng Cao Hải gợn lên ngọn sóng. Hôm nay đúng là không mất không công đứng đón khách cùng Hạ Tưởng, trưởng ban Phương đồng ý để con trai ở lại cạnh Hạ Tưởng, hiển nhiên là coi Hạ Tưởng như người trong nhà mình, không có chút ý nào là khách khí. Hơn nữa, cho dù vừa rồi trưởng ban Phương không có nói tiếng nào, nhưng Cao Hải vẫn nhìn thấy không ít tia hy vọng. Ít nhất ấn tượng về ông ta với trưởng ban Phương coi như không tệ. Ánh mắt Phương Cách nhìn loạn xạ, muốn ngắm Tào Thù Lê nhưng lại sợ Hạ Tưởng mắng, vừa quay người thì phát hiện ra Lam Miệt. Hôm nay Lam Miệt mặc bộ đồ hơi giống với lễ phục, chiếc váy màu xanh lam sáng làm bừng sáng khuôn mặt say động lòng người, như thơ như tranh. Tuy không được đẹp thuần khiết như Tào Thù Lê, thì cũng là một cô uyên ương trắng, dáng đứng thẳng kiêu sa, đứng trước mọi người cũng là một góc phong cảnh thu hút sự chú ý. Phương Cách lập tức lấy lại tinh thần, cười hì hì bước đến phía trước. Người đẹp đây chưa được thỉnh giáo. Tôn An từ bên cạnh thoát hiện ra. Không có sáng tạo, nói y hệt tôi. Vừa rồi tôi nói như vậy đấy, kết quả là không được lòng. Không ngờ lời vừa nói xong, Lam Miệt liền cười khanh khách trả lời Phương Cách. Chào anh, em là Lam Miệt, Lam của màu trời xanh lam, Miệt là Tất Miệt, bạn học của Thù Lê. Chương 309, sự khiêu khích của Nghiêm Tiểu Thì. Phương Cách lập tức mặt mày hớn hở, liếc Tôn An một cái, ý muốn nói là người với người không thể đem ra so sánh với nhau, hắn lập tức nở nụ cười tươi rói, nói. Anh là Phương Cách, Phương của ngay ngắn, Cách trong ngôn cách, là đồng nghiệp của Phó Chủ tịch huyện Hạ. Lam Miệt cười càng tươi hơn. Một là bạn học, một là đồng nghiệp, quen nhau tại buổi lễ đính hôn, đây có phải là duyên phận không ạ? Phương Cách vui không kìm chế được. Đúng đó, là duyên phận, đều là duyên phận. Phương Cách đảo mắt một cái, liền nảy ra kế hay. Bạn Lam Miệt, anh có chút việc gấp, quên không mang theo di động rồi, có thể cho anh mượn một lát được không? Lam Miệt đưa hai tay ra. Em không mang đi, trên người không có túi không tiện cầm theo. Phương Cách biết mưu kế không thành lại nảy ra ý khác. Vậy cho anh mượn số của em thôi, cũng được. Tôn An giận đến không chịu được, khó mà tìm được mồi săn lại bị Phương Cách cướp trước. Hắn liền cầm điện thoại đưa ra, nói. Tôi mang di động đây, cho anh mượn gọi tùy thích, đừng làm phiền con gái nhà người ta, được chưa? Phương Cách trừng mắt nhìn Tôn An. Di động của anh hỏng rồi, không dùng được. Tôn An càng tức hơn, định nói thêm nữa thì Lam Miệt cười ngặt nghẽo, nói. Có phải các anh đều cảm thấy tại buổi lễ đính hôn hay lễ cưới của người khác, dễ dàng xảy ra mấy chuyện gì đó với phù dâu phải không? Phương Cách và Tôn An cùng gật đầu. Lam Miệt đột ngột thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn hai người. Đừng nằm mơ mộng đẹp nữa, nên làm gì thì đi làm cái đó đi, đừng có ảnh hưởng đến ngày vui của Hạ Tưởng và Tào Thù Lê. Phương Cách và Tôn An nhìn nhau, hai người cười khổ, thôi rồi, bị Lam Miệt lôi ra đùa giỡn rồi. Hạ Tưởng và Tào Thù Lê nhìn nhau cười, Lam Miệt cũng không phải vừa, không ra tay thì thôi, một khi ra tay rồi thì khiến người khác phải trợn cả hai mắt. Xấu hổ muốn độn thổ cho xong. Hạ Tưởng vừa ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một chiếc Audi lái vào bãi đỗ, người bước xuống chính là Nghiêm Tiểu Thì. Nghiêm Tiểu Thì mặc bộ váy dài bó sát người, dáng vóc uyển chuyển, nhìn qua đã thấy rõ. Cô bước tới, nụ cười duyên dáng như hoa, nói. Đúng là một đôi người ngọc, nam như rồng, nữ như ngọc, đứng đây không khiến cho bao người ngưỡng mộ chết đi được, đến cả tôi cũng phải đố kỵ đây. Phương Cách và Tôn An lập tức nhìn lạc cả mắt, cùng lúc bỏ lại Lam Miệt, bước tới trước Đồng Thanh hỏi. Xin hỏi quý danh của quý cô đây. Một đôi thằng hề. Tào Thù Lê lấy chân đá Tôn An đi ra chỗ khác, Hạ Tưởng đẩy Phương Cách ra một bên. Hạ Tưởng cười nói.
Mỗi lần Tổng Giám Đốc Nghiêm xuất hiện là y như rằng làm cho người khác phải sáng mắt. Trang điểm tự nhiên, không kinh doanh mỹ phẩm quả là đáng tiếc. Nghiêm Tiểu thì không ngờ Hạ Tưởng vừa mở miệng là bản kinh tụng về kinh doanh, nhất thời ngây người, ánh mắt đảo qua đảo lại rồi mới cười nói. Ý kiến của Phó Chủ tịch huyện Hạ quả không tệ, đáng để suy ngẫm lắm. Về nhà tôi nhất định sẽ nghiên cứu kỹ, có điều hôm nay là ngày vui của anh, tôi vẫn là nên chúc mừng anh và em Lê gắn kết một đời, bạc đầu vẫn không rời xa. Khi vừa nói đến câu cuối cùng, ánh mắt Nghiêm Tiểu thì lâng lâng ánh lệ nhìn thẳng vào đôi mắt Hạ Tưởng, như đang cất tiếng. Bạc đầu vẫn không rời xa, lời chúc phúc xa xôi nhưng tốt đẹp đó, chỉ tiếc là người bạc đầu cùng anh lại không phải cô ta. Ai cũng bảo con gái phía nam dịu dàng, mềm mại như nước, không ngờ Nghiêm Tiểu thì cũng nồng nhiệt như lửa cháy. Hạ Tưởng chịu không nổi hàm ý phức tạp trong cái nhìn chăm chăm của cô, vội ho một tiếng, đưa tay kéo Tào Thu Lê, nói. Nào, bé Lê, để anh giới thiệu với em, đây là Tổng Giám Đốc Bất Động Sản Lĩnh Tiên, Nghiêm Tiểu thì. Tổng Giám Đốc Nghiêm, đây là vị hôn thê của tôi, Tào Thu Lê. Tào Thu Lê sao lại không nhận ra tình ý mà Nghiêm Tiểu thì dành cho Hạ Tưởng, liền trừng mắt liếc Hạ Tưởng đầy tức tối, nhưng vẫn nở nụ cười duyên dáng nhìn vào mắt Nghiêm Tiểu thì. Em chào Tổng Giám Đốc Nghiêm, cảm ơn chị đã ghé dự. Trước kia em cũng hay nghe Hạ Tưởng nhắc đến chị, nói chị xinh đẹp, khen chị thông minh, kể chuyện một mình chị tung hoành ngang dọc khắp miền Bắc không dễ dàng gì, em luôn không tin một người con gái có thể có nghị lực và quyết tâm như vậy. Hôm nay được gặp mới biết rằng thì ra Tổng Giám Đốc Nghiêm đây cũng là người có lòng. Người có lòng, ba tiếng ấy, Tào Thù Lê cố ý gằn giọng nhấn mạnh, sau đó cũng tỏ ra không chút yếu kém nhìn lại Nghiêm Tiểu thì. Hạ Tưởng biết cô bé này đang cảm nhận rất rõ sự nguy hiểm từ Nghiêm Tiểu thì, nên đã biểu lộ ra ngoài thái độ nghênh địch mà từ trước đến giờ chưa từng biểu lộ. Tính cách Tào Thù Lê dịu dàng không giả tạo, nhưng cũng kiên quyết lắm, chuyện mà cô đã xác định, cho dù không đặt trước mặt để tranh giành thì cũng tìm đủ mọi cách để giành lại. Ngay cả đối với Liên Nhược Hạm, hay Mai Hiểu Lâm, Thu Ái, Hạ Tưởng đều chưa phát hiện ra sự cảnh giác ở cô, nhưng khi đối mặt trước Nghiêm Tiểu thì, cô biểu lộ ngay ý thức cảnh giác mà trước đây chưa từng thể hiện. Hạ Tưởng nhìn Nghiêm Tiểu thì, thấy bộ dạng nhẹ nhàng, lặng im của cô, trong lòng thầm nghĩ không biết cô ta nghĩ cái gì mà cố ý đến chọc tức Tào Thù Lê. Lẽ nào là thấy bé Lê dễ đối phó, bắt nạt? Hay là cô ta còn có dụng ý khác? Nghiêm Tiểu thì và Tào Thù Lê nhìn nhau một hồi, thua rút lui, cười nhạt. Em Tào, em xinh đẹp lắm, rất thông minh nữa, rất xứng đôi với Hạ Tưởng. Tôi thật lòng chúc cho hai người hạnh phúc. Nghiêm Tiểu thì vừa đi, mấy người đứng đó gần như toàn bộ cùng thở phào nhẹ nhõm. Hạ Tưởng là sợ cô ta lại cố ý gây chuyện, Tào Thù Lê là không muốn nói chuyện nữa với cô ta, Phương Cách và Tôn An lại bị vẻ đẹp tinh tế của cô ta bức ép đến nỗi không dám lớn tiếng hít thở, Lam Miệt thì không quen với cách trang điểm kỹ càng từng nét của Nghiêm Tiểu thì. Nói chung lại, sự xuất hiện của cô ta mang lại cho mọi người áp lực nhẹ, nặng không giống nhau với từng người. Tào Thù Lê không vui, liền ôm lấy cánh tay Hạ Tưởng, lặng lẽ véo lên tay hắn một cái, sau đó nói nhỏ. Được đó, anh càng ngày càng có thành tích rồi đó phải không? Nghiêm Tiểu thì, người thì đẹp, tên nghe cũng hay phải không? Ánh mắt cô ta nhìn anh không phải bình thường, anh nói xem, giữa anh và cô ta rốt cuộc là như thế nào? Từ lúc quen Tào Thù Lê đến nay, đây là lần đầu tiên cô bé trịnh trọng thẩm vấn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng ngại ngùng cười trừ. Em nói em là người rất thông minh mà, thế mà cũng có lúc hồ đồ. Em không thấy là cô ta đang ganh tị với chúng ta hay sao? Cô ta là cố ý chọc tức em thôi. Em biết, nhưng em không thích cô ta, không thích ánh mắt cô ta nhìn anh, như là anh là của cô ta vậy. Lần đầu tiên Tào Thù Lê đưa ra yêu cầu với Hạ Tưởng. Về sau không cho phép anh qua lại với cô ta. Không qua lại không được, trước khi chuyện của Cao Kiến Viễn chưa giải quyết dứt điểm. Nghiêm Tiểu thì chính là cầu nối quan trọng nhất, cũng chỉ còn cách thông qua cô ta mới có thể truyền lời tới Cao Kiến Viễn, mới có thể tung mồi nhử ra, tóm chặt lấy Cao Kiến Viễn. Yêu cầu của Tào Thù Lê lại không thể không chấp hành, Hạ Tưởng cười. Được, về sau anh sẽ cố gắng không qua lại với cô ta. Đợi anh từ từ cắt đứt quan hệ với Bất Động Sản Tiên Lĩnh xong đã, thì sẽ không có sự tiếp xúc nào nữa với cô ta cả. Tào Thù Lê cũng nhận ra trong câu trả lời của Hạ Tưởng không có sự dứt khoát, nhưng cô là cô gái thông minh, hiểu rằng đàn ông tuy nhường mình nhưng cũng không nên được đằng chân lên đằng đầu, thấy tạm được nên thu gọn câu chuyện. Em tin anh rồi đấy,
anh đừng nghĩ rằng em dễ tính với mình, với chị Liên nhiều lúc em đã thoáng tính lắm rồi, nhưng có những phụ nữ thì phải đề phòng một chút. Tào Thù Lê nhắc tới Liên Nhược Hạm, trong lòng Hạ Tưởng liền dịu lại, ôm cô trong lòng, nói. Sẽ không có chuyện đâu, cứ yên tâm em nhé. Lúc này Giang Thiên và Chu Hổ cùng lúc kịp đến. Giang Thiên cũng không nói nhiều câu, chào hỏi Cao Hải và Phương Cách xong rồi cùng Chu Hổ đi lên tầng. Chu Hổ không nói một tiếng nào, trước khi đi đột nhiên nói một câu. Phó Chủ tịch Huyện Hạ, chúc anh và chị nhà vợ chồng luôn kính trọng nhau, năm nào, tuổi nào cũng đẹp như ngày hôm nay. Mọi người vốn tò mò cách ăn mặc hơi cổ quái của Chu Hổ, nhưng vừa nghe câu chúc mừng nho nhã, đầy chất văn đều không hẹn mà cùng cười đáp lại. Hạ Tưởng suýt nữa tức chết đi, năm nào cũng đẹp như ngày hôm nay. Thế mà hắn cũng nghĩ ra và nói được ra khỏi miệng, tiệc đính hôn lẽ nào lại mỗi năm một lần. Có điều thấy Chu Hổ đã đi xa nên nén cục tức xuống, không thì đã định chạy theo đá cho hắn một cái. Tiếp theo sau là Khúc Nhã Hân, Ngô Cảng Đắc, Trung Nghĩa Bình vân vân. Lục tục đến, sau khi chúc mừng Hạ Tưởng xong, vì có Cao Hải đứng một bên, mấy người đó khó mở miệng, liền vội vã đi lên tầng. Trung Nghĩa Bình còn có chút lưu luyến, như định muốn nói gì đó với Hạ Tưởng, miệng mở ra rồi nhưng vẫn không nói ra được. Hạ Tưởng xem thời gian, sắp 12 giờ rồi liền nói với Cao Hải. Chú Cao này, cũng ổn ổn rồi đấy, người cần đến thì cũng đã đến rồi, chúng ta lên tầng thôi. Tạm thời để Phương Cách ở lại tiếp ứng một chốc cũng được. Cao Hải cũng nghĩ như vậy, chỉ là một buổi tiệc đính hôn, không phải kết hôn. Ông ta nhầm tính. Trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Phương đến, mấy ủy viên thường vụ của huyện An cũng đến, còn có một số bạn bè giới kinh doanh cùng mấy vị đứng đầu các ban, ngành thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố khác nhau cũng tới. Ban đầu phó thị trưởng Tào cũng không cố ý làm khuếch trương lên, dự tính làm sơ sơ thôi. Số người đến dự cũng khoảng trên dưới 100 rồi, cơ bản đã đạt đến hiệu quả mong muốn liền nói. Cũng tốt, chúng ta lên thôi. Cao Hải nói xong, quay người đi lên tầng. Ánh mắt còn sót lại lướt qua một lượt bãi đỗ xe, phát hiện lại có thêm một xe mang biển số ủy ban nhân dân thành phố lái vào. Ông ta mới đầu không để tâm lắm, chỉ nghĩ rằng có nên ở lại một lát hay không. Bỗng nhiên giật mình, không đúng, biển số này sao mà quen vậy, lẽ nào là... Chương 310, trước có thị trưởng, sau có phó bí thư. Cao Hải bình tĩnh một chút, nhìn lại, hắn cho rằng không có khả năng sự tình thực đã xảy ra. Xe dừng lại. Một người từ trong xe đi xuống, không phải Trần Phong thì có thể là ai? Thị trưởng Trần Phong tự mình đến dự lễ đính hôn của Hạ Tưởng. Cao Hải trong nháy mắt không thể tin được vào hai mắt của mình. Nếu là Hạ Tưởng cử hành chính thức hôn lễ, Trần Phong lộ mặt cũng còn nói được, dù sao cũng là nể mặt Tào Vĩnh Quốc. Nhưng Hạ Tưởng chỉ có đính hôn, hơn nữa cũng không có chính thức đề xuất mời mọi người, người đến tham gia nghi thức đính hôn đều là tự nguyện mà đến, không ai nhận được thiệp mời chính thức. Nói cách khác, nghi thức đính hôn vốn chính là một cuộc gặp gỡ không chính thức, người tới tham gia không phải là bạn bè thì cũng là thân hữu. Nếu là quan hệ đồng nghiệp bình thường trong quan trường sẽ không tới. Nhất là Trần Phong lại là một lãnh đạo cấp trên. Bởi vì chưa từng nhận được lời mời, bản thân là cán bộ cấp trên đều có thân phận cao quý, từ trước đến nay không ai không mời mà đến. Không mời mà đến chứng minh hai điểm, một là tự nguyện khiêm tốn. Không tham gia với thân phận cấp trên mà là lấy thân phận bằng hữu để tham gia, hay là vô cùng coi trọng mối quan hệ với Hạ Tưởng. Ông ta không sợ người khác cho rằng tham gia một nghi thức đính hôn không chính thức là tự hạ thấp thân phận, chính là muốn nâng đỡ Hạ Tưởng. Suy cho cùng, Trần Phong vẫn có một ý tưởng nào đó. Cao Hải không thể hiểu hết, nhưng hắn biết, Trần Phong có thể đến, mang đến sự kinh ngạc cho hắn còn lớn hơn rất nhiều so với Trần Phong trước cửa ở tòa thành ủy nghênh đón Hạ Tưởng. Bởi vì Trần Phong ở trước cửa tòa thành ủy là đóng kịch chính trị, cũng là vì đồng thời bênh vực kẻ yếu là Hạ Tưởng. Ông ta làm như vậy cũng có một ít ý đồ riêng, để cho người khác biết tâm tư bảo vệ Hạ Tưởng của mình vẫn không thay đổi. Trần Phong vốn là diễn viên trời sinh, trình độ biểu diễn thì không người nào ở tòa nhà thành ủy có thể sánh bằng. Cho tới nay Cao Hải đều cho rằng, Trần Phong tuy rằng ở ngoài mặt hết sức giữ gìn Hạ Tưởng, nhưng tất cả đều suy xét từ ích lợi chính trị. Bởi vì Hạ Tưởng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, rất có tiền đồ, hơn nữa Trần Phong cũng đặc biệt yêu thích tính cách và năng lực của Hạ Tưởng, cố ý kéo hắn một phen. Làm như vậy vừa là biểu hiện cho người khác thấy rằng mình rất ủng hộ các thanh niên có triển vọng, vừa có thể thu được thanh danh, lại có thể lôi kéo Hạ Tưởng để sử dụng.
một công đôi việc thật tốt, Trần Phong thật thông minh, tự nhiên sẵn lòng đi làm. Nhưng khiến Cao Hải không thể tưởng được chính là, Trần Phong không mời mà tới, tự nguyện hạ thấp thân phận đến dự nghi lễ đính hôn. Vậy đã chỉ rõ một vấn đề. Vấn đề gì? Trước hết, là trong suy nghĩ của Trần Phong, với Hạ Tưởng đã không chỉ là đơn giản lôi kéo mà ông ta đặc biệt tin tưởng nâng Hạ Tưởng lên tới một mức độ nể trọng. Một cán bộ cấp phó tỉnh không ngờ lại coi trọng một cán bộ cấp huyện. Cao Hải không thể tin được chuyện đó lại có thực, nhưng điều này cũng giống như lúc trước ông đã không thể tin nổi một sự thật, cho dù quyền cao chức trọng như Trần Phong, đối mặt áp lực của Cao Thành Tùng cũng sẽ vô cùng nhức đầu, chưa chắc có thể ung dung đối mặt được như Hạ Tưởng. Cao Hải hiện đã hoàn toàn nhận thức sức ảnh hưởng của Hạ Tưởng. Tuy rằng hắn vẫn là một cán bộ cấp cục phó như cũ, nhưng hắn hòa đồng và chu toàn mọi giữa mặt thế lực, lại đồng thời được đa số người tán thưởng, bản thân không ngừng đạt được thành tựu đặc biệt. Trần Phong hạ mình đến đây, Cao Hải liền không thể không thừa nhận một sự thật, nếu Hạ Tưởng đồng ý thật lòng ủng hộ mình, con đường trở thành phó thị trưởng của mình sẽ rộng mở vô cùng. Nhưng mà khiến Cao Hải càng thêm ngạc nhiên chính là, sau khi Trần Phong xuống xe, trong chốc lát, lại có một người từ trên xe xuống, là một thiếu niên 17, 18 tuổi, trông hơi gầy yếu, đeo kính mắt, mặc sơ mi kẻ caro, dường như có phần không tình nguyện theo sát phía sau Trần Phong. Cao Hải mở mắt thật lớn, luôn tự cho là đã trấn tĩnh nhưng hắn đã không thể dùng kinh ngạc để hình dung, người mà Trần Phong mang đến không phải ai khác, mà đúng là con ông ta Trần Công. Trần Công là con trai độc nhất của Trần Phong. Trần Phong đặc biệt yêu quý Trần Công, cũng giáo dục thâm nghiêm. Cao Hải biết Trần Phong nhiều năm, cũng chỉ gặp qua Trần Công hai lần. Trần Công tính cách hơi yếu đuối, có lẽ do Trần Phong cứng rắn, mạnh mẽ quá mức, hắn thấy người lạ không dám nói. Bộ dạng rụt rè cho nên Trần Phong rất ít dẫn hắn ra ngoài. Hôm nay Trần Phong chẳng những hạ cố đến dự nghi lễ đính hôn của Hạ Tưởng, mà còn dắt đứa con đến đây, trong đó có hàm ý không cần nói cũng biết, Trần Phong là muốn cùng Tào Vĩnh Quốc kết thành thân gia. Lại liên tưởng đến trưởng ban Phương đặt đứa con trai ở bên cạnh Lý Đinh Sơn, Cao Hải bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thị trưởng Trần là muốn Trần Công trước tiên hiểu biết Hạ Tưởng một chút, nói không chừng về sau cũng sẽ bắt trước trưởng ban Phương. Khiến Trần Công cùng ở bên cạnh Hạ Tưởng. Nói như thế, Trần Phong đối với Hạ Tưởng thì không chỉ có coi trọng và khen ngợi đơn giản như vậy, hắn vì chính tiền đồ của đứa con mình, về sau dám chắc cũng sẽ dồn hết sức mà đề bạt Hạ Tưởng. Cao Hải hơi hơi quay đầu nhìn về phía Hạ Tưởng, thậm chí có chút ghen tị với vận may và bản lĩnh của Hạ Tưởng. Hai năm trước hắn còn chưa bước vào thế giới quan trường, hiện tại mới là một cán bộ cấp cục phó. Vậy mà đã có thể di chuyển phá vỡ thế cân bằng vốn không đổi, khiến thế lực khắp nơi đều chú ý, đều giơ bàn tay tràn đầy tình cảm về phía hắn. Hắn làm như thế nào mà được như vậy? Cao Hải thở dài trong lòng, mặc kệ Hạ Tưởng là bằng cái gì, việc hắn nổi lên đã không thể ngăn cản. Chính mình may mắn là quan hệ không tồi với hắn, mà hắn với chính mình cũng xem như cung kính. Còn có cái gì mà không đáng được ăn mừng? Hắn bỗng nhiên lại cao hứng, vội vàng đẩy Hạ Tưởng một phen. Mau, thị trưởng Trần đến kìa. Hạ Tưởng cũng phát hiện cha con Trần Phong. Hạ Tưởng cũng nhớ rõ trước kia Trần Phong cũng nói qua, con hắn hiện tại còn đi học, mấy năm sau mới tốt nghiệp đại học, cũng muốn theo chính trị, còn nói muốn cho con của hắn đi theo bên cạnh chính mình. Hạ Tưởng chỉ nghĩ Trần Phong lúc ấy chẳng qua là thuận miệng, không ngờ Trần Phong mượn nghi lễ kết hôn, ngoài dự đoán của mọi người mà dắt con trai đến đây. Hạ Tưởng hiểu rõ dụng ý của Trần Phong, mang theo đứa con đến đây. Vừa có thể tỏ rõ hắn ta không phải lấy thân phận thị trưởng, lại làm cho người ta thấy hắn và Tào Vĩnh Quốc quan hệ cá nhân đặc biệt không tồi. Hạ Tưởng vội vàng đi nhanh đến đó, tươi cười vừa tận tình lại kính cẩn. Thị trưởng Trần, không nghĩ ngài có thể đến, thật sự là khiến tôi được sủng ái mà lo sợ. Ngài xem, cũng không phát thiệp mời ngài tới, vốn không dự định làm phiền ngài. Tôi quả là thất lễ. Trần Phong ha hả cười. Được rồi, chúng ta đều đến đây rồi. Hiện tại cậu còn có thể viết lại cái thiệp mời cho tôi chứ? Ở trước mặt tôi, nhất là lại không ở văn phòng thì đừng có nói dối hay nói lời khách sáo. Hắn lại nhìn Tào Thù Lê. Vĩnh Quốc sinh một khuê nữ tốt, có may mắn. Tuy nhiên cũng có may mắn chính là cậu. Ông ấy nuôi khuê nữ lớn thế này, cậu lại dễ dàng lừa đi như vậy, ha ha. Tào Thù Lê nhớ tới lần trước ở nhà ga gặp được Trần Phong, cười cười, tinh nghịch. Hiện tại xem như thật sự biết thị trưởng Trần, lần trước ở nhà ga, ngài lấy hình tượng bình dị gần gũi xuất hiện. Cháu còn thật không nhận ra, khiến ngài chê cười.
Trần Phong không quá tin tưởng hỏi. Thù Lê, cháu nói thật đi, lúc ấy thật không nhận ra tôi hay là giả bộ? Tào Thù Lê ngượng ngùng mà thè lưỡi. Bắt đầu là thật không nhận ra, về sau nói chuyện được một nửa thời gian thì bỗng nhiên nghĩ tới, nhưng phần đầu không nhận ra cho nên phần sau cháu liền tiếp tục giả bộ không biết. Trần Phong gật đầu cười nói. Đây là lời nói thật, tôi tin tưởng, tuy nhiên cô bé cháu thực không đơn giản, tôi lúc ấy đều không có phát hiện cháu trước sau có gì thay đổi, trình độ diễn kịch cũng là hạng nhất. Hạ Tưởng, về sau có chuyện gì tốt nhất đừng lừa Thù Lê, cô bé thật sự rất lợi hại. Hạ Tưởng không nói gì, đành phải ngây ngô cười. Trần Phong lại giới thiệu con hắn Trần Công cho Hạ Tưởng biết. Trần Công hơi có phần không quá vui lòng kết giao, chỉ là qua loa bắt tay Hạ Tưởng một chút, nói một câu, xin chào, rồi không nói gì nữa. Hạ Tưởng thấy hắn có vẻ mặt thư sinh, đoán hắn có thể là con mọt sách, thích đọc sách, liền hỏi. Khi nào thì thi vào trường đại học, dự định ghi tên dự thi đại học nào? Trần Công thoáng nhìn Hạ Tưởng, có phần không muốn trả lời. Tuy nhiên thấy vẻ mặt Hạ Tưởng tươi cười vô cùng chân thành, ánh mắt trong veo, không có gì ác ý, cậu ta liền đáp. Sang năm thi đại học, dự tính thi đại học Bắc Kinh. Tuy nhiên nghe nói đại học Bắc Kinh thi quá khó, em có chút lo lắng. Muốn thi đại học Bắc Kinh, khá có chí khí. Hạ Tưởng liền cười nhìn Phương Cách nói. Tôi giới thiệu với cậu một người tốt nghiệp đại học Bắc Kinh cho cậu làm quen được chứ? Có anh ta chỉ bảo cho cậu, dự đoán kỳ thi vào đại học Bắc Kinh sẽ nhiều cơ hội hơn một chút. Thật sự, ánh mắt Trần Công lập tức sáng lên. Anh ấy ở đâu, em muốn lập tức thấy anh ấy. Hạ Tưởng liền duỗi tay kéo Phương Cách qua. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Phương Cách, tốt nghiệp đại học Bắc Kinh không thể giả được. Trần Công ôm cánh tay Phương Cách. Anh thật sự tốt nghiệp đại học Bắc Kinh à, anh quá lợi hại. Em rất khâm phục người học đại học Bắc Kinh, có thể truyền thụ một chút bí quyết cho em được hay không? Trước kia Phương Cách luôn tự hào với thân phận tốt nghiệp đại học Bắc Kinh của mình, tuy nhiên sau khi bị Mai Hiểu Lâm và Lam Miệt đả kích thì trở nên không hề nhạy cảm nữa, liền uể oải nói. Hạ ca, anh gây phiền toái cho em rồi. Nếu anh giới thiệu một nữ sinh cho em còn có thể hăng hái chút sức sống. Hiện tại cũng lại là một nam sinh, không phải là anh hại em sao? Cũng may mặc dù Phương Cách không muốn nhưng vẫn phải nể trọng Trần Phong, bèn nhìn Trần Phong cười cười. Thị trưởng Trần, cháu dành thời gian hướng dẫn lại cho Trần Công được không? Chỉ cần cậu ấy thi vào trường đại học được gần đủ điểm, cháu tìm giáo sư của cháu nói ông ấy ưu tiên tuyển Trần Công. Trần Phong không nghĩ tới câu nói đầu tiên của Hạ Tưởng đã giúp hắn một đại ân, vội cười tít mắt. Đâu có. Đâu có, tôi thay Trần Công cảm ơn cậu. Trần Công lại cảm thấy hứng thú với Phương Cách, không chịu đi, giữ chặt Phương Cách hỏi đông hỏi tây. Phương Cách chịu không nổi sự phiền hà này nhưng vì giữ thể diện với Trần Phong, đành phải nhăn nhó mặt mày mà giải thích từng việc một. Hạ Tưởng liền nhân cơ hội cho người đi lên thông báo với bác Tào rằng thị trưởng Trần tới, cần ra đón tiếp một chút. Cao Hải liền mượn cơ hội cùng Trần Phong hỏi han vài câu. Trần Phong thấy Cao Hải đích thân tiếp khách, nên hỏi Cao Hải vài câu. Cao Hải liền nói không ít, kể lại quá trình quan hệ của hắn và Hạ Tưởng cho Trần Phong. Trần Phong nghe xong, có vẻ đăm chiêu nói. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về quan hệ giữa anh và Tiểu Hạ như vậy. Trước kia sao không nghe anh nói nhỉ? Cao Hải khiêm tốn nói. Trước kia báo cáo công tác với thị trưởng Trần đã đều là việc công, cũng không có thời gian nói về việc tư. Trần Phong gật đầu. Không nói thêm nữa. Đoàn người của Tào Vĩnh Quốc xuống dưới chào đón Trần Phong. Sau đó mọi người vây quanh Trần Phong lên lầu. Hạ Tưởng cho rằng sau Trần Phong sẽ không còn nhân vật nào xuất hiện nữa liền nói mọi người cùng lên lầu. Cao Hải đã theo sau lưng Trần Phong đi lên lầu, Hạ Tưởng liền dừng ở cuối cùng nói chuyện với Tào Thù Lê. Mới vừa đi đến cầu thang thì nghe được một giọng nói quen thuộc. Không đón tiếp tôi còn chưa tính, cũng không ở cửa đón tôi một lát. Tiểu Hạ, tôi là có ý kiến đối với cậu đó. Hạ Tưởng lập tức dừng lại, quay đầu lại nhìn thấy Vương Bằng Phi đang tươi cười đứng tại sảnh, ăn mặc thư thái, nhìn ngoài giống như vô ý đi dạo ngang qua. Hạ Tưởng vội vã đi về phía trước, lo sợ nói. Phó Bí Thư Vương, sao ngài lại đến đây? Thật ngạc nhiên vui mừng, nhưng cũng có phần kinh hãi. Vương Bằng Phi thong thả nói. Như thế nào, thị trưởng Trần tới tôi lại không thể ư? Tôi chỉ nghe nói thịt gà muối Yên Kinh ăn ngon lắm,
lại nghe cậu cũng lúc tổ chức lễ thành hôn ở đây, cứ tới đây xem, chẳng qua là chỉ muốn được ăn nhờ chút cơm mà thôi. Quả nhiên cũng không là người bình thường, đều có lý do cả. Trong đầu Hạ Tưởng hiểu rõ Vương Bằng Phi sở dĩ nói như vậy, một là muốn cho mình một lối thoát, hai cũng là vì không để người khác nghi ngờ vô căn cứ. Tuy nhiên ông ta đưa ra lý do thật sự không đáng để người ta tin. Ngược lại càng làm cho người ta nghi ngờ. Có thể các vị lãnh đạo đều như vậy, cố tình thực thực giả giả, làm cho người ta suy nghĩ không ra bên trong mới chứng tỏ ưu thế xuất thân bề trên của mình. Hạ Tưởng đã nghĩ mời bác Tào xuống dưới đón tiếp Vương Bằng Phi một chốc, nhưng Vương Bằng Phi khoát tay. Không cần để ý nhiều như vậy, cậu không thấy tôi ăn mặc bộ đồ thư nhàn ở nhà à? Tôi là rảnh rỗi đến đây góp vui, không phải là người muốn mất tự do khi đến đây. Ông ta thấy quanh đó đông người liền nhỏ giọng nói. Lão Tần là không thể tới, ông ta vốn cũng muốn đến nhưng bị tôi can ngăn. Hiện tại là thời kỳ đặc biệt, có lẽ nên tránh sự nghi ngờ, có phải vậy không? Ông ta khiến tôi chúc mừng cậu. Hạ Tưởng ngỏ ý cảm ơn. Tầng 2 đã ngồi kín người, không nghĩ tới rằng có tầng nữa cũng không đủ. Những người cấp bình thường chỉ có thể ngồi ở đại sảnh, đám người Trần Phong được đưa vào phòng nên Hạ Tưởng cũng đưa Vương Bằng Phi vào trong phòng. Vương Bằng Phi xuất hiện, Cao Hải kinh ngạc, ngay cả Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc cũng kinh ngạc. Vương Bằng Phi nhìn về phía mọi người phất tay nói rất tự nhiên. Tất cả mọi người ngồi xuống, đừng có đứng, hôm nay chúng ta không phân biệt chức vụ cao thấp, chỉ căn cứ vào tuổi tác để ngồi. Nếu tới ủng hộ tiểu hạ mà cứ cư xử như trong quan trường thì chả phải làm cậu ấy thêm phiền sao. Tôi nói thế này, mọi người nếu đến đây thì đừng nghĩ thân phận mình là gì nữa, là quan lớn thế nào nữa, tất cả hãy nghĩ mình là bạn bè của Hạ Tưởng, cùng ngồi chung vui. Tất cả mọi người mỉm cười. Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc liếc nhau, hai người cười đầy ý vị. Hạ Tưởng này, chỉ một buổi lễ đính hôn mà có ai là không kinh động, ngay Phó Bí Thư Vương cũng chủ động tới dự. Cậu này thể diện cũng thật lớn. Cao Hải trong lòng nôn nóng muốn trò chuyện trực tiếp với Phó Bí Thư Vương, người có quyền lên tiếng ở phương diện nhân sự. Cũng may hắn cũng biết đạo lý dục tốc bất đạt, vẫn còn chế ngự sự kích động trong lòng, tự nghĩ hôm nay buôn bán lời quá. Phương Tiến Giang đưa tay kéo Vương Bằng Phi. Đến đây ngồi cạnh tôi, Phó Bí Thư Vương. Vương Bằng Phi thật ra khi vừa vào cửa thì đã nhìn thấy vài người quen bên thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Ông ta đúng là có chút hơi giật mình đối với Trần Phong, lại thấy Phương Tiến Giang cũng đang ngồi bên trong, trong lòng thầm mừng. Vô tình, cậu bạn trẻ Hạ Tưởng đã có một vị trí không thể nào bỏ qua được. Chỉ bằng những người ngồi cùng ở đây, trong thành phố Yến này, ai có thể động được hắn chứ? Vương Bằng Phi ung dung ngồi xuống, nhìn Trần Phong cười cười, tiếp đó xã giao với mọi người. Nghe nói nơi này thịt gà muối không tồi, hôm nay cần phải nhiệt tình nếm thử. Trần Phong nói, Phó Bí Thư Vương còn khoái ăn uống, nếu thịt gà muối Yên Kinh đứng hàng thứ hai thì ở thành phố Yến này không có nhà nào dám tự xưng là thứ nhất. Có đồ ăn ngon cũng phải có rượu ngon mới được. Vương Bằng Phi ha hả cười. Thị trưởng Trần thích uống nhất loại rượu nào? Trần Phong lần đầu tiên thấy Vương Bằng Phi không hề có thái độ đạo mạo, mà đàm luận về ăn uống, giống như lão bằng hữu nhiều năm, dỡ bỏ lớp vỏ ngụy trang, thì cảm thấy hơi khác thường, không thể tin nổi. Trần Phong liền nghĩ lại, chẳng phải mình cũng đang cười cười nói với mọi người xung quanh, tạm quên thân phận thị trưởng của mình đấy sao? Trần Phong bỗng nhiên cảm thấy một chút thoải mái. Trước kia, đối mặt Vương Bằng Phi không vui vì bất đồng quan điểm, nay mới thấy hóa ra khi không làm quan cũng là một cảm giác không tệ. Tất cả mọi người nói cười rộ lên. Hạ Tưởng thăm hỏi chu đáo mọi người, cùng Tào Thù Lê đi ra phía ngoài. Rõ ràng mọi người ở thành phố đều đến đông đủ. Hắn tin rằng sẽ không còn ai đến nữa. Dù sao các ủy viên thường vụ khác ở thành phố thì hắn không quen biết, ngay cả bác Tào và bọn họ cũng chỉ là quan hệ bình thường. Những người ngồi ở trong đại sảnh chủ yếu là ở cán bộ cấp cục trở xuống của thành phố, còn một ít là giới doanh nhân. Tào Vĩnh Quốc cũng đi từ trong phòng ra, thấy sắp tới giờ liền nói với Hạ Tưởng. Hôm nay thị trưởng Trần là người lớn nhất, thì do ông ta chủ trì nghi lễ, cậu xem thế nào? Hạ Tưởng đương nhiên không có ý kiến, Trần Phong cũng rất có tư cách đại diện, liền gật đầu nói. Bác Tào cứ bố trí đi ạ, bác đi mời thị trưởng Trần một chút, cháu và Thù Lê lại tiếp đón một số khách mời. Tào Vĩnh Quốc gật đầu đẩy cửa đi vào, ông ta vừa đi khỏi, Hạ Tưởng chợt nghe sao động. Không ít người đều đứng lên,
mặt mũi tươi cười hướng đến một người vừa đi lên. Trưởng ban thư ký Từ. Chào trưởng ban thư ký. Xin chào tất cả mọi người. Từ Đức Truyền xuất hiện trước mặt mọi người ngoài dự đoán. Ông ta mặc sơ mi màu trắng, đeo cà vạt, dưới thân quần thẳng tắp, giày cũng không có một hạt bụi. Kính trên mũi cũng lóng lánh ánh kim. Ông ta chú trọng từng chi tiết lời nói, nói chuyện giọng gốc Tứ Xuyên pha tiếng phổ thông. Mọi người hãy ngồi xuống, không cần đứng. Hôm nay cũng không phải hội nghị công tác của thành ủy mà là lễ đính hôn. Tôi đi ngang qua liền lên xem, nhìn cậu ta ngỏ ý chúc mừng một chút. Mọi người không cần khách khí, hôm nay Tiểu Hạ mới là diễn viên chính, ha ha. Không ngờ đúng là Từ Đức Tuyền. Từ Đức Tuyền là người Tứ Xuyên, đầu hói nhưng đầy sức sống, vẻ mặt hồng hào, vừa chào hỏi mọi người vừa ra hiệu mọi người ngồi xuống, phong thái vô cùng tốt, rất có tác phong hòa đồng với mọi người. Hạ Tưởng lại rất lo sợ trong lòng. Điều Hạ Tưởng tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến chính là hắn và Từ Đức Tuyền lại có cuộc gặp mặt tại đây. Chương 311, có người nhất định cố tình phiền phức. Đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng gặp mặt Từ Đức Tuyền. Tuy rằng trước kia tại văn phòng thành ủy, lúc rảnh rỗi hắn vẫn luôn đi buôn chuyện trong tòa nhà, nhưng từ trước đến nay, Từ Đức Tuyền vẫn không hề xuất hiện. Mặc dù vẫn nghe tên tuổi ông ta, nhưng trong lòng Hạ Tưởng vẫn rất tò mò, không nghĩ rằng Từ Đức Tuyền lựa chọn thời cơ tuyệt vời tại buổi đính hôn của mình để mà xuất hiện. Ông ta rốt cuộc có mục đích gì? Hạ Tưởng không thể không thừa nhận Từ Đức Tuyền cũng là một nhân vật lợi hại, không những không mời mà tới, hiện tại còn đang đứng mũi chịu sào. Ông ta lựa chọn cơ hội gặp mặt mình như vậy là thể hiện thiện ý hay là có ý khiêu khích? Nói là thể hiện thiện ý thì chẳng lẽ mình còn có tư cách thỏa hiệp? Nếu muốn khiêu khích chính là muốn hướng về phía mình và mọi người, cho thấy ông ta Từ Đức Tuyền hiện tại bình yên vô sự. Không có một chút lo sợ lúng túng, lại càng không sợ bị người khác chất vấn. Hạ Tưởng đoán không ra dụng ý của Từ Đức Tuyền, nhưng chân vẫn không dừng bước cùng Tào Thù Lê bước nhanh tới trước mặt Từ Đức Tuyền, cung kính nói. Trưởng ban thư ký Từ Hạ cố đến dự, từ xa không kịp tiếp đón, thất lễ, thất lễ. Đồng chí Hạ Tưởng không cần khách khí, tôi chỉ là tiện đường ghé qua mà thôi. Ông ta cười đưa tay ra bắt tay Hạ Tưởng, thoáng nhìn Tào Thù Lê. Quả nhiên là vô cùng xinh đẹp, đồng chí Hạ Tưởng thật có phúc, cần phải thật quý trọng người trước mắt, lại càng phải quý trọng công việc tốt đẹp hiện tại. Câu cuối cùng Từ Đức Tuyền tăng thêm giọng điệu, ánh mắt lấp lánh nhìn Hạ Tưởng. Trong mắt toát ra sự ám chỉ rõ ràng, mặc dù vẻ mặt tươi cười nhưng giọng điệu sau cùng đã có một chút u ám. Từ Đức Tuyền hôm nay tới đây, một không phải là thật tâm vì chúc phúc Hạ Tưởng, hai cũng không phải là vô ý đi ngang qua. Ông ta chính là cố ý đến gặp, chính là muốn Hạ Tưởng thêm phiền phức trong ngày trọng đại này. Bởi vì ông ta hận Hạ Tưởng thấu xương. Sau khi Lệ Triều Sinh ngã ngựa, ông ta vội vàng đi tìm Cao Thành Tùng, xin Cao Thành Tùng chỉ thị bước đi tiếp theo thế nào. Cao Thành Tùng chỉ thị rõ ông ta nhất định phải điều tra rõ ai ở sau lưng khơi mào muốn điều tra Lệ Triều Sinh. Ngoài ra ông ta không cần quan tâm sự tình khác, Từ Đức Tuyền nhận được chỉ thị xong, liền âm thầm tiến hành liên lạc với những mối quan hệ của Lệ Triều Sinh. Trải qua hàng loạt liên hệ, đủ các dấu hiệu chứng tỏ người đáng nghi ngờ nhất, người có khả năng thu thập các chứng cớ về con riêng của Lệ Triều Sinh chính là Hạ Tưởng. Từ Đức Tuyền có ấn tượng ban đầu với Hạ Tưởng không tồi. Bởi vì Hạ Tưởng bí mật giúp Cao Kiến Viễn nên ông ta vẫn còn nghĩ quan hệ giữa Hạ Tưởng và Cao Kiến Viễn vẫn không xấu. Nhưng sau khi Hạ Tưởng bị bắt, ông ta mới quay mặt lại, hóa ra Hạ Tưởng quan hệ với Cao Kiến Viễn chẳng những bình thường mà Cao Kiến Viễn chẳng xem hắn ta là bằng hữu, nhất là khi có việc thì đem vứt hắn qua một bên, thậm chí còn có khả năng thêm dầu vào lửa. Nếu bí thư Cao ra lệnh bắt giữ Hạ Tưởng, Cao Kiến Viễn lại ngồi yên không lý đến, rõ ràng Cao ra cũng không để mắt tới Hạ Tưởng. Từ Đức Tuyền vốn không có ấn tượng tốt đối với Hạ Tưởng, hơn nữa hắn và đám người Trần Phong qua lại thân thiết, lại thêm Hạ Tưởng rung ra khỏi nhà giam của Ủy ban Kỷ luật còn vặn ngã một phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố khiến ấn tượng của Từ Đức Tuyền đối với Hạ Tưởng càng không tốt. Lại thêm ông ta cũng biết Hạ Tưởng đứng đằng sau vụ việc trị Lệ Triều Sinh, khiến ông ta rất bất mãn với Hạ Tưởng. Bởi vì sau khi xảy ra sự tình của Lệ Triều Sinh, Từ Đức Tuyền cảm thấy bị uy hiếp rõ rệt. Mặc dù ông ta biết Lệ Triều Sinh quả quyết sẽ không khai ra ông ta nhưng ông ta phụ trách tiêu thụ quặng ở Hạ Lưu, Lệ Triều Sinh vừa lật thuyền, chẳng những ảnh hưởng tới thu nhập mà còn có thể ảnh hưởng tới tiền đồ của ông ta. Tất cả mọi nguyên nhân đều nằm ở chỗ Hạ Tưởng xen vào việc của người khác. Trong lòng Từ Đức Tuyền vui mừng mới là lạ,
Tuy nhiên ông ta cũng tin tưởng bí thư tỉnh ủy Cao. Chỉ cần bí thư Cao còn đương nhiệm, ai cũng không trở mình được. Nhưng Hạ Tưởng bị bắt lại được thả, còn có Thẩm Phục Minh bị bắt cũng đang chứng minh bí thư Cao buông lỏng quyền lực. Không phải nói quyền lực của bí thư Cao bị thách thức mà chỉ ít ám chỉ có một lực lượng đang hình thành không thể coi thường và đang bí mật chống lại bí thư Cao. Thêm nữa sự kiện trên của Hạ Tưởng càng khiến người ta lo sợ bởi dễ dàng nhận thấy bí thư Cao bị rơi vào thế yếu. Hạ Tưởng bị bắt rồi được thả, tiếp đó Lệ Triều Sinh nhanh chóng bị bắt, tỉnh Yến dường như sắp có một cơn giông tố. Từ Đức Tuyền nói không lo lắng thì đó chính là lừa mình dối người. Lệ Triều Sinh và ông ta qua lại rất nhiều. Chỉ cần Lệ Triều Sinh lỡ miệng, dứt khoát ông ta có thể bị đánh không trở mình được. Từ Đức Tuyền phải làm sao bây giờ? Chỉ có cầu xin bí thư Cao tạo áp lực về phía thành phố khiến nhanh chóng kết thúc vụ án Lệ Triều Sinh, để hạn chế tối đa sự ảnh hưởng, không điều tra tiếp nữa, chỉ điều tra tới Lệ Triều Sinh mà thôi. Từ Đức Tuyền liền tìm Cao Thành Tùng, xin ông ta đứng ra tạo áp lực về phía ủy ban kỷ luật thành phố. Với tính cách vốn có của Cao Thành Tùng, chắc chắn sẽ trực tiếp gọi cho bí thư thành ủy Thôi Hướng, hoặc chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Tần Thác Phu. Nhưng lúc này đây, Cao Thành Tùng lại do dự nửa ngày, cuối cùng lại nói. Việc này tôi không tiện ra mặt trực tiếp. Trong dịp Quốc Khánh, tôi sẽ đến thủ đô một chuyến để nắm bắt tình hình rồi sẽ bàn lại sau. Gần đây tình hình hơi phức tạp, đừng dính vào Hạ Tưởng thì hơn. Đường đường bí thư tỉnh ủy nói đừng dính vào một gã phó chủ tịch huyện. Nếu trước kia thì Từ Đức Tuyền sẽ không thể tin được. Mặc dù lúc này ông ta không thừa nhận Hạ Tưởng uy thế lớn tới mức nào, nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của Cao Thành Tùng đã cho thấy y không còn khí thế nắm vững mọi thứ trong tay như trước nữa. Ông ta không dám nhiều lời mà chỉ dám nói. Vị đại nhân ở Bắc Kinh kia luôn luôn đối xử với ngài rất tốt. Ngài lãnh đạo ổn định gọn gàng tỉnh Yến, công lao rõ như ban ngày, tôi nghĩ qua dịp Quốc Khánh này, khai mạc đại hội xong. Ngài sẽ được điều đến thủ đô để thăng chức. Trước kia Cao Thành Tùng thích nhất người khác nói ông ta sẽ được thăng chức, nhưng hôm nay nghe xong thì không có chút phản ứng nào mà chỉ lắc đầu nói. Trước tiên đừng có cố gắng lạc quan làm gì mà cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đức Tuyền à, ông cũng cần chú ý về phía thành phố một chút. Thành phố Yến thời gian qua không quá nghe lời trên tỉnh. Có vài người muốn tự quyết định, ông ở đây lâu cần chú ý nhiều, có tin tức gì phải báo cáo tôi kịp thời. Về phần vụ án Lệ Triều Sinh, tôi sẽ nói với phó chủ nhiệm Cổ xem có thể tìm ra được cách nào tốt nhất để giải quyết tình huống này không. Cổ Nhân Kiệt là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, thời gian qua thân cận với Cao Thành Tùng mà không quá hợp với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hình Đoan Đài. Thêm nữa quan hệ giữa Hình Đoan Đài và Cao Thành Tùng có chút bất hòa nên tự nhiên Cổ Nhân Kiệt liền dựa vào Cao Thành Tùng. Bên trong thành ủy, nếu có chuyện ông có thể cùng bàn bạc với Trần Ngọc Long, ông ta ở hệ thống chính trị pháp luật. Hiểu rõ tình hình thì cũng thuận lợi hơn. Cao Thành Tùng khoát tay, rõ ràng không muốn Từ Đức Tuyền nhiều lời nữa. Tôi hiện tại không thể cố hơn được vụ Lệ Triều Sinh, cứ như vậy đi. Trần Ngọc Long là bí thư đảng ủy công an thành phố, cũng là người của Cao Thành Tùng. Từ Đức Tuyền thấy Cao Thành Tùng không có hào hứng liền biết điều rút lui. Hình tượng bí thư Cao luôn điềm tĩnh, nắm chắc chiến thắng bây giờ chạy đi đâu mất. Ông ta thế nào mà vẻ ngoài bây giờ không có tự tin, không có bộ dạng nhất ngôn cửu đỉnh nữa. Đều là Hạ Tưởng gây họa. Cứ nghĩ đến vụ án Lệ Triều Sinh, Từ Đức Tuyền liền cảm thấy giống như có gông cùm trên cổ. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta bắt, toàn thân ông ta không thoải mái, trong lòng càng hận Hạ Tưởng, hận không thể ngay lập tức bỏ tù Hạ Tưởng, khiến cho hắn ta cả đời không trở mình được. Cho nên khi nghe nói hôm nay Hạ Tưởng tổ chức lễ đính hôn ở Yên Kinh, ông ta thầm nghĩ cứ đến đây xem một cái, cho hắn biết chút mùi đời. Đừng nghĩ dựa vào cha vợ là một phó thị trưởng thường trực thì cảm thấy mình đã là hoành tráng. Tại thành phố Yến cấp phó tỉnh này, một phó thị trưởng thường trực đúng là không có mấy trọng lượng. Từ Đức Tuyền phát hiện ra ngồi ở đại sảnh trên tầng gần nhất, tất cả đều là một số quan chức cấp thấp của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, trong lòng đắc ý nghĩ rằng cha vợ là phó thị trưởng thường trực, Hạ Tưởng là phó chủ tịch huyện. Suy cho cùng đều là phụ tá, xem người đến mừng là người nào chứ? Rõ ràng hợp lý, đáng thương nha, một phó giám đốc cấp sở cũng không có. Hạ Tưởng thấy từ giọng điệu và ánh mắt của Từ Đức Tuyền tỏ ra một chút khinh thường, trong lòng có chút không vui. Chiến đấu trên quan trường thì tìm quan trường mà giải quyết được rồi, nay tại ngày lễ đính hôn của người khác mà tới quấy phá, chẳng những trình độ quá kém mà lòng dạ nông cạn hẹp hòi, suy nghĩ thiếu chín chắn.
hắn cũng chỉ thản nhiên cười nói. Cảm ơn trưởng ban thư ký Từ tới chúc mừng, tôi tin tưởng cuộc sống của tôi sẽ ngày càng tốt hơn, lãnh đạo cấp trên quan tâm, bạn bè đồng nghiệp cùng cố gắng, điều đó khẳng định một tương lai càng thêm tốt đẹp. Chương 312, chính thức đính hôn. Cơn giận trong lòng Từ Đức Tuyền không đánh tới được chỗ muốn. Tốt thôi, ông ta cố ý chọc giận Hạ Tưởng, cố ý cho hắn mở to mắt mà nhìn, kết quả thật nực cười, chẳng những hắn không tức giận mà còn xem như tới nghe lời chúc phúc, thật sự ra mặt đủ dày. Ông ta cười nhạo một chút rồi đả kích Hạ Tưởng. Thế nào mà những người hôm nay tới đây dự cấp bậc đều không cao vậy? Thường thì vị trí của thị trưởng Tào trong thành phố cũng đâu có tồi. Không có nổi một cấp bậc phó thị trưởng trở lên thì đúng là chẳng biết phải nói gì nữa, có phải vậy không phó chủ tịch huyện Hạ? Giọng điệu châm chọc không hề thương xót. Hạ Tưởng thấy sắc mặt Từ Đức Tuyền đắc ý, liền khẽ mỉm cười nói. Thực ra chỉ là một buổi lễ đính hôn, cũng không đáng làm gì ồn ào, tôi và bác Tào bàn bạc được rồi, vốn không muốn làm phiền mọi người. Tuy nhiên không thể chối từ tấm lòng nhiệt tình của mọi người, họ đều đã chủ động tới mừng, chứ thật tình tôi thấy rất áy náy. Mọi người đều đã tới à? Sao tôi không trông thấy? Từ Đức Tuyền thấy Hạ Tưởng ngoài miệng nói vậy, nghĩ thầm hắn tự đề cao mình, không phát thiệp mời, ai trong thành phố chủ động tới dự chứ? Trừ phi bọn họ thật sự xem hắn là bằng hữu, coi trọng hắn thì mới có thể hạ thấp thân phận tới đây chúc mừng hắn. Tuy nhiên một phó thị trưởng thường trực và một phó chủ tịch huyện cũng không có mấy trọng lượng phải không? Ai sẽ đến? Hạ Tưởng thật đúng là phải tự mình an ủi xây mộng đẹp. Từ Đức Tuyền vừa dứt lời, cửa phòng trong vang lên một tiếng động. Cao Hải đẩy cửa đi ra, vừa trông thấy Từ Đức Tuyền liền ngạc nhiên, sau đó lập tức cười hướng về phía trước. Trưởng ban thư ký Từ cũng đến đây, niềm vui bất ngờ, thật là vui mừng quá. Mau tới trong phòng này ngồi đi, nhóm lãnh đạo đều ở trong đó. Cao Hải là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố. Tuy rằng không phải ủy viên thường vụ nhưng là bên chính phủ, có trọng lượng. Vừa rồi ông ta còn nói không có phó giám đốc cấp sở thì lập tức xuất hiện một vị cấp phó giám đốc sở Cao Hải. Từ Đức Tuyền ngẩn người, ánh mắt có phần thất thần. Hơn nữa nhìn vẻ ngoài Cao Hải lấy thân phận nửa chủ nhà tiếp đón ông ta, Cao Hải và Hạ Tưởng quan hệ thân mật từ khi nào. Với lại nghe lời Cao Hải nói, nhóm lãnh đạo đều ở đây. Có những ai vậy? Từ Đức Tuyền đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Với thân phận của Cao Hải mà nói nhóm lãnh đạo đều ở đây thì không cần nói cũng biết. Đương nhiên đều là cấp thành ủy là chủ yếu, chẳng lẽ sự thật có thường vụ thành ủy đến chúc mừng Hạ Tưởng? Chắc là không có khả năng như thế. Trong lòng nghĩ không có khả năng, Từ Đức Tuyền không ngờ Cao Hải và Hạ Tưởng cùng đến, đi vào trong phòng. Đẩy cửa một cái, Từ Đức Tuyền chỉ cảm thấy đầu óc ầm một tiếng, thiếu chút nữa kêu lên sợ hãi. Bên trong phòng, thị trưởng Trần Phong, phó bí thư thành ủy Vương Bằng Phi, trưởng ban tổ chức cán bộ Phương Tiến Giang ngồi cùng một chỗ. Chuyện trò vui vẻ, giống như mấy lão bằng hữu lâu năm vậy. Còn lại mấy người, Từ Đức Tuyền cũng không biết, nhưng theo cách ăn nói trên cũng có thể thấy chủ yếu là lãnh đạo huyện An. Không thể tin nổi, một buổi lễ kết hôn của Hạ Tưởng mà ba đại ủy viên thường vụ trong thành phố cùng tới dự, còn ngồi cùng một chỗ trông có vẻ thân mật, một điều mà trước đây không thể nào có. Từ Đức Tuyền đứng ở cửa, há miệng thở dốc, muốn nói một điều gì đó nhưng một câu cũng không mở miệng được. Vừa mới đả kích Hạ Tưởng, cho rằng không có nhân vật trọng yếu nào trong thành ủy ủng hộ hắn, Từ Đức Tuyền bụng bảo dạ chính mình đã tự hại mình rồi. Ba người trước mặt kia, ai không phải là nhân vật trọng yếu? Người nào chẳng phải ủy viên thường vụ có ảnh hưởng rất lớn trong thành ủy sao? Ngược lại chính ông ta mới là ủy viên thường vụ hạng trung xếp gần cuối cùng. Cổ họng Từ Đức Tuyền khô khốc, yết hầu nghẹn lại, hồi lâu mới khan giọng nói. Hóa ra thị trưởng Trần. Phó Bí Thư Vương, còn có trưởng ban Phương đều ở đây. Xem ra hôm nay tôi đến đây thật đúng lúc rồi. Nhóm người Trần Phong không ngờ Từ Đức Tuyền xuất hiện, cũng cảm thấy khó hiểu. Mọi người ngoài miệng không nói nhưng ai cũng đều biết rõ quan hệ giữa Từ Đức Tuyền và Lệ Triều Sinh. Hơn nữa thời gian gần đây Từ Đức Tuyền ít qua lại với Tào Vĩnh Quốc đồng thời lại không quen biết Hạ Tưởng. Ông ta đột nhiên xuất hiện là vì mục đích gì? Lại thấy ông ta vẻ mặt xấu hổ, có vẻ kinh hoàng. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cùng nhịn cười. Đã đến đây thì là khách mời, liền mời Từ Đức Tuyền ngồi xuống. Từ Đức Tuyền ngồi sau Phương Tiến Giang, cảm thấy chua xót. Giỏi thật, gần như một cuộc họp nhỏ giữa các ủy viên thường vụ thành ủy đến dự lễ đính hôn của Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng mặt mũi cũng thật lớn. Lập tức ông ta lại tức giận bất bình, nghĩ Hạ Tưởng dựa vào cái gì? Hắn mới nhận chức phó chủ tịch huyện không đến nửa năm. Phía sau tuy là phó thị trưởng thường trực thành phố Yến, có tư cách gì mà tác động tới thị trưởng Trần, phó bí thư Vương và trưởng ban Phương? Cho dù hắn và thị trưởng Trần có quan hệ không tồi, thị trưởng Trần gần đây coi trọng hắn, Há và phó bí thư Vương thường xuyên đánh bài, nhưng lễ đính hôn của Há đã khiến cho thị trưởng Trần, phó bí thư Vương cùng với trưởng ban Phương Hạ cố tới tham dự. Hắn cũng tự nâng cao vai trò của mình lên quá nhỉ. Khi cơn giận qua đi, Từ Đức Tuyền mới nhận ra chính mình đã rất xem thường Hạ Tưởng. Luôn nghĩ là Hạ Tưởng đã tự nâng cao vai trò của hắn, nhưng ông ta lại quên rằng ba đại ủy viên thường vụ đến dự là hoàn toàn tự nguyện. Ba người trên, ngoại trừ Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc có quan hệ hơi thân một chút, còn lại phó bí thư Vương, trưởng ban Phương và Tào Vĩnh Quốc cũng chỉ là quan hệ xã giao, về cơ bản có thể khẳng định rằng việc họ đến dự chính là vì thể diện của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng ơi Hạ Tưởng! Từ Đức Tuyền trộm nhìn thấy Hạ Tưởng mỉm cười không nói, trên mặt hắn không rõ cảm xúc là đắc ý hay bất mãn, chỉ thấy có sự ung dung. Từ Đức Tuyền đột nhiên dùng mình một cái, Hạ Tưởng còn trẻ, chẳng những mạng lưới quan hệ rất rộng, suy nghĩ lại chín chắn, vừa rồi mình đã gõ hắn một cái, vậy mà giờ hắn vẫn không hề có một chút phản kích, điều đó cho thấy đây là một người cực khó đối phó. Từ Đức Tuyền ngay lập tức không còn xem thường nữa. Do Tào Vĩnh Quốc đứng ra mời nên Hạ Tưởng và Tào Thù Lê đi hai bên Trần Phong tiến vào lễ đài. Vương Bằng Phi, Phương Tiến Giang và Từ Đức Tuyền cũng từ trong phòng đi ra, đứng ở một bên lễ đài nhìn ra xung quanh. Vương Bằng Phi và Phương Tiến Giang vì muốn chúc mừng Hạ Tưởng nên đứng dậy, nên Từ Đức Tuyền không đứng dậy cũng phải đi ra. Nói cho cùng, thị trưởng Trần ở trên lễ đài, phó bí thư Vương và trưởng ban Phương ai mà không làm quan to hơn ông ta chứ? Trần Phong thể hiện một bài phát biểu đầy nhiệt tình. Tôi đã theo dõi quá trình phát triển của Tiểu Hạ, cậu ấy có chí tiến thủ, có lòng hăng hái, chủ yếu đó là rất giỏi giang. Tuổi trẻ như vậy có thể khiến các chuyên gia ở viện thiết kế của tập đoàn đạt tài cũng phải nể phục. Còn tôi khi bằng tuổi cậu ấy, chỉ có thể sử dụng nắm đấm của mình để khiến em trai mình nể phục, điểm này khiến tôi rất kính nể. Tất cả mọi người mỉm cười, thị trưởng Trần đúng thật là thị trưởng Trần. Trình độ diễn thuyết vào hạng nhất. Tiểu Hạ còn có một ưu điểm rất lớn nữa, ngay cả các cô gái cũng yêu mến. Mọi người không nên nhìn ưu điểm này là cái mọi người đàn ông đều có. Thiên kim của phó thị trưởng Tào như hoa như ngọc, ai cũng yêu mến, lại chỉ yêu mến Hạ Tưởng. Chính điều này có thể thấy Hạ Tưởng thật không đơn giản. Người sinh ra trên đời này có hai việc lớn là sự nghiệp và tình yêu. Tình yêu cũng là việc quan trọng trong đời người, không có một người vợ ngoan hiền, các vị muốn thành công cũng không dễ dàng. Cho nên hôm nay, đồng chí Hạ Tưởng và đồng chí Tào Thù Lê đính hôn, tôi lấy thân phận cá nhân để chúc mừng cậu ta, bởi vì cũng hy vọng cậu ta có được một người vợ ngoan hiền, sau đó trên cương vị công tác sẽ tạo ra nhiều thành tích lớn hơn nữa, cống hiến cho nhân dân nhiều hơn nữa. Tiếng vỗ tay rung chuyển. Tào Vĩnh Quốc đứng ở bên cạnh Hạ Thiên Thành, ánh mắt vui sướng, nhỏ giọng nói với Hạ Thiên Thành cái gì đó. Hạ Thiên Thành nhìn Trần Phong trên lễ đài, biết ông ta là thị trưởng thành phố Yến, hơn nữa là lần đầu tiên trông thấy cán bộ cấp phó tỉnh lớn như vậy, không hề có một chút sợ hãi bởi vì Trần Phong nói chuyện rất bình dị gần gũi. Nghe ông ta nói mà thay đổi suy nghĩ, vô cùng phấn chấn. Tào Vĩnh Quốc nhỏ giọng xin ý kiến Vương Bằng Phi và Phương Tiến Giang, hỏi bọn họ có lên lễ đài phát biểu vài câu hay không. Hai người đều cùng nhau xua tay nói. Hôm nay Tiểu Hạ là diễn viên chính. Chúng tôi mà lên phát biểu thì khác gì buổi họp, làm thay đổi tính chất buổi lễ, chỉ làm người đến dự thôi, không đi đâu. Sau đó lại mời Lý Đinh Sơn lên lễ đài, làm cho Lý Đinh Sơn thành người chủ trì, chứng kiến giây phút Hạ Tưởng và Tào Thù Lê đính hôn. Lý Đinh Sơn xúc động nói. Lúc trước Tiểu Hạ theo tôi tới huyện Bá, sau đó bị thị trưởng Trần bắt buộc về công tác tại thành phố Yến, lúc đó tôi rất tức giận, chuẩn bị đến thành phố Yến tìm thị trưởng Trần lý luận một phen. Tuy nhiên sau đó nghĩ rằng thành phố Yến là một vũ đài lớn, có thể phát triển tham vọng của cậu ấy rất tốt. Hiện tại, xem ra tôi còn phải cảm ơn quyết định sáng suốt của thị trưởng Trần. Tiểu Hạ sau khi tới thành phố Yến đã trưởng thành nhanh hơn, tạo ra thành tích lớn hơn, cứ nhìn vào điểm này mà nói, tầm nhìn của thị trưởng Trần vô cùng rộng lớn. Trần Phong nói kế tiếp. Bí thư Lý, ông giận tôi đã nói rõ rồi, lát nữa chúng ta đấu rượu. Giờ là Tiểu Hạ đính hôn. Ân oán cá nhân chúng ta sẽ giải quyết kín đáo. Mọi người cười vang.
Lý Đình Sơn cũng cười. Tốt lắm, tất cả mọi người đã nghe thị trưởng Trần nói rồi, hôm nay nếu ông ta bị tôi chuốc say, mọi người cần phải làm chứng cho tôi, chúng tôi đã vừa ký kết hiệp ước, hai người đấu rượu, chỉ bằng bản lĩnh, chấp nhận được ăn thua chịu. Trần Phong cười gật đầu, không hề có một chút điệu bộ của thị trưởng. Ông ta và Lý Đình Sơn trên lễ đài người hỏi người đáp, y hệt hai bậc trưởng bối của Hạ Tưởng. Cuối cùng dưới sự chủ trì của Lý Đình Sơn, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê trao nhẫn đính hôn, nghi lễ đính hôn xem như chính thức hoàn thành. Chương 313, Phó Chủ tịch tỉnh đến thăm. Vốn còn có một nghi thức cha mẹ hai bên lên lễ đài phát biểu, nhưng nói kiểu gì Hạ Thiên Thành cũng không chịu lên lễ đài, Tào Vĩnh Quốc thấy vậy cũng đành phải thôi. Cũng đúng, lãnh đạo đang ngồi dự có ai không phải lai lịch lớn chứ. Hơn nữa đây chưa phải là lễ kết hôn chính thức. Trong đám đông dưới lễ đài, có người ước ao, có người đố kỵ, có người lẫn lộn đủ loại cảm giác. Nhìn Hạ Tưởng và Tào Thù Lê ở trên sân khấu, mỹ nhân như ngọc, Hạ Tưởng thì khôi ngô tuấn tú, trong lòng Khúc Nhã Hân đầy cảm xúc. Nhớ ngày đó cô còn lo lắng sau khi Hạ Tưởng đi vào tổ cải tạo thành phố sẽ chiếm mất quyền lực của mình, giờ thì người ta đã là phó chủ tịch huyện, hơn nữa các mối quan hệ rất lớn, so với anh ta thì mình còn cách xa vạn dặm. Nghĩ lại lúc đó vẫn còn có tâm tư tranh cao thấp với anh ta, giờ mới thấy thật nực cười. Thu Ái cũng được sắp xếp ngồi cùng bàn với Khúc Nhã Hân. Cô chú ý tới ánh mắt Khúc Nhã Hân nhìn về phía Hạ Tưởng, ánh mắt đầy nóng bỏng. Mặc dù cô biết Khúc Nhã Hân nhưng trong lòng vẫn có chút khinh thường, đã nhiều tuổi mà vẫn còn nhìn chằm chằm Hạ Tưởng như vậy. Không thấy Tào Thù Lê bên cạnh Hạ Tưởng trẻ đẹp như thế nào sao? Tuy nhiên nghĩ bản thân mình cũng không lọt vào mắt Hạ Tưởng, Thu Ái cảm thấy rất buồn chán. Chính mình có chỗ nào không tốt, muốn dáng người có dáng người. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn danh tiếng có danh tiếng, chỉ có điều không có tuổi trẻ như Tào Thù Lê. Tuy cô không có xuất thân tốt, nhưng thiên kim của phó thị trưởng làm sao có được thân phận người nữ dẫn chương trình cao quý nổi tiếng như cô. Cô nghĩ vậy, lờ đãng uốn éo đầu, lại bắt gặp cái liếc mắt đầy si mê của Nghiêm thì dành cho Hạ Tưởng. So với Nghiêm Tiểu thì, Thu Ái không khỏi hơi thấy xấu hổ. Làn da Nghiêm Tiểu thì thật sự đẹp, trơn bóng, mịn màng như viên ngọc tự nhiên. Thu Ái thấy rõ ràng mình lép vế, tuy vẻ ngoài mình không tồi nhưng làn da quả thật không đẹp, hơi đen lại không đủ trơn bóng. Cô chỉ có thể dựa vào khả năng trang điểm để bù lại khiếm khuyết của mình, trong khi Nghiêm Tiểu thì chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng đã làm cho người ta có cảm giác da thịt như ngọc, nhất là khuôn mặt trắng hồng của cô ta, hai cái má hây hây hồng khiến người ta bị mê hoặc. Cô ta cũng thích Hạ Tưởng, Thu Ái ghen tị liếc Nghiêm Tiểu thì một cái. Nghiêm Tiểu thì đã sớm trông thấy ánh mắt không thiện chí của Thu Ái, cô cũng biết cô ta là người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình tỉnh, nhưng cô cảm thấy không có thiện cảm. Bởi vì Nghiêm Tiểu thì nhận thấy tuy Thu Ái giả bộ có trình độ nhưng trên thực tế ánh mắt cùng cử chỉ của cô ta đều lỗ mãng, thậm chí có thể nói là rất phong trần. Nghiêm Tiểu thì cũng có thể thấy ánh mắt Thu Ái hướng về Hạ Tưởng có ẩn ý phức tạp, trong lòng cảm thấy nực cười. Cô tuy rằng không dám nói hiểu rõ Hạ Tưởng đến bao nhiêu, nhưng cô tin tưởng biết Hạ Tưởng chỉ thích một cô gái thuần khiết. Cô không dám nói có phải anh ta thích một cô gái còn trinh nữ hay không, nhưng khẳng định rằng anh ta không thích một cô gái có hương vị phong trần. Mà Thu Ái lại là một cô gái phong trần hoàn toàn. Chỉ nhìn tư thế và nhất cử nhất động của cô ta là có thể thấy, cô ta đã trải qua không ít quan hệ nam nữ, vậy Hạ Tưởng sẽ coi trọng cô ta ư? Trừ phi đầu anh ta có vấn đề. Đáng tiếc chính rằng Hạ Tưởng là một người đàn ông có bản lĩnh đặc biệt. Đầu anh ta không có vấn đề, cho nên Nghiêm Tiểu thì chấm dứt suy nghĩ về Thu Ái, không cần phải suy nghĩ thêm cho phiền não. Sau đó Nghiêm Tiểu thì không tự chủ được liếc nhìn Mai Hiếu Lâm một cái. Trong mắt Nghiêm Tiểu thì, tuy Mai Hiếu Lâm ăn mặc bình thường, không chú ý về ăn mặc, quần áo trên người cũng không phải hàng hiệu, nhưng cô lại ngồi ngay ngắn bất động. Đó chính là biểu lộ khí chất cao quý mặc dù chưa cần biết nói chuyện hay mỉm cười thế nào. Chỉ nhìn qua cũng đủ thấy cô ta là được giáo dục theo chuẩn mực. Vẻ ngoài Mai Hiếu Lâm lúc mới nhìn qua không quá đẹp nhưng nhìn kỹ sẽ thấy cô có một vẻ đẹp làm cho người ta mê đắm, càng nhìn càng thấy đẹp. Ánh mắt Mai Hiếu Lâm nhìn về phía Hạ Tưởng vừa thản nhiên lại có phần không rõ cảm xúc. Nghiêm Tiểu thì cũng không biết suy nghĩ thật sự của cô. Có phải có tình cảm với Hạ Tưởng hay giả bộ không có để che giấu tình cảm xuống tận đáy lòng? Bởi vì ánh mắt của Mai Hiếu Lâm biến đổi không ngờ. Khi thì thản nhiên, lúc lại sôi nổi làm cho người ta suy đoán không ra.
Mai Hiếu Lâm không hề có cảm giác đối với ánh mắt tò mò của Nghiêm Tiểu Thì. Cô nhìn Hạ Tưởng và Tào Thù Lê trên lễ đài như một đôi rất đẹp, trong lòng mơ hồ có chút hâm mộ, lại có chút mất mát. Cũng không biết vì sao, cô rõ ràng cảm thấy chính mình và Hạ Tưởng là quan hệ bạn bè bình thường, cho dù trong có vượt qua phạm vi quan hệ đồng nghiệp thì cũng là bởi vì lợi ích cộng đồng mới đi cùng nhau, không hề có sự hấp dẫn tình cảm khác phái. Cô cảm thấy không được thoải mái, luôn có ít muộn phiền không thể bình ổn tâm tình. Người đời có câu không có gì là hoàn hảo, dù vậy vợ chồng tôn trọng nhau thì mới vượt qua được khó khăn, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn, đột nhiên Mai Hiếu Lâm nghĩ ra câu này. Tất nhiên dùng cảnh vợ chồng tôn trọng nhau để hình dung cô và Hạ Tưởng không quá thích hợp. Chợt nhớ tới bạn trai cũ của mình và vị hôn phu, cô chưa bao giờ cảm thấy người đời có gì đáng tiếc nuối hơn. Không hiểu sao cô lại cảm giác thương cảm thật lớn, cảm giác như mình rất cô độc. Lại nhìn thấy Hạ Tưởng và Tào Thù Lê trao đổi nhẫn đính hôn, nước mắt của cô chút nữa thì trào ra. Cũng may là cô nhẫn nhịn hoặc đã kìm nén. Hạ Tưởng và Tào Thù Lê đang muốn đi đến đám người đang uống rượu mừng phía dưới lễ đài thì thấy Cao Tấn Chu dìu Cao Lão bước nhanh lên gác, từ phía xa đã lớn tiếng nói. Bạn nhỏ à, tôi đã tới chậm một bước, phạt rượu, xin tự nguyện nhận phạt rượu.